Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 356. Thiên Tuyết Tâm hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói, Thái Thần nhất định ở trên núi này, hai người này tu vi cực kỳ khủng bố, ta giúp ngươi chế tạo cơ hội, ngươi đi tìm Linh Nhi cùng Thái Thần. Mời hắn rời núi. Một đạo động trời kiếm ý tách ra ra ánh sáng, băng lam xương hoa kiếm thẳng đâm về phía tay cầm quạt xếp tồn tại, Nho Nhã thư sinh chỉ là cười nhạt, trong tay mặt quạt khép mở, vậy mực giấy chất liệu mặt quạt, một tiếng giòn giã. Đinh! Lại là chặn lại Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm một cái đâm thẳng, mà đối diện nam tử chỉ là trôi giạt trở lui ước chừng ba bước xa, hơi thở chưa từng có hơn phân nửa rối loạn. Sát ý liếm liền mấy phần, liền xông lên điểm này, lưu tính mạng ngươi. Vô Cực sững sốt cười một tiếng, thẳng về phía trước tới, trong tay quạt xếp khép lại, một miếng điểm ra. Trên bầu trời lại huyễn hóa ra tỷ lệ đạo tắc. Một bên khác là Vô Cực áp trận linh cực hiển nhiên cũng là đối với cùng Thiên Tuyết Tâm chiến đấu vô cùng là cảm thấy hứng thú, nhưng lại là một hồi ngứa tay, nhìn về trong tay ống sáo, mở miệng nói. Như vậy, vì các ngươi tấu một khúc trợ hứng. Du dương tiếng sáo vang lên ngay tức thì, Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm hai người cảm giác chính là xuất hiện cực lớn sai lệch, thần hồn đều là chấn động vạn phần. Thiên quân cấp bậc hồn kỹ, khủng bố như vậy. Cái này tiếng sáo có vấn đề. Diệp Thần thi triển ra Hồng Mông Đại Tinh Không, lúc này mới dễ chịu mấy phần, hắn theo bản năng chính là muốn phải ra nói nhắc nhở Thiên Tuyết Tâm, nhưng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp vô số vô cực đã tập kích bất ngờ tới Thiên Tuyết Tâm trước người. Trong tay xương hoa bộc phát ra vô số vạn băng ý, đem vô cực bức lui, chợt hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói, ta có thể kéo một hồi, cái này hai người cũng không sát tâm, người bắt chặt thời gian. Chín tầng trời xương hoa, diệt. Một kiếm chói mắt màu xanh ra trời kiếm mang vạch qua, Diệp Thần bóng người biến mất ở tại chỗ. Vô Cực cùng Linh Cực nhìn nhau cười một tiếng, nhưng là đối hướng đỉnh núi một đường lặn lội mà lên Diệp Thần, cũng không ra tay can dự ngăn trở. Kỳ quái, cái này hai người rõ ràng thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng cùng Thiên Tuyết Tâm giao thủ, nhưng lại là mấy phần nhún nhường. Xuyên qua tầng tầng hư không Diệp Thần, không khỏi có chút nghi ngờ, hơn nữa. Ta tới đây, nhưng cũng không thấy được cái này hai người ra tay ngăn trở, từ trên người của bọn họ, vậy không có cảm giác được ác ý. Không lâu lắm, Diệp Thần chính là khẽ nhíu mày, tốc độ chậm lại. Giữa trời đất phép tắc linh khí lại đậm đà đến trình độ này, liền ta hành động đều bị liền ảnh hưởng. Đây có điểm không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần dưới chân nhịp bước tràn vào chậm, vậy xa không với tới thềm đá thông hướng đỉnh núi, nhưng là tựa như gần ngay trước mắt. Vô luận Diệp Thần như thế nào bước ra, nhưng cuối cùng một bước kia, nhưng là từ đầu đến cuối bước không ra. Ảo ảnh, lúc này Diệp Thần hiển nhiên vậy phát hiện dị thường, nhưng dưới chân thực đánh thực truyền tới xúc cảm cùng với quanh thân bình tĩnh lại vững chắc không gian ba động đều ở đây thời thời khắc khắc nhắc nhở Diệp Thần, hết thảy các thứ này đều là thật sự tồn tại. Đường mòn, thềm đá, yên tĩnh, Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, tinh nguyệt sáu thần trận diễn sanh biến ảo, từ vừa mới bắt đầu. Căn bản là không có gì Thúy Lâm. Hồng Mông Đại Tinh Không thi triển đến mức tận cùng, hồn lực toàn lực thúc dục, luân hồi thiên nhãn bùng nổ, Diệp Thần trong thức hải một hồi cảm giác đau nhói truyền tới, cùng lần nữa mở mắt ra lúc đó, trước mắt đã sớm đổi thiên địa. Cái này cổ hơi thở, vì sao và luân hồi huyền bi có chút tương tự? Hôm nay Diệp Thần lấy được 8 khối luân hồi huyền bi, phân biệt thức tỉnh Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch, Tới Ám thần mạch, Cổ Độc thần mạch, Long Viêm thần mạch, Vạn Linh thần mạch, Thánh Ma thần mạch, Hư Linh thần mạch. Chẳng lẽ còn dư lại 2 khối luân hồi huyền bi muốn vấn thế? Diệp Thần cảm giác sẽ không ra sai, xem ra chuyến này xác thực cùng Linh Nhi có liên quan, điều này u ám đường hầm, hẳn chỉ hướng chính là và luân hồi huyền bi có liên quan tồn tại. Từng tia linh lực giật tán ra, Diệp Thần đầu óc bên trong, tựa hồ nhiều một màn chưa bao giờ thấy qua trí nhớ. Chư thiên chết. Vạn tượng tinh thần tan vỡ, một đám người đang chiến đấu. Kỳ quái, bọn họ là đang cùng người nào chiến đấu, không thấy rõ tung tích. Diệp Thần chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, dưới chân nhịp bước tăng nhanh, mà vậy từng hình ảnh một cũng là dần dần lóe lên. Chư thiên vẫn diệt. Vô số đạo cảnh tượng thật nhanh vạch qua Diệp Thần mi mắt tới giữa, sắp đến bắt không rõ mặt của mọi người hình dáng. Đột nhiên, u hắc hẹp dài đường hầm bên trong, nhiều đốm lửa sáng lên. Chợt Diệp Thần linh lực trong cơ thể vậy bắt đầu bốc cháy. Đá này mặc dù có thể theo dõi một món vạn năm trước ý chí,
nhưng cũng bá đạo như vậy, muốn cháy hết ta linh lực. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm lộn, đối mặt với trước mắt chi chít khắp nơi ánh sao lưới, dưới mắt cũng chỉ có lấy lực phá. Lại như vậy cháy đi xuống, mình cũng chỉ có lực kiệt kết quả. Chỉ thủy nhất kiếm, phá. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp vận dụng trong truyền thuyết chỉ thủy nhất kiếm, vậy thất lạc thời không hỗn độn không không, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần tình cảnh nguy hiểm, xuyên qua vô số năm ánh sáng đến nơi đây, giống như trong bóng tối vậy một chút bình minh, ầm ầm nổ tung. Một đạo cực kỳ đáng sợ hơi thở từ đất bằng phẳng lên, cơ hồ là lấy dễ như bỡn tư thái, thẳng xông lên trời cao, thiên địa vạn vật đều không có pháp ngăn trở. Diệp Thần nơi thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, hàm chứa không không khí thế, đó là giữa trời đất cổ xưa nhất, cường đại tồn tại, bất kỳ thực tế quy luật ở trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Thử! Thanh âm chói tai vang lên, chói buộc được Diệp Thần quanh thân quang võng tí ti tan rã, tầm mắt vậy lần nữa dần dần rõ ràng. Nơi này là... bất quá là một kiếm tới giữa, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo, Diệp Thần dựng thân tại một tòa hùng vĩ đồng xanh thần điện bên trong, cả tòa đồng xanh đổ bê tông trên đại điện, dì loang lổ tùy ý có thể gặp, ngay cả hô hấp bên trong, đều là phân nửa hơi tiền mùi vị. 18 cây chống đỡ đồng xanh trụ trên, Diệp Thần cảm nhận được liền áp lực vô hình, trên đó khắc ấn minh văn phù lục, chỉ là một mắt liếc về đi, chính là cảm thấy lửa đốt mục đích cảm giác đau nhói. Như vậy trận pháp căn cơ phù lục khác ở trước mắt, nhưng là theo dõi không được phân nửa. Diệp Thần không khỏi cười khanh khách, như vậy tự tin thủ đoạn, xem ra đại điện này chủ nhân, thực lực tất nhiên là ỷ mình giữa trời đất vô địch tồn tại. Đông! Một tiếng chuông vang, vang vọng ở Diệp Thần bên tai, dư âm lượn quanh lương lên, ở 18 cây đồng xanh trụ trên quanh quẩn không tiêu tan, thậm chí khuếch tán ra. Không cảm giác được phân nửa cảm giác đau. Diệp Thần màng nhĩ bắt đầu tràn ra vết máu đỏ tươi. Là quen thuộc kia hơi thở. Thật chẳng lẽ và còn dư lại luân hồi huyền bi có liên quan. Xem có thể đạt được, to lớn trên ngai vàng, không có nghĩ xem bên trong to lớn bóng người hay hoặc là cao nhân đời trước, chỉ là một viên sâu màu đen linh thạch lơ lửng trên đó. Xem tướng mạo, trên ngai vàng linh thạch tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh một khối, mà là tàn đá. Vậy cảm giác quen thuộc. Chính là ban đầu mất sức lực lớn, mới tìm được luân hồi huyền bi. Bất quá cái này hẳn không phải là còn dư lại hai khối luân hồi huyền bi, mà là ban đầu chế tạo luân hồi huyền bi cùng thần thạch. Diệp Thần một cái bước dài xông lên trước, đặt chân vậy ngai vàng ngay tức thì, bên tai âm luật cũng là ngay tức thì hơi ngừng. Linh Nhi. Diệp Thần ở trước mặt trên ngai vàng, cảm nhận được liền Linh Nhi hơi thở, không nghi ngờ chút nào, nàng lúc trước nhất định đã tới nơi này. Diệp Thần đưa tay dò ở trước mặt linh thạch tàn thể bên trên, đầu ngón tay chạm được linh thạch ngay tức thì, lau một cái dịu dàng màn sáng hiện lên, cùng vậy Thúy Lâm trước, bao phủ cùng nơi này kết giới màn sáng độc nhất vô nhị. Giết! Đột nhiên, một cổ trùng tiêu sát ý từ Diệp Thần đầu ngón tay truyền ra, ở một chớp mắt kia, Diệp Thần nhìn vào thiên quân vạn mã hướng mình tập sát tới, trong tay sát ý kia ngưng thực cờ chiến, không đợi hắn dòm ngó được một món toàn cảnh, chính là bị hung hăng đâm xuyên qua ngực. Nhu hòa màn sáng chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần bóng người đổ bay ra, thân hình giống như đạn đại bác vậy bắn thẳng về phía sau lưng đồng xanh trụ. Quả nhiên, vẫn là trận kia vô hình thanh âm, Diệp Thần sau lưng, một cái mạnh có lực bàn tay kéo lại chính hắn. Cảm nhận được sau lưng bàn tay, Diệp Thần đột nhiên giật mình một cái, vội vàng xoay người, một cái tóc bạc mặt hồng hào cao lớn nam tử đập vào mi mắt. Nhẹ nhàng nâng tay xóa đi khóe miệng một chút đỏ thấm. Mới vừa chỉ là một món cảm giác thần niệm lộ ra, chính là ngay tức thì bị linh thạch xóa bỏ, liền liền sau lưng nam tử lúc nào xuất hiện, đều là chưa từng phát giác. Trước mặt trường bào màu tím tóc trắng nam tử khí chất nho nhã, mái tóc dài trắng như tuyết giống như dài bộc chảy xiết, nhàn nhạt trói lọi quanh quẩn. Giữa lông mày khí vũ hiên ngang, tóc mai gian không gặp chút nào nếp nhăn, vạt áo cùng nơi ống tay áo, màu vàng kim rồng thần đồ đằng lưu chuyển, một mục liếc về đi. Chỉ là y gian đầu rồng lau một cái hơi thở, chính là làm Diệp Thần kinh hãi. Đỉnh đầu một tòa màu vàng kim vương miện đứng gần, đối mặt Diệp Thần cười chúm chím đứng. Đây chẳng lẽ là tiên đế? Trong nháy mắt, Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Đứa nhỏ, người có biết, tới đây chính là phạm vào đại kỵ. Tóc trắng nam tử nhẹ giọng mở miệng nói, mặc dù giọng dịu dàng như thường, thế nhưng phân nửa tức giận.
đã là làm cả tòa cung điện đồng xanh không khí đều là đông lại đi. Người này thật là mạnh. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên toát ra như thế cái ý tưởng, trước mặt nam tử này, chỉ cần hắn muốn, có thể trong nháy mắt xóa bỏ mình. Chẳng lẽ hắn chính là Thái Thần? Thái Thần Đế Hợi Sán. Trước mặt nam tử tựa hồ nhìn xuyên liền Diệp Thần ý tưởng, chợt nhẹ nhàng gật đầu trả lời, không sai, ta chính là ngươi người muốn tìm. Đối mặt cường giả như vậy, chỉ cần người trước mắt có sát ý, vô luận mình tại sao chống cự, đều là phí công, dứt khoát không bằng đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối chuyến này tới, là tìm bạn của ta, Linh Nhi. Diệp Thần đúng mực, mở miệng nói. Mặc dù còn muốn hỏi tàn hồn sống lại phương pháp, nhưng dưới mắt Linh Nhi hiển nhiên quan trọng hơn. Trước mặt nam tử trong mắt bên trong như có ngàn quả sao xa lưu chuyển, trên dưới quan sát Diệp Thần mấy phen, giọng bên trong hơi có mấy phần vẻ tán thưởng. Ta lấy là, ngươi sẽ nói một ít cái gì khác lý do. Ngươi chuyến này tới, có một phần chia nguyên nhân cũng là vì đá này. Đối mặt Thái Thần mở miệng chất vấn, Diệp Thần suy nghĩ hồi lâu, vẫn mở miệng nói. Đá này, cũng coi là đi, xông vào nơi này, trọng yếu hơn chính là tới tìm bạn của ta, Linh Nhi. Đỉnh đầu Vương Miện Thái Thần nhẹ giọng nói, đứa nhỏ có ý nghĩa. Ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Diệp Thần gật đầu một cái, nói thật ra thì, có một giọng nói chỉ dẫn ta tới đây. Nghe vậy, Thái Thần tang thương trong mắt bên trong như là ở trong trí nhớ tìm kiếm chút gì, sau một lúc lâu mở miệng nói, quả nhiên, ước định kỳ đã qua, ngươi vẫn là phải lựa chọn trở về. Tiền bối có ý gì? Diệp Thần thấy Thái Thần như vậy say mê, chợt nhẹ giọng mở miệng nói. Ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Thất lạc thời không, thật ra thì ban đầu không phải thất lạc thời không, mà là một phiến thánh địa, rất lâu trước, thiên địa vạn vật linh trưởng, nhân tộc đúng dịp đoạt thiên cung tạo hóa, thành thần người vô tận, thậm chí, ngao du tinh hải bất quá là lật bàn tay gian. Chẳng biết lúc nào, ý loạn hoành sanh, chúng sanh không biết vì sao dậy, thì đã là duyên diệt. Sau cùng trên chiến trường, Tây Nam biên tùy một khối cường giả, gặp chư thần sắp, động thân tương trợ. Thái Thần nhớ lại năm xưa, chậm rãi mở miệng. Diệp Thần cũng không từng quấy rầy, tại chỗ xếp chân mà tòa cẩn thận lắng nghe. Trong đó nhiều ít có thể dò được một chút bí mật, luân hồi huyền bi rất có thể cùng thời kỳ viễn cổ một ít chuyện có liên quan. Trong miệng ngươi Linh Nhi, chính là huyền bia diễn hóa linh trí mà tạo ra thần linh. Mà luân hồi huyền bi, chính là đời trước luân hồi chi chủ bố trí. Có thể bố trí bên trong, biến số chân thực quá nhiều. Thái Thần cười một tiếng, tiếp theo mở miệng nói, luân hồi huyền bi cấm chế, liền ta cũng thì không cách nào dựa vào man lực phá vỡ, mà ngươi chỉ là chỉ một cái, liền có thể làm được chút chập chờn. Luân hồi chi chủ, danh bất hư truyền. Thái Thần gọi ra cái này bốn chữ lúc đó, trong mắt lóe lên một chút cảm giác quen thuộc. Tiền bối, ta. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, trước mặt nam tử nhưng là cắt đứt hắn. Lúc trước ngươi tới nơi đây lúc đó. Vậy trong động nơi gặp, bất quá cũng là ta lấy thuật pháp trả lại như cũ cảnh tượng thôi. Thế giới này địa phương còn lại, thật ra thì có và luân hồi huyền bi tương tự tồn tại. Thế nhưng chút đều không cách nào và luân hồi huyền bi như nhau, luân hồi huyền bi chỉ sợ là thế gian lớn nhất kiệt tác, không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Lực lượng cuồng bạo giống như ác ma biến dạng bầu trời mênh mông, thiên tuyết tâm lần nữa bị đánh bay. Đối mặt vô cực cùng linh cực hai người hợp lực, nàng khó mà đạt được thượng phong. Lúc này rời đi thôi, sư tôn bế quan, không gặp người bất kỳ. Thiên tuyết tâm thu hồi xương hoa kiếm, không tấn công nữa, ngược lại là trầm giọng nói, thất lạc thời không khu vực, nhân tộc nguy ở một sớm một chiều, như thái thần không ra mặt, liên minh tan vỡ đem đưa đến nhân tộc lại nữa. Sư tôn bế quan lánh đời, không gặp người bất kỳ. Đáp lại nàng vẫn là câu này. Hình ảnh quay về. Mặc dù linh thạch này cùng ngươi có duyên phận, có thể để cho ngươi luân hồi huyền bi cường đại hơn, nhưng muốn mang đi nó, bằng ngươi trước mắt năng lực. Thái Thần khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, quá yếu. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là đứng dậy mở miệng nói, dám hỏi tiền bối, ở ta cái này cùng tuổi tác lúc đó, chính là hạng tu vi. Diệp Thần ánh mắt kiên định, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt tồn tại. Ừ, đã bao nhiêu năm? Không người nào dám như vậy cùng một vị thần nói rõ nói, vẫn là một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ngươi thông qua khảo nghiệm, ta
ta để cho ngươi mang đi linh thạch. Thái thần đánh giá trước mắt cái này bình thường không có gì lạ người, tuy nói có chút thiên phú, nhưng cái này vậy kiêu ngạo, định trước đi không xa. Cái gì khảo nghiệm? Diệp thần mở miệng hỏi nói. Thái thần cũng không đáp lại, ngược lại thì nhẹ vỗ nhẹ vào Diệp thần đầu vai, tóc trắng nam tử trong mắt bên trong ánh ra muôn vàn tinh thần. Diệp thần chỉ cảm thấy dưới chân không còn một mống, chợt trời đất quay cuồng cảm giác từ trên xuống dưới bay lên, lần nữa nhìn chăm chăm lúc đó, lúc trước bên trong động kia ánh sao lưới giờ khắc này ở trước mắt phóng đại, mỗi một chút ánh sáng, đều là một ngôi sao ở lấp lánh rực rỡ. Khảo nghiệm rất đơn giản, đi ra cái này ngân hà, ta ở đồng xanh thần điện chờ ngươi. Thái thần chỉ là để lại một câu đơn giản giao phó, chợt bóng người biến mất không gặp. Lớn như vậy đồng xanh bên trong thần điện, một giọng nói than nhẹ, luân hồi huyền bi, lục đạo luân hồi. Diệp thần con người đông lại một cái, nhìn trước mắt cảnh tượng thần sắc ngưng trọng. Muôn vàn ngân hà, cái này nên đi như thế nào ra, một chút nhắc nhở cũng không có. Diệp thần đặt chân ở biến thành vũ trụ bên trong, phạm nổi lên khó khăn. Không đúng, nhất định bỏ lỡ những chi tiết. Diệp thần hồng mông đại tinh không thi triển. Một mảnh tinh không ở quanh thân trôi lơ lửng, rồi sau đó vận dụng luân hồi huyết mạch hội tụ hai tròng mắt, luân hồi thiên nhãn bên trong cổ xưa phù văn lưu truyền. Hắn phát hiện trước mắt phóng đại bản ánh sao lưới, mỗi một điểm đều là một viên lóng lánh tinh thần. Diệp thần cẩn thận hồi tưởng lúc trước phá vỡ vậy thu nhỏ lại bản tinh võng một màn. Hồng mông đại tinh không cắn nuốt điểm sáng, bị ta một kiếm rạch ra. Diệp thần như có điều suy nghĩ, chiếm đoạt, điểm sáng. Chẳng lẽ, muốn ta tắt cái này muôn vàn tinh thần ánh sáng? Một cái to gan ý tưởng này sinh ở trong lòng hắn. Hắc ám nguyên phù, sấm sét nguyên phù, mậu thổ nguyên phù, tiếp liền ra, hóa thành từng đạo tinh mang, liên kết thành trận. Ngay tức thì bao phủ trong đó một viên, nhất kích dưới, ánh sáng ảm đạm. Tựa hồ có thể được. Diệp thần thấy vậy, trong lòng đại hỉ, tiếp tục noi theo trước pháp, định đánh nát viên thứ hai tinh thần. Quả nhiên, nhìn hai viên tắt tinh huy tinh thần, Diệp thần mão đủ hăng hái, hướng viên thứ ba tinh thần lần nữa phát động cường thế nhất kích. Nhưng tiếp theo, làm được hắn trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra, chẳng biết lúc nào, Diệp thần lúc trước đánh nát hai ngôi sao, lại là dâng lên vô tận tinh huy. Ngay tại Diệp thần kinh ngạc trong nháy mắt, viên thứ ba tinh thần cũng là lần nữa vang vọng dậy màu trắng bạc tinh mang. Xem ra cái này ngân hà đại trận, không có như vậy đơn giản. Diệp thần nhíu mày, từ bước vào cái này phiến thái thần sơn mạch bắt đầu, tựa hồ quanh thân cảnh tượng hư hư thật thật, làm người ta không đoán được. Ngay tại lúc này, hoàng lão mở miệng nói cái này khảo nghiệm tựa hồ và thần niệm có liên quan, mà thần niệm lại quan hệ đến luân hồi, hư thật tới giữa, chỉ có trải qua, mới có thể tỉnh lại. Thần niệm, hoàng lão mà nói, tựa như để cho Diệp thần nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên trong trí nhớ nhớ tới. Lúc trước vậy linh thạch từng hình ảnh một khắc vào đầu óc bên trong, hoàn toàn là tinh thần mình lực bám vào sản vật. Đã như vậy, Diệp thần một món thần niệm lộ ra, hội tụ tại muôn vàn tinh thần trong đó một chút, chợt chỉ cảm thấy ngay tức thì linh hồn bị lôi kéo ra, lại trong nháy mắt, mất đi ý thức. Chẳng lẽ luân hồi mới là khảo nghiệm cuối sao? Thời khắc này Diệp thần, tựa như trải qua nhất thế, trở lại thiếu niên. Bất quá không phải ở trái đất. Mà trước mắt, là một khối không biết tên thế giới. Phong vân đài thi đấu. Sao xa, trong tay nam tử trẻ tuổi súng trường sắc bén bạo tránh, trong phút chốc ác liệt sát phạt hơi thở thẳng sông lên cửu tiêu, hướng một đạo lãnh đạm bóng người ép tới gần tới. Nhìn trên đài thân hình cường tráng quần áo đen trung niên, thấy tình cảnh này thở dài nói, kiêu mà thực lực càng kinh khủng hơn, cái này một súng, đã là ẩn chứa ý chí lực, sợ là gia tộc một ít trưởng lão vậy không tiếp nổi. Thật là hổ phụ vô khuyển tử à, một bên chỗ khách quý ngồi đám người nâng nói. Một bên lá kiêu phụ thân, Diệp gia tông thất gia chủ đương thời một tiếng cười sang sảng, hướng về phía quần áo đen trung niên nói, cái này cũng cùng Thanh Dương Tông dốc lòng dạy dỗ phân không ra, một nửa công lao đương kim Thanh Dương Tông. Người trung niên quần áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nhìn về phong vân đài. Đây cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu, chỉ là loại trình độ này sao? Ta kết quả là ai, ta tại sao sẽ ở chỗ này? Luân hồi chi chủ là ai? Nhâm Phi Phàm là ai? Tại sao sẽ có thanh âm nhắc tới hai cái danh tự này? Lãnh đạm thiếu niên tự lẩm bẩm, một khắc sau hắn tựa hồ hạ định quyết tâm,
như chỉ như vậy, vậy ngươi liền dừng bước nơi này đi. Hủy diệt chi đạo, lấy thiếu niên tự thân là trung tâm, tầng tầng bạo ngược sát khí ngưng tụ, đem bọc trong đó, trẻ tuổi nam tử thương như du long đâm thẳng tới. Mâu cùng thuẫn mạnh nhất tỉ thí. Trong sân bụi mù nổi lên bốn phía, đám người không thể dòm ngó gặp trong đó thế cục. Tên kia kêu Diệp Thần thiếu niên, là Diệp gia phân phòng Diệp Thiên Chính con trai chứ. Tuổi còn trẻ, cũng là vô cùng là bất phàm. Cái này thiếu niên thua tại lá kiêu tay, ngược lại cũng ở tình lý bên trong, dẫu sao tông thất tài nguyên nghiêng là phân phòng không cách nào so sánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khói thuốc tứ tán, làm người ta kinh ngạc phải, nỏ hết đà, lảo đảo đứng lại là lá kiêu. Nhìn lại lãnh đạm thiếu niên một bên, Diệp Thần hơi thở chỉ tăng không giảm, kiếm khí bén nhọn cắt kim loại không gian truyền ra ông ông tiếng nổ, hắn muốn một lần hành động chung kết thi đấu. Nhìn trên đài lá kiêu ánh mắt đông lại một cái, nhẹ nhàng thì thầm, trong lồng tước, khốn gông xiềng, ngồi gió nổi lên, đều là tham ngông. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền cảm giác cả người nóng ran khó chịu, mấy tức tới giữa toàn thân ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng, tựa như muốn tăng nứt ra vậy, toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều tựa hồ có sinh mạng, chúng đang điên cuồng nhảy động, một cổ não xông về Diệp Thần thiên linh huyệt. Sắc bén ngưng thực kiếm khí trong phút chốc vỡ nát. Thiếu niên mất đi ý thức thẳng ngã xuống ở phong vân đài bên trên. Trận chiến này, Diệp gia tông thất lá kiêu thắng. Dưới đài vang lên như sấm vậy tiếng vỗ tay. Quần áo đen trung niên dư quang liếc mắt một cái ngồi đàng hoàng ở chỗ khách quý ngồi, mắt chứa nụ cười Diệp gia gia chủ, nhíu mày một cái. Ca, muội muội thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở trên phong vân đài, nàng động tác êm ái đỡ dậy sắc mặt nhợt nhạt thiếu niên, ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài thiếu niên phụ thân. Diệp Thiên Chính. Ngay tại đêm qua, nàng trong vô tình nghe được phụ tử hai người trò chuyện. Thần nhi, ngày mai đánh một trận, rất nhiều bại không cho phép thắng. Một người đàn ông trung niên không biết làm sao hướng về phía thiếu niên thở dài nói. Tại sao, ta có thể thủ thắng? Thiếu niên không hiểu đang nhìn mình phụ thân. Phân phòng nhất mạch, không cho phép có người vượt qua tông thất, huống chi, lá kiều địa vị là tông gia thiếu chủ. Lại là tông môn Thanh Dương tông đệ tử nội môn, lần so tài này, người thua dư hắn chính là, lần so tài này vô luận kết quả như thế nào, Diệp gia phát ngôn viên, chỉ có thể là lá kiêu. Tỉnh lại thiếu niên phát hiện mình nằm ở trên giường nhỏ, muội muội nửa khoác một kiện áo dài nằm ở trước giường, đang ngủ say. Thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay, bụng một hồi đau nhức làm được hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thời khắc này hắn mới là chú ý tới, đan điền bể tan tành, gân mạch đứt đoạn. Cả người thu vi, vừa tan hết sức. Ca, người tỉnh rồi. Muội muội bị động yên tĩnh đánh thức, nàng mặt đầy mừng rỡ nhìn thiếu niên, nói ta đi gọi Diệp bác bá. Trong chốc lát, Diệp Thiên Chính đẩy cửa vào, hắn ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng mình con trai. Đây là số mệnh đi, thiếu niên cười thảm một tiếng. Diệp Thiên Chính yên lặng, hai quả đấm nắm chặt, móng tay nguyên vẹn máu thịt bên trong, máu tươi giọt giọt rơi xuống. Không kháng chịu nhục, kháng thì chết. Dòng nước chảy ở huyết mạch bên trong nguyền rủa, định trước kèm theo cả đời. Tông thất vậy trong nhất niệm chú pháp, lại có thể để cho mình quanh thân máu thiêu hủy, nếu không phải thời khắc mấu chốt mẫu thân để lại cho mình ngọc bội phát huy tác dụng, sợ rằng hiện tại đã là hồn quay về cửu tiêu. Mấy ngày nay, ta mang muội muội đi dạo một chút thành Thanh Châu, ta đã không thể lại bảo vệ nàng, thân thể khỏe xong hết rồi, sẽ đưa nàng về nhà. Thiếu niên mặt mũi tái nhợt bên trên diễn cảm không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành sâu đậm không biết làm sao. Hắn vuốt ve treo ở cổ gian vậy đã mất đi ánh sáng màu đổi được ảm đạm vô cùng ngọc bội, tạm thời tới giữa vạn niệm câu hôi. Con đường phía trước, đã đứt. Đời này thiếu niên Diệp Thần kinh mạch đan điền tất cả đều bị hủy, từ đó thần thương tại vô tận thời không. Hình ảnh lần nữa vừa chuyển, Cửu Châu Đại Lục. Cái này phiến vạn tộc tranh hùng thế giới. Trăm quỷ dạ hành, yêu ma hoành sanh, nhân tộc điêu tệ, thiên đạo luân hồi sát phạt thanh toán tránh vô tận. Mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng đầy ắp vô tận cơ duyên. Giờ phút này, thần châu cảnh ba đại tuyệt thế đất giữ một trong, man hoang bên vực. Tin đồn bên trong, nơi đây man tộc cự nhân lấy máu mà sống, vô cùng ác hung thú tàn phá hoành hành. Cao hơn một gầy hai bóng người đứng ở cái này phiến mênh mông bao la nghiêm nghị chi địa trên. Gió lớn gào thét thổi tới từng cơn sát ý. Nơi này là hung thú lãnh địa,
Diệp thần, ngươi có thể nghĩ rõ, ngươi ở nơi này tự lập môn hộ, muốn chiêu hung thú làm môn đồ. Vẫn là man tộc cự nhân. Ta tự có an bài. Diệp thần hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này cao hơn 3 mét thiết tháp người đàn ông to lớn. Bá tánh đồ lục bên trên, lưu danh, ngươi chính là thánh địa chủ, đồng thời vậy sẽ chiêu cáo thiên hạ, lại một tông phái thánh địa ở chỗ này thành lập. Người đàn ông to lớn vung tay lên, một quyển lấp lánh rực rỡ màu vàng đồ quyển hiện ra ở Diệp thần trước mặt. Cái này lấy võ vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực có tài nguyên, ngươi hết thảy có thể mình khai tông lập phái. Dĩ nhiên nếu là gặp gỡ vây công tiêu diệt, vậy chỉ có thể nói là kỹ không bằng người. Cấp 9 bên trên, có thể xưng thành thánh. Thần châu cảnh, trước mắt chỉ có một nơi thánh địa mờ mịt sơn trang. Theo Diệp thần tay ngừng bút lạc, bá tánh đầu lục sán màu vàng kim chói lọi vẩy lần toàn bộ thần châu cảnh, truyền ra một cái như vậy tin tức. Thần châu tu giả chu biết. Man hoang bên vực khu vực thành lập mới võ đạo thánh địa. Diệp thần, đem thâu rộng rãi môn đồ, tụ tập thần châu thiên tư chắc tuyệt tu người, chinh chiến tiên lộ. Tin tức vừa ra, thần châu đều kinh hãi. Cái này Diệp thần lai lịch gì, lại khai sáng mới thánh địa. Chẳng lẽ là lánh đời thiên quân cường giả? Một vị tông môn chủ, chúng ta nguyện làm tiên phong, chinh chiến tiên lộ. Một vị tông môn đại trưởng lão, man hoang bên vực thú tộc nguyện theo đánh một trận. Diệp thần đem người hóa thân một tôn sát thần, máu nhuộm thương khung. Dựng thân tại trên đỉnh núi, trong tay kiếm gãy lại đem bầu trời rạch ra một kẽ hở, tản ra hỗn độn khí hơi thở kẽ hở bên trong, vô số thần ma bay lượn ra, quanh quẩn tại trong hư không, nghiêm nghị gào thét. Cung nghênh ta chủ đạo thân trở về. Đầy trời thần ma vây quanh ở giữa vậy đạo cao lớn to lớn ma khu. Một lát sau, chỉ nghe hắn thanh âm lạnh lùng xuyên thấu tam giới, ta ma ý không tiêu tan, có thể giúp các ngươi lại chinh chiến tiên đồ ngàn năm. Ta thần hồn, ngàn năm thai nghén, đem lại xuất hiện thế gian. Đời này Diệp thần áp đảo chư thiên bên trên, vạn thế gọi tôn. Đệ tam thế, Diệp thần hóa thành đế vương thân, giáng thế tại Tây Bắc biên thủy nước nhỏ, cả đời vinh hoa, bị con dân kính yêu. Thứ tư đời. Giữa núi thôn dân Diệp thần chút nào không gặp linh lực chập chờn, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, ngày du dài lại bình thản. Thứ đời năm, Diệp thần người khoác chiến giáp, trấn thủ biên thành, chiến tới cuối cùng một binh một chốt, tráng liệt hy sinh cho tổ quốc. Tỉnh vừa tỉnh, đừng ở chỗ này ngủ. Lau một cái vuốt ve thơm dịu thổi qua, trung niên bộ dáng ăn mày thức tỉnh, lửa đốt mục đích ánh mặt trời chiếu rọi trước hắn gương mặt, khô đét dạn nước trên môi da chết mở ra. Giữa cổ họng khô miệng khô lưỡi. Chúng ta muốn buôn bán, ngươi đến nơi khác ngủ đi đi. Vải được cô gái trẻ tuổi đánh thức ăn mày, thúc giục hắn mau rời đi. Đứng dậy ăn mày trung niên gật đầu một cái, bả trước một cái chân, hai tay vịn trên đường phố cửa diêm, chậm rãi rời đi. Chết người què, xôi. Một cước từ phía sau lưng kết kết thật thật đá vào ăn mày vậy vốn là đơn bạc trên thân hình, ăn mày lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Hụ. Một ngụm máu tươi hụ ra, ăn mày trung niên vùng vẫy đứng dậy, quay đầu lại nhìn về trước mặt một mặt chê công tử nhà giàu, chợt cúi người gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, còng lưng thân thể vội vàng nhường đường. Tích tích lịch lịch mưa nhỏ vỗ vào ở từng nhà mái hiên trên, tấu lên giữa trời đất thuần túy nhất tự nhiên nhịp điệu. Tí ti đỏ thấm theo nước mưa từ ăn mày bên chân dòng nước chảy hướng phương xa. Vốn là mệnh đồ đa xuyến, người yếu nhiều bệnh hắn. Cũng là bởi vì vậy công tử nhà giàu ca nhi một cước, đi lên sinh mạng sau cùng cuối. Lông mi mau trong nháy mắt, hơi nước xen lẫn trong miệng hà hơi thấm ướt hốc mắt, mờ mịt gian trước người một đạo thon nhỏ bóng người dừng chân. Người muốn ăn kẹo sao? Loáng thoáng gian một cái ghim bím tóc sừng dê mà bé gái đứng ở ăn mày trước mắt, nhìn trọng thương ngã gục hắn, đưa lên thế gian sau cùng lau một cái ngọt. Gương mặt này, rất quen thuộc. Ngươi là, Linh Nhi. Mê ly tới giữa, chẳng biết tại sao, một cái tên từ ăn mày trong miệng thao đọc lên, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Linh Nhi, tốt tên quen thuộc. Ta là ai? Một màn qua lại nhanh chóng quanh quẩn mà qua, có mình, có người khác, vương hầu tương tương, áo vải cỏ giới. Diệp thần, ma tộc vô thiên trung muốn chiếm thân xác giả thiên ma đế, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Luân hồi chi chủ, người đối thủ là Vạn Khư. Chỉ có phá hủy Vạn Khư, mới là điểm cuối. Cửa không gian không chống đỡ được quá lâu,
ngươi nhanh lên một chút. Vô số trí nhớ mảnh vỡ tổ hợp sắp hàng, sau đó sẽ lần vẫn diệt để ý thức thế giới bên trong. Ta là, Luân Hồi Chi Chủ. Trong mắt bên trong dâng lên một chút tinh mang, Diệp Thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, nhìn trước mắt một màn quen thuộc muôn vàn tinh thần, Diệp Thần ngay tức thì lông tơ chợt nổi lên. Hết thảy các thứ này, đều là thật. Diệp Thần đau như cắt cảm nhận được, trước kia một màn, đều là mình nhất thế lại một đời luân hồi. Trước mắt muôn vàn tinh thần nửa số vẫn diệt, còn sót lại một nửa tinh huy ở Diệp Thần sau lưng lấp lánh lập lòe. Luân hồi huyền bi, lục đạo luân hồi. Thời khắc này Diệp Thần, quần áo lam lũ, râu tóc đã sớm che đậy diện mạo, người diễn một bộ người nguyên thủy lối ăn mặc. Vạn thế luân hồi, ở nơi này ngân hà trong đại trận, chỉ là một chút tinh thần, đoạt ta vạn năm. Diệp Thần không cam lòng một tiếng gầm lên, giờ phút này dù là mình có thể phá trận ra, vạn năm đã qua, cuộc bể dâu, mình nên đi nơi nào. Thời khắc này đồng xanh thần điện bên trong, Thái Thần chăm chú nhìn về trên ngai vàng tàn đá, lẩm bẩm mở miệng nói, như vậy thiên phú, lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Không hổ là thế gian nhất có tư cách chấp trưởng luân hồi tồn tại. Nói thật, ta còn muốn thật muốn thấy được ngươi chấp trưởng luân hồi ngày hôm đó, sợ rằng khi đó, Vũ Hoàng cổ đế đều biến thành một phiến đất vàng liền đi. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Vạn thế luân hồi, trải qua cướp sóng quay đầu lại nhưng là rơi vào kết quả như thế này. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt ảm đạm thất sắc nửa phiến ngân hà, lẩm bẩm nói. Vô tận luân hồi. Hắn trải qua hết thảy cũng rành rành trong mắt, trong lòng từng tia chấp niệm, đang chậm rãi tiêu tán. Liền suy nghĩ, tinh thần diệt. Thoáng qua tới giữa, muôn vàn ngân hà chấm vẫn diệt, Diệp Thần xem có thể đạt được đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Chúc mừng ngươi, hoan nghênh trở về. Thái Thần thanh âm từ bên tai vang lên, Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, nhìn trước mắt vẫn như cũ là vương giả tư thái Thái Thần. Ta có thể mang đi Linh Nhi liền sao? Thời khắc này Diệp Thần, thêm mấy phần nội liếm, lời nói bên trong, bình tĩnh dị thường, hai tròng mắt nhìn về Thái Thần, thà vô cùng là tương tự phải, chẳng biết lúc nào, mình con mắt bên trong, cũng là có muôn vàn tinh thần lưu chuyển chiếu rọi. Lục đạo luân hồi, người chỉ dùng 3 tiếng, đã xong ta ban đầu 1 năm đường, có thể nói tươi đẹp. Thái Thần thời khắc này ánh mắt bên trong, không tiếc tán thưởng, cùng lúc trước so sánh, thời khắc này thưởng thức phát ra từ đáy lòng. 3 tiếng, Diệp Thần nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, khó trách nghĩ như vậy voi, cái này vạn thế luân hồi, lại là 3 tiếng khốn trận. Có thể như vậy chân thật trải qua cùng giác quan, chỉ có thể nói, đối phương thành tựu quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt vui mừng quá đổi, Diệp Thần rồi mới hướng Thái Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm bến mê. Thật ra thì cái này cái gọi là ngân hà đại trận khảo nghiệm, thật ra thì cũng là Thái Thần ban cho mình một đạo cơ duyên thôi. Tu võ đường, chung cần thiết cái này vạn thế cướp sóng bây giờ do ở cảm ngộ. Nếu không thái thượng thế giới và rất nhiều cường giả, cũng sẽ không khốn tại một ít cảnh giới lâu như vậy. Cảm ngộ hai chữ đặc biệt là mấu chốt. Diệp Thần cố nhiên dòm ngó thấy không không, nhưng hắn tuổi tác tương đối những lão quái vật kia, cảm ngộ vẫn là quá cạn. Mà hôm nay Thái Thần cái này đạo trận pháp, coi như là đền bù một ít thứ. Cái này cùng cảm ngộ cùng tâm cảnh. Hoàn toàn phá vỡ Diệp Thần ngày sau đặt chân trăm giả cảnh lúc những ràng buộc. Thái Thần khẽ mỉm cười, ngươi là luân hồi chọn người, ta bất quá tuân theo cố nhân nơi nhờ thôi, cái này luân hồi bên trong, như ngươi có thể đi ra, cái này cơ duyên chính là ngươi, như ngươi giam ở trong đó, vạn thế thời gian, liền cũng là thực tế. Diệp Thần bây giờ suy nghĩ một chút, đều là hoảng sợ, nếu không phải Linh Nhi thanh âm tỉnh lại mình, rất có thể sẽ bị lạc ở nơi này ngân hà trong đại trận. Thẳng đến Vĩnh Hằng. Tiền bối, không biết Linh Nhi lúc này ở nơi nào? Diệp Thần thẳng hỏi, dẫu sao hắn chuyến này mục đích chủ yếu, trừ trợ giúp Thiên Cung chi địa rời cứu binh ngoài ra, chính là tìm Linh Nhi. Các ngươi ở cuối cùng nhất thế, không phải đã gặp mặt sao? Thái Thần khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Diệp Thần, như là nhìn thấu trước mặt người tuổi trẻ nghi ngờ. Thái Thần nói tiếp, người trước mặt trên ngai vàng Linh Thạch, Linh Nhi liền ở trong đó. Nàng giờ phút này cũng ở đây lịch kiếp, cùng ngươi bất đồng chính là, nàng cần tìm một ít nguyên bản thuộc về nàng đồ. Ngươi có thể đem Linh Thạch mang đi, cùng nàng xuất quan, tình hình rõ ràng ngươi có thể tự đi hướng nàng hỏi. Diệp Thần nghe vậy, tiến lên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái,
nhu hòa màn sáng thân mật hấp dẫn hắn đầu ngón tay, hóa thành lau một cái lưu quang, biến mất tại trên ngai vàng. Cùng lúc đó, Diệp Thần vùng đan điền, một viên linh thạch yên tĩnh phục lập. Ta cũng coi là chung người nơi nhờ. Thái Thần trên mặt mũi, rõ ràng thêm mấy phần không câu chấp ý. Tiền bối, còn có là một ta muốn cùng ngươi ngôn thuyết. Diệp Thần thấy Linh Nhi sự việc yên ổn giải quyết, lúc này mới nhớ tới liền Thiên Tuyết Tâm giao phó, lúc này liền là mở miệng nói. Thái Thần giữa lông mày thoáng qua một chút do dự, chợt mở miệng nói, ngươi cầm ta tín vật, đi trước cầm Thiên Tuyết Tâm mang đến gặp ta. Một quả ngọc ấn phiêu hướng Diệp Thần tay, chợt Diệp Thần xoay người rời đi. À, ngài phó thác sự việc, lão hủ cũng đã hoàn thành, bất quá năm tháng sông dài thôi diễn cuối cùng là lệch hướng trước đường, cũng được, cùng chuyện chỗ này, lão hủ cũng có thể an tâm nhập luân hồi. Chục triệu năm, còn sống thật là không thú vị đâu. Nhất là trải qua sáng chói sau đó, sống ở cái này bóng tối thời đại. Diệp Thần không có phát giác phải, từ hắn đem đó cùng luân hồi huyền bi cùng bổn nguyên thần thạch lấy đi sau đó. Liền Thái Thần hơi thở, đều là xuất hiện tí ti rối loạn. Nhưng cường giả như vậy hơi thở, há lại là trước mắt Diệp Thần có thể bắt. Cùng lúc đó, trúc xanh bên ngoài Thiên Tuyết Tâm nóng nảy đi qua đi lại, sát ý lần nữa hiện ra, nhưng lại ngại vì hai người thực lực cường đại, đành phải xóa bỏ. Trước mặt Vô Cực Linh Cực hai người nhưng là đi dạo sân vắng, đối với Thiên Tuyết Tâm nhìn chằm chằm ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Người cảm nhận được liền sao? Ừ, Vô Cực cùng Linh Cực tựa hồ cảm nhận được liền một món yếu ớt chập chờn, từ trước đến giờ không dành thế sự trên mặt mũi, thêm mấy phần thương cảm ý. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ thúy trong rừng bay nhanh ra, Thiên Tuyết Tâm thấy người đến, hàn xương gương mặt bên trên, rốt cuộc dương lên phân nửa nụ cười. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Thần Vũ Điện, Thiên Tuyết Tâm và Diệp Thần còn không có tin tức, một đạo thanh âm khàn khàn hỏi. Thiên Tuyết Tâm là chuyện ngươi, Diệp Thần ta phải đạt được, trên người hắn có quá nhiều thứ ta mong muốn. Thần Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão diễn cảm có chút cổ quái, trước đây luân hồi chi chủ thật giống như nhân gian bốc hơi vậy, bất quá trước đây không lâu, Hắc Ám Cấm Hải bên kia truyền tới tin tức, Diệp Thần xuất hiện ở nơi đó, tựa hồ hắn có người bạn phải bị Vô Thiên đoạt xác. Vậy thanh âm khàn khàn dừng lại chốc lát nói, ngươi tin tức quá ở phía sau, Vô Thiên đoạt xác giả Thiên Ma Đế đã sớm thất bại. Bất quá căn cứ ta đoán, Vô Thiên sẽ không bỏ rơi cái này tôn dung khí, cho nên vậy Luân Hồi Chi Chủ tất nhiên muốn cứu người. Luân Hồi Chi Chủ hôm nay quá nhỏ yếu, căn bản không thể nào là Vô Thiên đối thủ, ta cũng không hy vọng Diệp Thần chết ở Vô Thiên trong tay, ta cũng không có thực lực chưa từng thiên trên tay cướp Diệp Thần đồ. Cho nên, phải mau sớm đưa tới Diệp Thần. Thần Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão nghĩ tới điều gì, nói có tin tức truyền ra, trước đây không lâu. Diệp Thần thật giống như xuất hiện ở Thiên Cung chi địa, và vậy Tôn Linh Thiên tộc người liên lạc rồi, bất quá hiện tại Diệp Thần ở nơi nào, còn không có cụ thể tin tức. Âm Ma Thánh Tổ trong mắt sáng lên, lộ ra một đạo nụ cười, xem ra cái này Luân Hồi chi chủ là cùng Thiên Tuyết Tâm dính nhân quả, vừa vặn. Đúng rồi, nhiều ngày như vậy, ta có một việc còn không hỏi ngươi, ban đầu thần võ tù mất bên trong tháp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Âm Ma Thánh Tổ đối với lần này hiển nhiên cảnh cảnh tại trong lòng, Thần Vũ Điện liên hiệp rất nhiều Âm Ma Thánh Điện cường giả ra tay, vẫn bị Diệp Thần cứu đi Thiên Tuyết Tâm không nói, thần võ tù mất tháp đều là vì vậy sụp đổ. Thần Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên không dám nói láo, bởi vì tại chỗ Âm Ma Thánh Điện cường giả tùy thời có thể làm chứng, nhưng cũng may mấu chốt nhất một đoạn, bọn họ đều bị vây ở càn khôn bên trong hồ lô. Ban đầu, ta vốn là đã bắt lại Diệp Thần. Là Tôn Linh Thiên tộc cái lão già đó, sử dụng càn khôn hồ lô trấn áp thánh điện rất nhiều cường giả, không biết dùng bí pháp gì giúp Diệp Thần, lại là đem vậy thần võ tù mất bên trong tháp hồng mông mây tía điều động, tháp đổ nát ra. Chuyện về sau, Âm Ma Thánh Tổ đều là biết được, là Diệt Minh Thú tự bảo che chở Diệp Thần các người chạy đi. Nhưng là Thần Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão đối với Diệp Thần Uyên Thiên Ma Kiếm hấp thu hồng mông mây tía tiến hóa thành Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm. Cùng với đệ nhất điện chủ thần chữ làm là một, chỉ chữ không sách. Rất hiển nhiên, lão này cũng là động tâm tư, thời khắc mấu chốt, muốn là bảo tánh mạng mình lưu một cái hậu thủ. Gặp Âm Ma Thánh Tổ có lòng nghi ngờ, Thần Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão trong mắt dâng lên một chút tinh mang, chợt mở miệng nói, Thánh Tổ, ta tánh mạng đều ở đây ngài trên tay nắm, nếu không phải tin, tùy thời cầm đi là được. Âm Ma Thánh Tổ ánh mắt híp một cái,
Chợt tâm niệm vừa động, chỉ gặp Thần Vũ Điện Thái Thượng Trưởng Lão nửa bên thân thể đột nhiên giấy lên trong suốt ngọn lửa, không gặp nóng bỏng truyền tới, lão ra nhưng là một tiếng kêu rên. Đây là đối người bất kính trừng phạt, thật tốt làm việc, bổn tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Âm Ma Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, chợt rút lui đi Thần Vũ Điện Thái Thượng Trưởng Lão trên mình cháy linh hồn nghiệp hỏa. Thánh Tổ, vậy dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Lão ra mắng nhiếc vùng vẫy đứng dậy, vặn vẹo gương mặt bên trên, tràn đầy màu xám cho thi khí phiêu tán, cúi đầu mở miệng hỏi nói. Âm Ma Thánh Tổ ánh mắt phiêu hướng phương xa, nói, nếu Luân Hồi Chi Chủ đã xuất hiện ở phụ cận đây, liền chứng minh nhất định sẽ hành động, hơn nữa cái này hành động tất nhiên sẽ ở cứu giả Thiên Ma Đế trước. Đây là ta duy nhất cơ hội, nếu như không bắt được Diệp Thần, sợ rằng Diệp Thần thật sẽ chết bởi Vô Thiên Tay, đến lúc đó thì phiền toái. Lần trước, vì một cái Diệp Thần, một cái Thiên Tuyết Tâm, Huyết Ma Lão gia cùng Huyết Tu La La thành trọng thương, Thần Vũ Điện Điện Chủ Võ Kiêu rơi xuống không rõ, liền bổn tọa đều là thiếu chút nữa bị vậy nhiệt xúc tự bạo ảnh hưởng đến. Liên minh thế lực khắp nơi tổn thất thảm trọng, làm sao có thể để cho bọn họ chỉ chính là tổn thất một cái Thiên Cung Thần Giáo. Âm Ma Thánh Tổ lạnh giọng dữ tợn nói. Thiên Cung Thần Giáo tiêu diệt, còn lại thế lực cũng coi là đối với chúng ta thấp đầu, dưới mắt chỉ là còn thừa lại liền một cái Thiên Phong Các. Ấm lão ra nếu dẫu có chết không theo, như vậy chúng ta liền từ đây ra tay, tiêu diệt Thiên Phong Các, tất nhiên có thể đưa tới Thiên Tuyết Tâm, Thiên Tuyết Tâm xuất hiện, vậy Luân Hồi Chi Chủ tất nhiên vậy sẽ xuất hiện. Thần Vũ Điện Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt lóe lên một chút khác thường, nói, nhưng mà, lấy chúng ta trước mắt trạng thái, ồ ạt xâm lược Thiên Phong Các, thực là hành động không thông minh. Âm Ma Thánh Tổ khàn khàn tiếng cười vang vọng ở lạnh như băng trong đại điện, nói, ngươi quên. Ban đầu thất lạc yêu vực bái tháng yêu cửa ở vạn thần núi tuyết đỉnh tập sát Thiên Tuyết Tâm là một. Lão ra mở miệng hỏi nói, bái tháng yêu cửa. Không sai, Thiên Phong Các trong biên giới mấy mảnh không gian bên trong, yêu thú rất nhiều, nếu như gặp phải thú triều tập kích. Lúc trước đó là diệt minh thú, ở yêu vực có một chi huyết mạch đời sau, mặc dù thực lực nhỏ, nhưng hơi vận hành một phen, cũng đủ để cho Thiên Phong Các bể đầu sứt chán. Thần Vũ Điện Thái Thượng Trưởng Lão trước mắt sáng lên, nói tiếp, nếu như thú triều không lùi, Thiên Phong Các đến lúc đó tất nhiên cầu viện, còn lại thế lực không bày tỏ thái độ, có thể gấp rút tiếp viện chỉ có Âm Ma Thánh Điện. Thiên Phong Các gặp thú triều vẫn diệt, chỉ vì Diệp Thần dụ giết yêu vực cự phách, là diệt minh thú. Âm Ma Thánh Tổ khặc khặc cười một tiếng, tỏ ý Thần Vũ Điện Thái Thượng Trưởng Lão đi trước an bài công việc. Trống không trên đại điện, màu máu trường bào một mình thua lập. Ngươi sẽ không sợ lão này giở trò lừa bịp. Một giọng nói vang lên, chính là ẩn núp trong bóng tối Âm Ma Thánh Điện Phó Điện Chủ, thực lực giống vậy khủng bố. Chuyện này ngươi cũng không cần ra tay, vẫn là đợi ở trong bóng tối liền tốt, dẫu sao ngươi thân phận còn chưa phải lúc ra ánh sáng. Cái lão già đó, ta mới vừa dò xét qua, khắc xuống thần hồn dấu vết còn ở, hắn mạng nhỏ tùy thời nặn ở ta trong tay, lấy hắn tính cách, không dám phản bội. Nghe vậy. Vậy âm thầm thanh âm nhàn nhạt đáp lại nói, tùy ngươi an bài đi. Ta chỉ cần Luân Hồi Chi Chủ máu, còn có trên người hắn Luân Hồi Huyền Bi. Thiên Cung Chi Địa, Thiên Phong Các biên giới. Lần này Thiên Phong Các an bài thi đấu, tiểu đội chúng ta nhất định có thể rút ra được đầu trù, chỉ cần thuận lợi tìm được Nghê Hoàng Thảo, lấy sư huynh thực lực, hạng nhất nhất định là chúng ta. Một cái hình dáng thon nhỏ nữ sinh trước mắt sùng bái nhìn bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng nam tử. Ba người tiểu đội một người khác mập mạp đi đống lửa bên trong thêm một chút lương củi, cười nói thật là vương bát nhìn đậu xanh. Cô gái nghe vậy, tiến lên một cái níu lấy mập mạp lỗ tai chất vấn nói, mập mạp, người nói gì sao? Lỗ tai vặn làm đau, mập mạp vội vàng kêu lên, ta sai rồi, bà cô, là trong mắt người tỉnh hóa Tây Thi. Chỉ là một lời, cô gái mặt đẹp xoẹt một đỏ, chợt thuộc qua thân, lại nữa xem hai người. Ngồi xếp bằng người tuổi trẻ mở mắt ra, chợt phân phó nói, đừng làm rộn, cái này tinh mạch xâm lâm đến gần thất lạc thời không, không thiếu dã thú hung mãnh, chúng ta chuyến này tìm Nghê Hoàng Thảo, đã là đi sâu vào rừng rậm thủ phủ, đưa tới yêu thú thì phiền toái. Mập mạp nhưng là rời được sư huynh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, sư huynh, nghe vậy Nghê Hoàng Thảo phục có thể rơi vào trạng thái giả vờ ngủ, là thiệt hay giả? Trẻ tuổi nam tử suy nghĩ một chút. Đáp lại, luyện ra đan dược sẽ có phương diện này tác dụng phụ, nhưng trực tiếp ăn vào Nghê Hoàng Thảo,
không có ai như vậy làm qua, cũng không thể nào kiểm chứng. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một hồi mà, đợi hồi liền đi tìm Nghê Hoàng Thảo, bắt được lập tức rút lui, rừng rậm này không an toàn. Cô gái cười nói, sư huynh đều là nửa bước trăm già cảnh cường giả, thiên hạ này đại khả đi được. Người tuổi trẻ nghe vậy, cau mày lắc đầu một cái, không nhiều lời nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiếu nữ thấy vậy, cũng là le lưỡi một cái, cùng mập mạp nháy nháy mắt, nhưng lại nữa phát ra âm thanh. Cũng không lâu lắm, một tiếng thú gào phá vỡ chân trời. Trẻ tuổi nam tử con người phù văn lưu chuyển, vung tay lên, đem ẩn núp bóng người trận pháp triệt trừ, mập mạp cùng cô gái vậy đang thu thập bọc hành lý, ba người tiểu đội chuẩn bị bước lên tìm Nghê Hoàng Thảo đường đi. Vẫn là không có. Mập mạp một trưởng đem một cái còn thật cảnh trung kỳ răng nhọn gấu chụp lật, ở hắn chừng qua lại nhìn xem, áo não nói. Đây đã là hắn tìm được thứ năm chỗ vách núi. Lời đồn đãi cái này Nghê Hoàng Thảo sinh trưởng chi địa, chính là răng nhọn chó sói thích nhất qua lại địa giới, cũng đi dạo nhiều địa phương như vậy, vẫn là không có tìm được đầu mối. Ồ, mập mạp, người mau xem, cái này có phải hay không trong truyền thuyết Nghê Hoàng Thảo? Ngay tại cô gái vậy chuẩn bị buông tha, lại tìm hắn chỗ thời điểm, lau một cái tà dương ánh chiếu xuống. Cỏ này làm sao vậy phản chiếu à? Cô gái theo bản năng ngăn che con ngươi, một giây kế tiếp nhưng là ngay tại chỗ, Phản chiếu. Chỉ gặp vách núi khe hở chỗ, lau một cái sán màu vàng kim sáng bóng dòng nước chảy ở lục chùm bên trong. Tìm được, Nghê Hoàng Thảo. Mập mạp cũng là nghe tin tới. Thấy vách núi khe hở giữa lau một cái màu vàng kim kiếm trạng thảo dược, đem hắn xé ra. À, ngươi, cô gái làm bộ liền muốn cướp đoạt, đây là ta phát hiện trước, đừng hòng một mình ngươi cầm đi giành công. Mập mạp cười hắc hắc, túm cái mông to hướng bên kia chạy đi, bên vặn bên la lên, sư huynh, Nghê Hoàng Thảo ta tìm được rồi. Trẻ tuổi nam tử xoay người làm dấu chớ có lên tiếng, nhìn chạy chậm mà đến mập mạp và cô gái, vội vàng chặn lại nói. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Mà giờ khắc này một chỗ khác, mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Lập tức ồ ạt xâm lược Thiên Phong Các, đầu tiên cầm thành Thiên Phong khai đao, ta đây muốn xem đám này tự xưng là cao nhất tu sĩ những tên, biết hay không nhìn trong biên giới thành trì máu chảy thành sông mà không cố. Hai cây răng nanh sắc bén chớp mắt, màu xanh đậm con mắt tản ra hung mang, miệng phun tiếng người nói. Ở người bên, đủ các loại hung thú đều là bò lổm ngổm, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mặt quanh thân hôi vụ tràn ngập lớn cái đầu. Chợt một giây kế tiếp, mập mạp tiếng quát kinh động đám người thú. Người nào? U minh thú xoay người, xanh sẫm ánh mắt ngay tức thì phong tỏa trẻ tuổi chàng trai thân hình. Mập mạp, Tiểu Vân, mau rút lui. Trẻ tuổi nam tử biết được mình hành tung đã bại lộ, một cái bước dài xoay người hướng vòng ngoài chạy đi. Đi ngang qua mập mạp bên người còn không quên vội vàng lôi kéo một cái. Sư huynh, đây là Nghê Hoàng Thảo. Không rõ cho nên mập mạp mới vừa mở miệng, nhưng là thấy sư huynh của mình hiếm thấy vẻ ngưng trọng, chỉ là tiện tay kéo qua Nghê Hoàng Thảo, chính là bên trái kéo tay mập mạp bên phải kéo tay cô gái Tiểu Vân, cực nhanh bay lên trời mà đi. Làm sao, đây là chuẩn bị trốn đi đâu vậy chứ? Từng trận màu xám cho khói mù bay lên. Ba người tiểu đội quanh thân hoa cỏ vậy bắt đầu dần dần khô héo. Mập mạp, chúng ta đi sâu vào thủ phủ, Thiên Phong Các nhất định là có cường giả âm thầm phò hộ, đem thi đấu bỏ quyền làm phát ra, dẫn ta tông môn cường giả tới, ta hết sức kéo bọn họ. Trẻ tuổi nam tử lớn tiếng quát chói tai, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Mập mạp cùng Tiểu Vân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy sư huynh bộ dáng này, khẳng định sự việc không nhỏ. Hơn nữa quanh thân tràn ngập hôi vụ hiển nhiên không phải sương mù sáng sớm, mấy người bọn họ tầm mắt đã có chút mơ hồ. Loài người, gan dám xông vào tinh mạch xâm lâm thủ phủ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở ba người trong tai, mập mạp lệnh bài trong tay chớp mắt, lau một cái lưu quang phóng lên cao, chợt nổ tản ra. Ta trước kéo bọn họ, các ngươi thực lực không đủ, đi mau. Trẻ tuổi nam tử đem mập mạp cùng cô gái vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Mình một người ngang nhiên lao ra. Thiên Phong Vũ Đạo, Lưu Ảnh. Thân hình chăn trở xê dịch ngay tức thì, hai tay mười ngón tay lột, từng đạo thật nhỏ đỏ thắm kiếm ý chi chít bắn ra. Ở U Minh sương mù bao phủ bên trong, còn có thể phong tỏa ta phương vị. Cầm đầu U Minh thú không khỏi kinh ngạc, chợt thần sắc dữ tợn, hai cây răng nanh thoáng qua một chút hàn mang, lại là hóa thân hình người,
hướng u minh trong sương mù trẻ tuổi nam tử chạy đi. Các ngươi đem mập mạp kia và bé gái giết, ta tới xử lý cái thằng nhóc đó. Tiểu Vân, ngươi đi trước. Đối mặt một chồng yêu tộc cường giả đuổi giết, tu vi chỉ là quá thật sơ kỳ mập mạp nhìn một chút nhỏ yếu nhất Tiểu Vân, ngăn ở trước người của nó. Ngày thường tổng khi dễ ngươi, lần này, mập ca ta không cùng ngươi cãi, đi nhanh, tìm sư tôn bọn họ tới cứu chúng ta. Một trường đẩy ra cô gái, mập mạp khỏe mạnh thân hình xông lên thân cây. Đường dây nóng bao phủ. Lau một cái lưu quang xé ra sương mù dày đặc, không khác biệt công kích ngay tức thì là cô gái chiếu sáng thối lui con đường phía trước. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, răng nanh sắc bén thấu ngực mà qua, máu tươi từ ngực ra, theo thân cây chảy xuống, chậm rãi lan tràn hướng cô gái rút lui phương hướng. Mập mạp thân hình trùng trùng rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, vẻ mặt bình tĩnh. Nghe sau lưng chiến đấu bóng người dần dần biến mất, Tiểu Vân lau một cái khóe mắt ấm áp, run rẩy hai quả đấm nắm chặt, bước chân tăng nhanh. Hô! Chỗ tối một cái u minh thú, đã sớm ẩn núp đã lâu, nhìn phía dưới tập kích bất ngờ cô gái, dương ra miệng to như chậu máu cắn. Đáng chết, tín hiệu phát ra lâu như vậy, trong môn cường giả sớm hẳn chạy tới mới đúng. Trẻ tuổi nam tử không ngừng né tránh và lôi kéo. Giờ phút này linh lực một số gần như thiếu hụt, bụng một đạo sâu đậm vết thương ước chừng lan tràn đến phần lưng, phủ tạng có thể gặp. Đứa nhỏ, lúc đầu ngươi trốn ở chỗ này. Âm chắc chắc thanh âm từ nam tử bên tai vang lên, một chuôi lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân cây đâm vào hắn thân thể, trẻ tuổi nam tử cũng là trùng trùng té xuống đất. Ngươi là ở chờ hắn chứ? Thanh âm đạm mạc vang lên, tay cầm hai lưỡi u minh thú đem một cổ thi thể tùy ý một cước đá ra. Xem thân hình kia, chính là Thiên Phong các Tam trưởng lão. Làm sao có thể, Tam trưởng lão? Người tuổi trẻ khó có thể tin nhìn trước mắt đã sớm mất đi sinh cơ bóng người, Thiên Phong các Tam trưởng lão lại chết nơi này. Tên này còn thật khó khăn quấn, mất không thiếu tay chân, nếu như ngươi là ở chờ hắn, như vậy đáng tiếc. Màu xanh đậm con ngươi bên trong tràn đầy hài hước. Thiên Phong các, đáng tiếc. Chờ chúng ta vây khốn thành Thiên Phong. Toàn bộ Thiên Phong các đều đưa tiêu diệt. Chữ chữ vang vọng ở trẻ tuổi nam tử bên tai, hắn nắm chặt hai quả đấm không dừng được run rẩy, đi chết. Tê tâm liệt phế tiếng gào truyền ra, nam tử giơ tay lên, vô số đạo ngân châm hướng u minh thú đâm tới. Đinh đinh đinh, đâm vào u minh thú thiết thân thể bên trên, truyền ra nhiều tiếng giòn vang, hắn một kích mạnh nhất, liền địch nhân phòng ngự đều không từng phá vỡ. Đi chết đi. U minh thú hung hăng một cước đạp ở chàng trai ngực, mắt thần dần dần tan rã, mất đi sức sống. Cùng u minh thú rời đi sau đó. Trẻ tuổi kia chàng trai thi thể khẽ động. Hụ! Một hồi ho kịch liệt vang lên, trước mắt tầm mắt mơ hồ, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác tấn công tới, xen lẫn bụng cùng ngực lấy ra lưỡi dao sắc bén cắt vết thương, hắn tiếng thở dốc kịch liệt. Xem ra cái này nghe hoàng thảo, thật có thể để cho người rơi vào trạng thái chết giả. Lúc trước vậy một kích tối hậu, công kích chỉ là biện pháp che mắt, hắn nhân cơ hội uống trong ngực mập mạp cho nghe hoàng thảo. Lão đảo thân hình vùng vẫy đứng dậy, hô. Những thứ này yêu tộc lại muốn đối Thiên Phong các ra tay. Trẻ tuổi nam tử từ đã sớm chết đi tam trưởng lão trong tay tháo xuống vậy thuộc về duy nhất Thiên Phong các tín vật, từng bước rời đi. Mập mạp. Một cái hố sâu chỗ, mập mạp bóng người ở hố sâu bên trong an tĩnh nằm sấp, khuôn mặt bình tĩnh. Nhìn thẳng phía trước. Trẻ tuổi nam tử im lặng không lên tiếng, ngơ ngác nhìn trước một đêm còn đuổi theo mình hạch hỏi sư đệ, hôm nay hài cốt đã hàn. Nhìn mập mạp đến chết cũng đưa mắt nhìn phương hướng, hắn trong đáy lòng xông ra một cổ nồng nặc sợ hãi, không muốn đi đối mặt vậy bằng phẳng đường mòn. Tiểu Vân. Đúng như dự đoán, mập mạp đưa mắt nhìn phương hướng cách đó không xa, chỉ có nửa người dưới nửa đoạn thi thể bị vứt đến một bên bụi cây bên trong. Nam tử một mắt chính là nhìn ra, đó chính là Tiểu Vân. Bị u minh thú một hơi nuốt đi nửa người, thần hồn vẫn diệt. Vốn là ba người tiểu đội, hôm nay tan tành. Răng cắn nát thanh âm vang lên, tinh mạch xâm lâm bên trong, một cổ hận ý phóng lên cao. À, Thiên Phong các thi đấu lúc đó, lại có yêu thú ở thành Thiên Phong làm hại. Ôn Thanh Sơn nhướng mày một cái, luôn có một cổ cảm giác vô hình quanh quẩn ở trong lòng. Khải bẩm các chủ, cái này tinh mạch xâm lâm yêu thú chợt có tập kích hiện tượng cũng thuộc về bình thường, dẫu sao chính là rất trồng,
ta xem không bằng như vậy, các vị trưởng lão dẫn đội, đem cái này chống lại yêu thú vậy coi là làm thi đấu hạng nhất như thế nào. Thiên Phong các nhị trưởng lão khẽ mỉm cười, đề nghị. Thuyết pháp này, cũng nhận được mấy vị trưởng lão đồng ý. Ừ, mình đếm, lão Tam chưa trở về. Ôn Thanh Sơn nhìn Thiên Phong các một nhóm cụ già người hầu bàn, cười lên tiếng. Các chủ, lão Tam ở đây, khẳng định sẽ đồng ý, hắn mang học trò bảo bối đi tinh mạch xâm lâm tìm Nghê Hoàng Thảo, trong chốc lát không về được, ta thay thế hắn đồng ý. Nhị trưởng lão đại đại liệt liệt nói. Ôn Thanh Sơn cũng là bật cười khanh khách, được, các người đây cũng là lên đường đi thành Thiên Phong đi, lần này chống lại yêu thú, thành tựu thi đấu khảo hạch một loại trong đó. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, giờ phút này xa ở Thái Thần Sơn Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm, nhưng là chút nào không biết. Diệp Thần, thấy Thúy Lâm chỗ sâu đi ra bóng người, Thiên Tuyết Tâm chẳng biết tại sao, chỉ cần là có hắn ở địa phương, luôn là làm người an lòng. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhẹ khẽ gật đầu, hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nhẹ giọng nói, đều giải quyết, Linh Nhi đang bế quan, ta cũng thấy Thái Thần. Lão nhân gia ông ta nói thế nào? Thiên Tuyết Tâm vội vàng ánh mắt thẳng tắp nhìn Diệp Thần. Thái Thần tiền bối, đồng ý gặp chúng ta. Diệp Thần khẽ cười đáp, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, hy vọng chuyến này có thể rõ ràng Thiên Tuyết Tâm tư tưởng. Sư Tôn mặc dù đồng ý gặp mặt Thiên Tuyết Tâm, nhưng nàng sát ý trong lòng không giảm mà lại tăng, chúng ta sẽ không để cho nàng thông qua cái này phiến Thúy Lâm, trừ phi ngươi có thể đánh bại chúng ta. Vô Cực mở miệng nói. Cùng lúc trước bất đồng chính là, thời khắc này Vô Cực, cùng lúc trước lần đầu trước mặt lúc đó, vậy nho nhã thư sinh khí chất, chừng như hai người. Vô Cực, Linh Cực tựa hồ là phát giác cái gì, lên tiếng nhắc nhở. Vô Cực khoát tay một cái, nói ta biết hắn có sư tôn thụ dư ngọc ấn. Nhưng ta không đồng ý cái này người thích giết chóc, gặp mặt sư tôn. Người ta đều biết, sư phó bố trí. Linh Cực còn muốn nói gì, nhưng ngại vì Diệp Thần ở đây, hắn cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, chưa từng mở miệng. Thích giết chóc, Diệp Thần mặc dù biết được Thiên Tuyết Tâm nhìn trời cung thần giáo chuyện cảnh cảnh tại trong lòng, tư tưởng khó khăn mở, cho tới trên mình dính liền tí ti sát ý. Nhưng nếu là nói thích giết chóc, chính là có chút cưỡng từ đoạt lý. Vô Cực tiền bối, ngươi xem ta, nhưng mà thích giết chóc hạng người. Diệp Thần giờ phút này mở miệng, môi mỏng khẽ mở, trong suốt con ngươi nhìn thẳng Vô Cực cùng Linh Cực hai vị cường giả. Vô Cực trên dưới quan sát một phen Diệp Thần, mở miệng trả lời, ta xem ngươi khuôn mặt thanh tú, khí chất thoát tục, nói tiếng nhân trung long phượng cũng không quá đáng, nếu không, cũng sẽ không thành là luân hồi chi chủ. Đã như vậy, Vô Cực tiền bối, đắc tội. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần khí tức quanh người bạo tăng, ma ý từ trong cơ thể nộ tản ra, đỏ tươi con mắt chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cả tòa Thúy Lâm ngay tức thì chính là hôn lên một tầng màu máu. Diệp Thần cả người, hóa thân địa ngục đi ra sát thần, lãnh đạm ánh mắt nhìn thẳng Vô Cực cùng Linh Cực hai người. Đồng thời, luân hồi huyết mạch hội tụ quanh thân. Cái này hai người cảnh giới mặc dù mạnh mẽ, nhưng võ đạo và mình gặp thiên quân cường giả chênh lệch rất lớn. Đối mặt loại người này, chỉ có dùng cửu thiên thần thuật phá kỳ đạo tim. Cửu thiên thần thuật, đại thiên trọng lâu trường. Kích động trường kinh, hàm chứa thiên cổ tang thương bất diệt hơi thở, chợt vang lên, rung động thiên địa, lóe lên tại thương khung lúc đó, cả ngày lôi địa giới cũng theo đó náo động. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang thăng lên chân trời, đột phá hỗn độn, mà ở đó vân tiêu tới giữa, mấy trăm chương hảo hãn giấu bàn tay đều là nổi lên, như lửa rơi xuống như sao rơi hung mãnh, ngay tức thì phong tỏa Vô Cực. Thật giả lần lượt thay nhau, thủy triều lên xuống, cũng không ai biết sốt của cái nào mới thật sự là đại thiên trọng lâu trường. Diệp Thần đại thiên trọng lâu trường bạo phát ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, thông thiên triệt địa, có thể đến vạn cổ. Ở đó chút tia sáng ánh chiếu dưới, nguyên cái thiên địa biến thành thái dương vậy ban ngày, ngàn dặm không mây, dừng lại ở trường ấn. Từng cơn chập chờn truyền tới, tựa hồ làm cho cả rừng trúc hóa là cho tàn. Bất quá Diệp Thần không hề dự định hạ sát thủ, đại thiên trọng lâu trưởng cũng không có thi triển ra, nhưng khí thế kia nhưng là vô địch. Đây là, thật là khủng khiếp sát ý và ma ý. Vô Cực kinh hãi phát hiện, ở Diệp Thần trước mắt, mình liền động thủ dũng khí cũng không nhấc nổi. Đây là cái gì võ đạo? Thậm chí so sư phó võ đạo còn kinh khủng hơn. Nếu không phải Diệp Thần cảnh giới không có đến trăm giả cảnh, có thể mình đã chết. Hơn nữa tên này hơi thở,
lại trực bức sư tôn, hắn một cái nho nhỏ quá chân cảnh, hơn nữa võ đạo cảm ngộ biết bao khủng bố, mấy giờ trước, xa không có như vậy. Linh cực hiển nhiên vậy phát hiện Diệp Thần dị thường, chợt khởi thủ, du dương tiếng sáo vang lên, định triệt tiêu Diệp Thần đại thiên trọng lâu trưởng khí thế áp chế. Nhưng đây chính là cửu thiên thần thuật. Vô cực và linh cực võ đạo thành tựu há có thể ngăn cản. Thiên Tuyết Tâm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực lại như vậy khủng bố. Diệp Thần vung tay lên, thu hồi đại thiên trọng lâu trưởng. Một tiếng rên, vô cực cùng linh cực hai người cũng thụt lùi vài mét, cái này mới ngưng được thân hình. Diệp Thần, vô cực cùng linh cực giờ phút này nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, trước kia khinh bạc cùng vẻ khinh thường tiêu tán, thay vào đó là nơi nơi rung động. Tiền bối, đắc tội. Diệp Thần hơi khom người, nhẹ giọng nói. Vô cực im lặng không lên tiếng, xoay người đưa lưng về phía Diệp Thần, một bên linh cực nhưng là nghi ngờ mở miệng nói, Diệp Thần, cái này mấy giờ, sư tôn có từng chỉ điểm tại ngươi? Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đầu óc bên trong nhớ lại vậy vạn thế luân hồi kiếp. Trong nháy mắt, linh cực chính là nhìn thấy Diệp Thần che giấu tại trong mắt chỗ sâu muôn vàn ngân hà, cùng mình sư tôn thái thần vô cùng làm tướng tựa như. Thì ra là như vậy. Rất hiển nhiên, linh cực biết được nguyên nhân. À, ván đã đóng thuyền, vô cực, bằng ta ngươi hai người, không ngăn cản được đại thế tiến về trước, liền sư tôn vậy không làm được. Vô cực im lặng, nhưng cũng không có phản bác linh cực nói. Vô cực tiền bối, ta đã từng giết rất nhiều người, nhưng bọn họ đều là người đáng chết, ta tự nhận là không có làm sai. Thiên cung thần giáo bị người tiêu diệt, vô số các đệ tử đổ chết nơi này, Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo có này tư tưởng, tầm thường bất quá. Liền liền ngài mới vừa cũng có thể mang theo sát ý. Diệp Thần nắm lên Thiên Tuyết Tâm cánh tay, hướng về phía vô cực mở miệng, điểm đến đó thì ngừng. Vậy đưa lưng về phía Diệp Thần bóng người rõ ràng chấn động một cái, sau một lúc lâu mở miệng nói thôi, ngươi đi đi. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, cũng là vui mừng, liền nói ngay, đa tạ tiền bối. Nhìn hai người rời đi bóng người, vô cực cũng là khó khăn mở miệng nói, kết quả này là ai sáng tác võ đạo, như vậy khủng bố, ta thực lực rõ ràng có thể nghiền ép người này, nhưng mới vừa ở một chớp mắt kia. Linh cực tự nhiên biết rõ, bọn họ ở vào cùng mảnh không gian dưới, liền nói, luân hồi chi chủ nhưng là phải dung chuyển vạn khư tồn tại, và chúng ta không phải người cùng một đường, chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Vô cực cùng linh cực đều là than nhẹ, mạnh như sư tôn, cũng bất quá là người khác làm đồ cưới. Người nói là, Linh Nhi ở chỗ này tìm được căn nguyên. Cần bế quan. Trên đường đi, Diệp Thần gặp đến Thái Thần sự việc lời ít ý nhiều nói cho liền Thiên Tuyết Tâm nghe. Dĩ nhiên, hắn nhập ngân hà đại trận, trải qua vạn thế luân hồi kiếp đoạn trải qua này, che giấu đi. Thiên Tuyết Tâm nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, người cảm thấy ta thay đổi sao? Bây giờ ta, có phải hay không quá sát ý? Diệp Thần nhưng là không có tiếp nàng nói cha, quay lại mở miệng nói, nếu như có một ngày, âm ma thánh tổ cùng âm ma thánh điện tất cả đều rơi vào tay ngươi, ngươi biết làm sao đối đãi bọn họ. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Vậy hai tay khẽ run nói cho Diệp Thần, thời khắc này người đẹp tâm cảnh nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, Thiên Phong các bên trong. Cái gì, Phong Nhi trọng thương ngã gục. Lão Tam xảy ra chuyện. Ôn Thanh Sơn thời gian đầu tiên lấy được tin tức, từ trẻ tuổi chàng trai trong miệng có được tin tức, có người mưu toan đối Thiên Phong các ra tay. Các chủ, Phong Nhi nói không giả, Lão Tam hồn bia. Vỡ vụn. Thiên Phong các đại trưởng lão giờ phút này cấp tốc tới, gương mặt bên trên, thoáng qua một chút sát ý. Nhất định là âm ma thánh điện dở trò quỷ. Các chủ, cùng bọn họ liều mạng. Thiên Phong các trưởng lão đoàn ngay tức thì nổ tung nồi, một đám các bạn già tình đồng thủ túc, hôm nay có người bị hại, lại thế nào có thể ngồi yên. Ta Thiên Phong các trẻ tuổi một đời vậy làm phải là tài năng xuất chúng ta thế hệ trước vậy còn có sức đánh một trận, cùng bọn họ liều mạng. Ôn Thanh Sơn nghe vậy, nhưng là cau mày. Không ổn, tha liều mạng đúng là hạ sách. Bọn họ lợi dụng thú triều dẫn dắt chúng ta sự chú ý. Sợ rằng bây giờ thành Thiên Phong bên trong đã bị U Minh tộc bao vây. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói, bọn nhóc đều ở đây vậy, phải đi tiếp viện mới được. Một khi tiếp viện, liền rơi vào âm ma thánh điện bẫy, người quên Thiên Cung thần giáo là làm sao bị tiêu diệt. Ôn Thanh Sơn mở miệng nói,
có thể vậy cũng là tông môn huyết mạch à. Cái này một tí, đường đường thiên phong các chủ, bán thần Ôn Thanh Sơn vậy lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một khi gấp rút tiếp viện, âm ma thánh điện ít có thể la hét lên tiếng ủng hộ khẩu hiệu, ồ ạt xâm lược thiên phong các trung tâm. Nhưng nếu là không gấp rút tiếp viện, vậy thành thiên phong bên trong trẻ tuổi đồng lứa cùng tất cả trưởng lão cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi chờ ở cái này chấn giữ, ta một người đi thành thiên phong. Ôn Thanh Sơn mở miệng nói, các ngươi lưu lại, chấn giữ trung tâm, âm ma thánh điện dám đến, liền thúc giục tông môn hộ tông đại trận nghênh địch. Ngay tại Ôn Thanh Sơn quyết định chú ý lúc đó, ngoài cửa lại truyền tới một giọng già nua, ngay sau đó, một bộ ăn mày ăn mặc lão đầu tay cầm rách dưới hồ lô bước vào. Liền uống sách miệng rượu mạnh, trên y phục sáng loáng miếng vá phá lệ rõ ràng. Lão gia, không cần như vậy phiền toái. Thiên phong các đám người mong hướng người tới, Ôn Thanh Sơn nhưng là hồ nghi nói, tôn linh thiên tộc. Nhị trưởng lão nhưng là đối Ôn Thanh Sơn mở miệng nói, các chủ, cái này tôn linh thiên tộc truyền thuyết không giả, nếu như dính nhân quả, cùng ta thiên phong các sau này đều là bất lợi. Ôn Thanh Sơn cũng là nhướng mày một cái, tôn linh thiên tộc đại danh. Ai cũng là không dám tùy tiện nói tới. Cái này đáng sợ nhất tộc, cường đại nhân quả. Ngươi không cần lo lắng, ta tới đây sẽ không dính thiên phong các nhân quả. Bị Diệp thần tiểu tử ủy thác, đặc biệt tới đây giúp thiên phong các giúp một tay. Lại hớp một cái trong hồ lô rượu mạnh, cụ già cười ha ha một tiếng, kinh khủng hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ. Ngươi là... Cái này Diệp thần, lại có lớn như vậy bản lãnh. Rất hiển nhiên. Đối với tôn linh thiên tộc cái này nhóm cường giả trợ lực, mọi người đều là động tâm. Lúc trước đại náo thần vũ điện, cứu đi thiên tuyết tâm diệp thần. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, thiên phong các thành tựu thiên cung chi địa đứng đầu một trong những thế lực, điểm này tình báo năng lực vẫn phải có. Đã như vậy, các hạ dự định như thế nào? Địch nhân kẻ địch, liền là bạn, huống chi, Ôn Thanh Sơn cùng thiên cung thần giáo lão trưởng giáo vô không từng có sự giao hảo giao tình. Đối với tôn lão tương trợ, Ôn Thanh Sơn dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Ngươi trấn giữ nơi này. Ta ngụy trang thành ngươi, giờ phút này phía trước thành thiên phong gấp rút tiếp viện, ngươi yên tâm đi, ngươi những cái kia đám nhóc, lão hủ hết sức giúp ngươi bảo vệ tốt chính là. Tôn lão mở miệng gặp núi, nói ra kế hoạch an bài, thật ra thì cũng là Diệp thần đi Thái Thần Sơn trước khi dặn dò. Cùng lúc đó, Thái Thần Sơn, trên đại điện. Sự việc đã là như vậy. Âm ma thánh điện đem người tầm tộc ăn thịt người liên minh, thất lạc thời không bên bờ một dãy nhân tộc sắp sụp đổ, mời tiền bối ra mặt, là nhân tộc chủ trì công đạo. Thiên tuyết tâm đem sự tình nguyên bản nói liên tục, đồng thời khom người mời thái thần ra mặt. À, nhiều năm như vậy thời gian, cuối cùng là vi phạm sơ tâm, cũng được, nếu liên minh chuyện bởi vì ta lên, như vậy cái này một chuyện cuối cùng mà, hẳn bởi vì ta mà rơi. Thái thần đế hợi sán khẽ than một tiếng. Nhìn trước mắt không tiếc bất cứ giá nào muốn mời mình rời núi hai người, hắn cũng có vẻ mờ mịt. Cô bé, nếu như ngươi làm cái này liên minh chủ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào phản nghịch? Thái thần một lời, cùng trước kia Diệp thần hạng tương tự. Ta, trong chốc lát không có chút nào chuẩn bị thiên tuyết tâm bị trước mặt tóc bạc mặt hồng hào thái thần hỏi á khẩu không trả lời được. Đầu đội vương miện nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, không hỏi tới nữa. Ngược lại thì ánh mắt tán thưởng nhìn về Diệp thần. Luân hồi chi chủ, mời ta rời núi cũng không phải không được, đáp ứng ta một cái yêu cầu, liền giúp các ngươi giải quyết liên minh khó khăn. Diệp thần sửng sốt một chút, tại sao lại kéo đến trên đầu mình? Ta, Diệp thần chỉ mình, mặt đầy không biết làm sao. Thái thần đáp. Diệp thần suy nghĩ một chút, nghi vấn đạo, không biết tiền bối có yêu cầu gì. Thái thần giống vậy dựng lên ngón trỏ, chỉa, nói, ngươi nhắc nhở ta, liền một cái yêu cầu, tiếp ta một chiêu, ta liền giúp các ngươi. Cái gì, Diệp thần cùng thiên tuyết tâm đồng thời kinh hô thành tiếng. Cái này không phải cái gì khảo nghiệm, rõ ràng thì không muốn rời núi à. Thiên tuyết tâm nhiều lần suy tư, hai cánh tay vòng tại trước ngực, đung đưa không chừng, rõ ràng cho thấy để cho Diệp thần chịu chết, hắn mới chịu đáp ứng ra tay. Bây giờ Diệp thần. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng đối mặt thái thần cấp bậc tồn tại, nhất kích đủ để có thể chết người. Không khác nào tự tìm đường chết. Nàng hướng về phía Diệp thần trầm giọng nói, Diệp thần, thôi, chúng ta đi. Thái thần đối với thiên tuyết tâm một lời, trong mắt lóe lên một chút dị thường thần sắc,
chợt ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Không cần. Diệp Thần ngước mắt nhìn một mắt Thiên Tuyết Tâm, nhìn thẳng mấy hơi thở, chợt lắc đầu một cái. Tiền bối, ta nguyện ý đón ngài một chiêu. Thái Thần cười ha ha một tiếng, nói, thằng nhóc giỏi, có đảm lược. Diệp Thần, người không muốn sống nữa. Thiên Tuyết Tâm tiến lên, đem Diệp Thần bảo vệ ở sau lưng, rất nhiều một bộ ngươi dám cưỡng ép động thủ, ta liền cùng ngươi liều chết rốt cuộc khí phách. Yên tâm, ta lá bài tẩy rất nhiều, ta có nắm chắc ngăn trở nhất kích. Thuận tiện, ta cũng muốn cảm thụ một tí, cái loại này cấp cường giả khác lực lượng. Diệp Thần hướng về phía Thiên Tuyết Tâm truyền âm nói. Thái Thần chiến lực hẳn so Nhâm Phi Phàm và Vô Thiên yếu một ít. Mình khẳng định không chịu nổi Nhâm Phi Phàm nhất kích, nhưng Thái Thần mà nói, ngược lại là có thể mượn lá bài tẩy thử nghiệm. Ở cứu giả Thiên Ma Đế kế hoạch bên trong, tất nhiên sẽ đụng phải Vô Thiên. Đến lúc đó Vô Thiên cũng không sẽ nương tay. Cho nên, đối mặt Thái Thần nhất kích, coi như là dự diễn. Trọng yếu hơn chính là, hắn tin tưởng Thái Thần sẽ không thật giết mình, tất nhiên có duyên phận do. Nếu không cũng sẽ không đem đó cùng luân hồi huyền bi đồng loại thần thạch giao cho mình. Diệp Thần, Thiên Cung chi địa cùng ngươi không liên quan, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Thiên Tuyết Tâm do dự mấy phần, môi khẽ cắn, vẫn là cự tuyệt nói. Diệp Thần không cùng Thiên Tuyết Tâm phản ứng, một cái đẩy ra, lúc này liền là một bước bước ra cười nói, ta võ tổ đạo tâm, không cho phép ta cự tuyệt. Nói xong, ánh mắt đông lại một cái, Diệp Thần trầm giọng nói, mời tiền bối dạy bảo. Thái Thần liếm hết sức khóe miệng nụ cười, tuyệt đối cường giả uy áp ngay tức thì tới, hư không chập chờn, Diệp Thần một đầu gối gắt gao đè trên đất. Chỉ là uy áp, một cái ánh mắt nhìn lại, Diệp Thần lại là liền mình trần bia cùng với hoàng kim chiến giáp cũng điều khiển không được. Thậm chí Diệp Thần muốn vận dụng hồng mông đại tinh không, cũng không thể. Thần phục, không thể nào. Khổng lồ hồn lực tác dụng ra, muôn vàn ngân hà thẳng trói buộc hướng Thái Thần, nhưng làm sao, Thái Thần hồn lực giống vậy khủng bố. Diệp Thần nghĩ tới giả Thiên Ma Đế, nghĩ tới Vô Thiên và Vũ Hoàng, nghĩ tới người bị chết, hắn ánh mắt tràn đầy kiên quyết, thân xác lại hiện ra đạo đạo kim quang. Một giây kế tiếp, đứng dậy ngay tức thì, sống lưng tiếng chuông đứng thẳng, chỉ gặp Thái Thần tay phải nhẹ nhàng vung lên, muôn vàn ngân hà mất đi, hắn nhắc nhở tới. Chỉ một cái bể thương khung. Thân hình chưa từng di động phân nửa, ngón trỏ phải nhẹ nhàng điểm một cái vung ra, nháy mắt tức thì, cả tòa Thái Thần sơn mạch, thiên địa thất sắc. Mặt trời gay gắt trên không, quang nhưng chiếu sáng không vào Thái Thần sơn. Mà giờ khắc này, Thái Thần sơn hạ. Mọi người thất kinh. Phụ thân, Thái Dương làm sao mất đi ánh sáng? Đứa bé kinh ngạc nhìn trước mắt bảo vệ ở trước người hắn phụ thân, người đàn ông này chính là hắn toàn thế giới. Cái này, tới Thái Thần Sơn triều bái tất cả mọi người là kinh hãi phát hiện, trên bầu trời mặt trời nóng rực chẳng biết lúc nào, đều là đổi được ảm đạm không sáng. Miếu thờ bên trong thần quang hiện thế. Mau xem, năm đỉnh bên trong tách ra ra bảy màu thần mang. Ta cảm thấy sinh mạng ở hiện lên. Trời ơi, ta trẻ mấy chục tuổi. Một tên triều bái người đàn ông trung niên kinh dị lên tiếng, thời khắc này hắn, mặt như tiểu sinh. Sư tôn ra tay. Linh cực cùng vô cực kinh hãi nhìn một màn trước mắt, mặc dù người thường xúc động đây là thần hàng nhuận trạch, nhưng ở trong mắt bọn họ, không khác nào lấy mạng cử chỉ. Mà giờ khắc này Diệp Thần không là nơi sợ hãi, hắn sử dụng tai nạn thiên kiếm. Luân hồi lực lượng hội tụ trong đó, kiếm kia bộc phát ra ánh sáng vô cùng sáng chói, vô tận tai nạn khí nhanh chóng phun trào, ma quang chấm. Đồng thời, Long Uyên Thiên Kiếm và Hoang Ma Thiên Kiếm cũng là sử dụng. Ba cây thiên kiếm, bộc phát ra cuồn cuộn tai khí, ma khí và long khí, Diệp Thần sau lưng lại là hiện lên ba tôn bóng người. Ba kiếm liên hiệp, cần phải ngăn cản Thái Thần nhất kích. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Thần con ngươi tràn đầy ngưng trọng. Một khi ba kiếm cách cục bị xông phá, vậy mình rất khó ngăn cản tới. Có thể trước mắt, ba chuôi thiên kiếm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần thực lực không cách nào tùy mình muốn hoàn toàn điều động ba chuôi thiên kiếm lực lượng. Diệp Thần suy tính muốn không muốn sử dụng dáng trần hàng long kiếm cũng hoặc là sát kiếm, nhưng mà, ngay tại lúc này, Hoàng lão lên tiếng. Thằng nhóc, người quên ngươi ở chỗ này lấy được một thanh kiếm. Nếu như bốn kiếm còn không được. Liền thử nghiệm vận dụng võ đạo luân hồi đồ, này đồ hồi lâu không có dùng, sợ rằng hấp thu không thiếu năng lượng thiên địa.
Diệp Thần ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì. Trước đây ở cứu tôn lão thời điểm, ý hắn bên ngoài lấy được một thanh kiếm, tên là Uyên Thiên Ma Kiếm. Vốn định đem Uyên Thiên Ma Kiếm và Hoang Ma Thiên Kiếm kết hợp, nhưng cho tới nay không có rất tốt thời cơ. Sau đó ở cứu Thiên Tuyết Tâm thời điểm, bất ngờ để cho Uyên Thiên Ma Kiếm hấp thu hồng mông khí, cũng đem lấy tên là Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm. Mặc dù rất ít vận dụng, nhưng Diệp Thần biết, kiếm này ẩn chứa lực lượng, không nhất định có thể so với thiên kiếm yếu rất nhiều. Đã như vậy, vậy không phương liền thử một chút. Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm. Diệp Thần một kiếm nơi tay, ba chuôi thiên kiếm trôi lơ lửng, đối mặt vậy một chỉ điểm ra đốm nhỏ toái mang, nhưng là ngưng trọng vô cùng, không nghi ngờ chút nào, dính vào người hẳn phải chết. Đinh! Ngay tức thì Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm bị đánh bay, nhưng Diệp Thần cũng là khạc ra một hơi đỏ bừng máu tươi, sắc mặt thảm liếc mấy phần. Cái này nhóm cường giả nhất kích, cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Thái Thần thấy vậy, lộ ra một vẻ kinh dị, ba chuôi thiên kiếm thêm thanh kiếm này, luân hồi chi chủ khí vận quả nhiên vô địch. Đáng ghét! Ngăn cản nhất kích đã tiêu hao hết sạch Diệp Thần tất cả linh lực, thời khắc này hắn đan điền gọi âm ma thiên thạch và luân hồi huyền bi, định thức tỉnh càng lực lượng mạnh. Nhưng là bị toái mang bên trong ẩn chứa ý chí áp chế, cắt đứt cùng luân hồi huyền bi liên lạc. Hồng mông mây tía, cường đại lực cắn nuốt chớp mắt rồi biến mất, lại cũng là bị toái mang toàn bộ phá hủy. Vèo, một đạo toái mang ngay lập tức tới giữa xuyên thấu qua Diệp Thần giữa lông mày mà vào. Không, Diệp Thần, Thiên Tuyết Tâm nhìn Thái Thần trước mặt giống như một tấm mực giấy bị tùy tiện xé nát Diệp Thần, tê tâm liệt phế hét. Oanh, toái mang nhập Diệp Thần ấn đường, kịch liệt chập chờn ngay tức thì chính là phải đem Diệp Thần thân thể hoàn toàn xé nát. Võ đạo luân hồi đồ, cho ta phong. Diệp Thần chấp tay hành lễ, sau lưng tranh sơn thủy cuốn hiện ra, nhưng là ở còn đang một màn vỡ nhỏ, bay lên trời bộc tắc tắc chôn vùi, núi loan sụp đổ. Không chỗ nào bất lợi võ đạo luân hồi đồ giờ phút này cũng là rạn nứt. Quá sâu nhất kích, bá đạo như vậy. Diệp Thần ổn định thân hình, chợt hét lớn một tiếng, đạo tâm và hồn lực, ta cũng không thua người bất kỳ. Một giây kế tiếp. Diệp Thần trong mắt bên trong muôn vàn tinh hải lần nữa ngưng tụ, võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới, một tôn đại ma hư ảnh hiện ra. Thái Thần toái mang đâm thủng luân hồi đồ thế giới, nhưng là bị đại ma ngăn lại, trong tay cờ chiến vung lên, toái mang dung nhập vào cờ xí bên trong, là cờ chiến tăng thêm mấy phần nghiêm nghị hơi thở, chợt nặng nặc tiêu tán, lại không gặp tung tích. Ngăn cản, chặn lại. Thiên Tuyết Tâm nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đại ma hư ảnh chỉ là trong tay cờ chiến cua múa, liền đem vậy diệt thế ý định giết người liếm hết sức đi, kinh trợn to hai tròng mắt. Diệp Thần sắp vỡ nát thân thể, cũng sẽ không lan tràn. Hô! Diệp Thần miệng to thở hổn hển, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác trải qua vô số lần này nhưng là dị thường kinh tâm. Cũng may đúng như Hoang lão mà nói, võ đạo luân hồi đồ lực lượng có thể giúp mình một hai. Nếu không, thật là phải ra chuyện. Đây là, đại ma hư ảnh tiêu tán, Diệp Thần võ đạo luân hồi đổ thế giới bên trong, một ngôi sao hiện lên, uy áp kinh khủng hơi thở tràn ngập, làm hắn chân chính kinh ngạc chính là, mình lại có thể điều khiển nó. Phản ứng lại Diệp Thần vui mừng quá đổi, lúc này vùng vẫy đứng dậy kích động nói, đa tạ tiền bối ban phúc. Đây nếu là cầm tới công kích, biết hay không tương đương với Thái Thần nhất kích. Thái Thần đế hợi sán cười khẽ gật đầu. Này chỉ một cái, ẩn chứa ta cái này ý chí nhất kích lực, như gặp nạn, có thể bảo ngươi một mạng. Đã như vậy, liền tặng ngươi một chút cơ duyên, vồ một món thiện quả. Thái Thần trong lòng dài niệm một tiếng. Tiền bối, nếu Diệp Thần đã thông qua khảo nghiệm, vậy Thiên Cung chi địa liên minh chuyện. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này mở miệng nói, hơn chỉ hoãn một phần, liên minh nguy hiểm chính là sẽ hơn mấy phần biến số. Thái Thần ánh mắt sắc bén. Tựa hồ đem Thiên Tuyết Tâm tất cả bí mật nhìn xuyên liền đi, một hồi lâu sau thu hồi ánh mắt quang, nhẹ khẽ gật đầu. Xem ra ngươi cũng tìm được mình câu trả lời. Một câu nói này, để cho Thiên Tuyết Tâm cũng là không nghĩ ra, ngay sau đó Thái Thần tiếp tục nói, trước mắt Thành Thiên Phong đám người bị thú triều vây khốn, ngươi cùng đi trước rõ ràng cục, liên minh chuyện, ta sẽ ra mặt ngăn được. Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, đầu tiên là cả kinh. Xem ra âm ma thánh điện quả thật là đối Thiên Phong các ra tay. Nhưng Thái Thần nguyện ý rời núi, tin tưởng liên minh nguy hiểm có thể rõ ràng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là, đi Thành Thiên Phong cứu viện đám người.
đa tạ tiền bối, ta hai người vậy thì lên đường. Cáo biệt thái thần sau đó, hai người liền dự định hỏa tốc chạy tới thành Thiên Phong. Nhưng mà Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem Thiên Thanh Thần Châu đưa cho thái thần. Dẫu sao bên trong còn có Tôn Dạ Dung cuối cùng một món hồn phách. Dựa theo Tôn lão suy đoán, thái thần cấp bậc hẳn có thể ra tay một hai. Thái thần tiền bối, từng có một vị kêu Tôn Dạ Dung cô nương, tâm tổn chánh đạo, vì giúp ta, dâng ra sinh mạng, nàng cuối cùng một đạo tàn hồn niêm phong tại ngày này xanh thần châu bên trong, không biết thái thần tiền bối có thể có biện pháp đem sống lại. Thái thần năm ngón tay nắm chặt, Thiên Thanh Thần Châu liền treo lơ lửng ở hắn lòng bàn tay, hắn hai tròng mắt nhắm lại, hơi cảm ngộ. Một giây kế tiếp, đột nhiên mở ra, lạnh nhạt trong con ngươi lại có chút bất ngờ. Hồi lâu sau đó, hắn mới mở miệng nói, nếu như người khác, có lẽ ta thật có thể sống lại tàn hồn. Nhưng là người này xuất từ huyền hải, mà đây Thiên Thanh Thần Châu cũng là dính huyền hải nhân quả, huyền hải nhưng mà Hồng Quân và Kiêm Gia tiên tử địa phương, ta cái loại này cấp bậc dính, không thể nghi ngờ dẫn lửa thiêu thân. Diệp Thần mặc dù đoán được câu trả lời này, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc, chỉ có thể chắp tay nói, đã như vậy, vậy ta lại nghĩ một chút biện pháp. Sau đó, Diệp Thần liền xoay người và Thiên Tuyết Tâm cùng nhau rời đi. Thái thần nhìn Diệp Thần thân ảnh đi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Phức tạp lại thâm ý. Cùng lúc đó, Thiên Phong Các. Tiền bối, đám người kia lại tới. Thiên Phong Các mấy tên trưởng lão mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, mặc dù ở thành Thiên Phong bên ngoài xây lên diệt thú trận tường ngăn cản thú triều, nhưng những người này tựa hồ có chỉ huy trong bóng tối an bài, biến dạng hư không tới, bên trong thành len lén lẻn vào những tên kia, thật là quỷ dị. Tôn lão cũng là vẻ mặt ngưng trọng, lần này thú triều ồ ạt xâm lược, hắn một mực ở tiền tuyến ra tay ngăn cản, bảo đảm thành Thiên Phong không bị công phá, dẫu sao có một tên thiên quân áp trận, thành Thiên Phong vẫn là phòng thủ kiên cố. Nhưng gần đây kẻ địch một mực trong bóng tối quấy rầy, thú triều đại quân chủ lực một mực chưa từng hiện thân, lại có yêu thú sau lưng âm thầm giở trò. Những yêu thú kia, tựa hồ tinh thông không gian chi lực, có thể chính xác xâm lược đến thành Thiên Phong bên trong. Chúng ta đã ở các nơi đề phòng, mới có thể có thủ đoạn như vậy, chỉ có không gian phép tắc lực lượng. Thiên Phong Các một tên trưởng lão hồi báo trước mắt tình huống chiến đấu, chân mày thẳng tắp vặn thành chữ xuyên hình, gần đây tới, bọn họ mấy cái lão bất tử tiền tuyến liều chết xung phong, Thiên Phong Các trẻ tuổi đồng lứa chính là phụ trách bên trong thành hậu phương tiếp tế cùng với hộ vệ. Báo cáo, một tên Thiên Phong Các người tuổi trẻ vội vội vàng vàng chạy tới, dẫn được một đám trưởng lão liếc mắt. Bên trong thành Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị đều là xuất hiện không rõ yêu thú, trong thành người dân không hề thiếu. Nói đạt tới nơi này, báo tin người tuổi trẻ có chút nghẹn ngào. Tiểu Phong bọn họ vì ngăn cản yêu thú. Hoang đường, có thể như vậy lợi dụng không gian quy luật xâm lược thành Thiên Phong yêu thú làm sao có thể là bọn họ nơi một mình đối mặt. Mấy vị trưởng lão nhướng mày một cái, những thứ này đứa nhỏ quá làm loạn, nhưng môn phái tương lai tuyệt không thể tống táng. Phải gấp rút tiếp viện. Lập tức gấp rút tiếp viện bọn họ, ta tới trấn giữ tiền tuyến. Tôn lão tay áo vung tay lên, hạ lệnh. Dưới mắt lớn nhất áp lực chính là trước thành tùy thời cũng có thể lấy man lực tễ phá thành Thiên Phong cửa thú triều, mặc dù những thứ yêu thú này thực lực không rõ lắm mạnh mẽ, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, đạo lý này cũng không phải là huyệt chống tới gió. Thậm chí không thiếu quá chân cảnh yêu thú cường đại còn lấy tự bạo bố trí. Tôn lão đối mặt cái loại này tự bảo cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Làm phiền tiền bối chấn giữ phía trước, chúng ta vậy thì đi đem những nhãi con kia cửa cứu ra. Mấy tên thành Thiên Phong trưởng lão hướng về phía tôn lão lên tiếng chào hỏi, chính là hỏa tốc rời đi đại sảnh nghị sự. Thời khắc này thành Thiên Phong bên ngoài, hai bóng người đứng sừng sững. Đại ca, dựa theo kế hoạch, chúng ta có thể tấn công thành Thiên Phong, lão tam đã ẩn núp tiến vào. Đủ để kềm chế một phần lớn chiến lực. Cái đó Tôn Linh Thiên tộc người thật khó dây dưa, nếu như không phải là hắn, thành Thiên Phong đã sớm thành tựu đạp xuống vật, tùy ta cửa cướp lấy. Cùng cái lão già đó ra tay, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Cầm đầu nam tử, một đôi u xanh con người phá lệ khiếp người, nhìn cách đó không xa thành trì, giờ phút này nó, không còn là mọi nhà đèn đuốc dài minh. Sương mù bay lên. Tôn lão thời gian đầu tiên phát giác nơi đây khác thường, cái này cổ cảm giác cho hắn rất bất an sao động cảm. Đây là, u minh sương mù sao?
Tôn lão tựa hồ nghĩ tới thiên tà dưới núi trấn áp là diệt minh thú vậy cũng từng bước xâm chiếm vạn vật khói độc, có thể trước mắt sương mù, cùng đó là diệt minh thú so sánh, thiên kém vạn đừng. Tiền bối, trong thành rất nhiều người xuất hiện triệu chứng trúng độc, có vài người dần dần mất đi lý trí, đang công kích người chúng ta. Cái gì? Tôn lão ánh mắt đông lại một cái, biết sự việc xa so tưởng tượng còn phức tạp hơn. Cái này kỳ quái sương mù, đối cường giả có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng thành thiên phong bên trong, phần lớn là tu vi chưa đủ còn thật cảnh người bình thường, sương mù này đối với bọn họ, lực sát thương quá lớn. Lên! Tôn lão ngón tay khẽ nhúc nhích, bốc lên pháp ấn, cả tòa màn lửa đem thành thiên phong bao phủ đi, nóng bỏng lửa cháy mạnh lực, đem sương mù toàn bộ bốc hơi đi. Như vậy phạm vi màn lửa bao trùm, đối tiền bối mà nói tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. Thân ảnh trước mặt có chút lo âu tôn lão, như vậy phạm vi màn lửa bao phủ, còn được khống chế chính xác lực đạo, không giấy lên ngút trời diễm lửa giết hại trong thành sinh linh, cũng chỉ có thiên quân mới có thể đạt tới như vậy cấp bậc khống chế. Tiền bối, thành thiên phong chuyển trước tới tin chiến sự, thú triều ồ ạt xâm lượt, còn thừa lại mấy vị trưởng lão đã đi trấn áp, nhưng... Tôn lão đầu óc bên trong thoáng qua một chút không ổn, thú triều bên trong, mất rơi yêu tộc cường giả đánh tới. Ừ, có hai người rất mạnh yêu tộc chí cường tham dự, thiên phong các mấy vị trưởng lão còn không thấy rõ đối phương, liền là bị tổn thương, vậy yêu tộc chí cường ẩn thân tại sương mù dày đặc bên trong, khó mà đoán hắn hành tung. Tôn lão con người đông lại một cái, bên hông rách dưới hồ lô giờ phút này ánh sáng chớp mắt, sán màu vàng kim hồ miệng bên trong sông ra mấy giọt mãnh liệt cất, cụ già thuận thế hút vào trong cổ, quanh thân hơi thở cường thịnh mấy phần. Ta vậy thì đi ngăn địch. Chỉ để lại một giọng nói, thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, thành thiên phong một chỗ khác. Thử rồi. Một bóng người từ sương mù dày đặc bên trong đổ bay ra, sườn gian mấy đạo tận xương chỗ vết thương. Đỏ thẫm bắn ra bốn phía. Lão bát, ngươi không có sao chứ? Trên hư không, một bóng người vội vàng ngăn cản rớt xuống thiên phong các bát trưởng lão. Đáng chết, quỷ dị này sương mù dày đặc, lại là quỷ dị như vậy. Vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu tới giữa, vậy cùng mình giống nhau cảnh giới yêu tộc chí cường liền là dựa vào quỷ dị này yêu sương mù đem hắn tổn thương nặng. Ta tới sẽ gặp hắn. Một cái sán màu vàng kim hồ lô phá vỡ chân trời. Kích động tới, chính là tôn lão. Các ngươi hai đi ngăn cản thú triều, cái này mấy con quái vật giao cho ta. Hai người nhẹ khẽ gật đầu, một phen kịch chiến, đã là treo thải, lưu ở chỗ này chỉ sẽ trở thành là liên lụy. Lão gia, chỉ muốn bắt ngươi, thành thiên phong không đánh tự thua. Mặc dù ngươi thực lực so ta mạnh, nhưng tôn linh thiên tộc cũng không sở trường chiến đấu. Sương mù dày đặc bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Hừ, vậy thì xem, các ngươi có gì loại thủ đoạn. Màu vàng hồ lộ ánh sáng một tách ra, tôn lão bóng người thẳng chui vào sương mù dày đặc bên trong. Yêu nghị, bốn phía không gặp bóng dáng sương mù dày đặc bên trong, hai đôi lưỡi dao sắc bén ở tôn lão trước mắt không dừng được vạch qua. Màn lửa cả ngày, giữa eo hồ lô sông ra mãnh liệt cất, thêm tới tôn lão lửa pháp tắc tưới, ngay tức thì lửa đốt mặc không gian lửa cháy mạnh đem sương mù dày đặc bốc hơi lên. Ta xem các ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Hai con u minh thú hiện ra chân thân, u xanh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn lão. Lão bất tử, ngươi thật lấy vì ngươi ở chỗ này vô địch thiên hạ. Như vậy khinh thị u minh sương mù, ngươi biết nếm được đau khổ. Đây là đặc biệt nhằm vào ngươi cái loại này cấp cường giả khác. Trong đó một cái u minh thú liếm môi một cái, cười quái dị một tiếng. Hai cây răng nanh sắc bén hóa thành lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp hướng tôn lão tấn công tới. Vèo. Tiếng xé gió vang lên, lưỡi dao sắc bén rạch ra vậy mang chỗ vá áo quần. Kỳ quái, tiền bối động tác làm sao đổi chậm. Thành thiên phong phía dưới, có người chú ý tới tôn lão khác thường. Lão gia, cái này u minh sương mù độc tố, còn hợp ngươi khẩu vị chứ. Trong đó một cái u minh thú mắt gặp độc tố phát tác, u xanh con ngươi bên trong, thoáng qua một chút vẻ hài hước. Như là đem con mồi đùa bỡn tại vỗ tay gian như vậy vui thích. Mặc dù không giết được ngươi, nhưng đem ngươi kéo, sau lưng thành thiên phong, không đánh tự thua. Tôn lão nghe vậy, thân hình một hồi run rẩy, nhưng giờ phút này mình tầm mắt cũng là dần dần mơ hồ. Cái này u minh sương mù bên trong lại dung hợp nhằm vào tôn linh thiên tộc đoạn hồn tim CMN.
Tôn linh thiên tộc huyết mạch bên trong, có ba kiểu đồ sẽ có khắc chế, trong đó đoạn hồn tim cỏ chính là một. Mấu chốt đoạn hồn tim cỏ ở toàn bộ vực ngoại đều là cực kỳ hiếm thấy, những người này là làm sao làm được. Tôn lão thời gian đầu tiên nghĩ tới thần vũ điện và âm ma thánh điện. Hèn hạ, hai con u minh thú đối với lần này nhưng là chút nào lơ đễnh. Âu, người cùng Diệp thần thiết kế phục giết tổ tiên là diệt minh thú lúc đó, có từng có nghĩ tới hèn hạ hai chữ. Tôn lão ngạc nhiên, nhìn trên hư không trước mắt sát ý u minh thú tiệm su giận dữ, hắn mới chợt hiểu ra, đối phương cũng là bị lợi dụng. Ta cùng Diệp thần cũng không ra hại là diệt minh thú, đó là thần vũ điện và âm ma thánh điện quỷ kế. Cho không được tôn lão mở miệng giải thích, hai con u minh thú hóa làm hình người, hư không chập chờn, trong tay hai lưỡi liền quyết tới. Lão già kia, cái này thành thiên phong, coi như là thu chút lợi tức. Cùng lúc đó, thành thiên phong bên trong, kêu rên khắp nơi. Ha ha ha, xem ra lão tam cũng đã bắt đầu, lão gia, nhìn người ngươi từng cái chết ở ngươi trước mặt đi. Tôn lão siết chặt hai quả đấm, càn khôn hồ lô bàng thân lần nữa tiến lên nghênh chiến, nhưng mà này tiêu người dài, đoạn hồn tim cỏ, hơn nữa hai con trăm già cảnh hậu kỳ u minh thú, giờ phút này gắt gao quấn lấy hắn, mấu chốt. Thành thiên phong bên trong, còn có một cái ở trắng trợn tàn sát. Tiểu phong, ngươi không thể đi. Thành thiên phong bên trong, một tên trưởng lão trận lại người tuổi trẻ xung động thân hình, trước mặt được gọi làm tiểu phong nam tử hốc mắt bên trong, tia máu phân bố, răng môi tới giữa, sấm sét vạn quân thế. Ta biết ngươi muốn cho mập mạp và tiểu vân trả thù, nhưng thời khắc này ngươi đi trước không khác nào tự tìm đường chết thôi. Cụ già khoát tay một cái. Không có cho người tuổi trẻ suy tính cơ hội. Người đi chợ giúp dẫn người rời đi, ta đi gặp một lát cái này nhiệt xúc. Mong mỏng u minh sương mù tiệm khởi, vang vọng ở hai người quanh thân, cái này tỏ rõ chuyến này tới trước con thứ ba u minh thú, cùng bọn họ cách nhau không xa. Tiểu Phong nhưng là do dự nói, liền tam trưởng lão đều chết tại những tên kia trong tay. Trước mặt cụ già nhưng là cười một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai, người phải biết. Nơi này chính là thành thiên phong. Còn nữa, các ngươi là thiên phong các tương lai. Cụ già chỉ là để lại lau một cái mỉm cười hài lòng, thân hình chớp mắt rồi biến mất. Thành thiên phong bên trong con thứ ba u minh thú tiện tay nắm lên bên người thi hài gặm ăn, phách lối nhịp bước ở vắng lặng hư không truyền lên ra truy mệnh thanh âm. Tựa hồ cảm giác được cái gì, u minh thú biến mất ở tại chỗ. Ừ, lúc trước truy tìm mà đến thiên phong các cụ già. Bất ngờ cũng là trăm già cảnh cường giả, nhất kích rơi vào khoảng không, chợt mất đi địch nhân tung tích. Sương mù tiệm khởi, thời khắc này thiên phong các cụ già từ chủ động một khối chuyển thành bị động. Chỉ là nhất kích, lại là liền địch nhân tung tích cũng theo đâu. Ha 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 ha, lão gia, tự tìm cái chết. Nói theo sau đó, to lớn thú móng xé ra sương mù dày đặc thẳng xuất hiện ở thiên phong các cụ già trước mắt, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Gây gâu. Thiên phong các cụ già than thầm một tiếng không ổn, đành phải nhắc tới hai cánh tay bảo vệ tại trước ngực, chống cự u minh thú nhất kích. Kết kết thật thật một móng gắt gao in ở thiên phong các cụ già cánh tay bên trên, mấy đạo huyết ngân hiện ra, theo rủ xuống hai cánh tay, chấm đỏ thẫm tràn ra. Thời khắc này cụ già, cũng là cảm thấy thân thể bộc phát nặng nề. Sương mù này có vấn đề. Cụ già rõ ràng. Vì sao lúc trước thiên phong các tam trưởng lão sẽ bỏ mình, cái này u minh thú thực lực vậy, nhưng cái này tự thân tản ra u minh sương mù bao phủ hạ có thể che giấu hành tung, trong đó độc tố sẽ tê liệt võ giả thần kinh, cho dù là trăm giả cảnh. Một khi bị thương, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Đánh lâu bất lợi, cụ già chăm chú nhìn giờ phút này trước mặt sương mù dày đặc, muốn rút người ra rời đi, vậy là lúc đã chậm. Đưa ngươi lên đường. Không gặp bóng người sương mù bên trong, tiếng cười lạnh truyền ra. Các chủ, không xong. Thiên phong các trung tâm, một đạo tiếp liền một đạo tình báo truyền tới. Các chủ, trước mắt thành thiên phong tất cả đều bao phủ ở một hồi mờ mịt sương mù dưới, sau đó chúng ta chính là lại cũng hỏi dò không tới bất kỳ tin tức gì. Cùng thành thiên phong bên trong, cắt đứt liên lạc. Ôn Thanh Sơn chau mày, hắn đánh hơi được một chút mùi nguy hiểm. Chẳng lẽ là... U minh sương mù, lấy hắn Ôn Thanh Sơn kiến thức lịch duyệt, dĩ nhiên là đối cái này thất lạc yêu vực u minh thú nhất tộc có nghe thấy, còn như lúc trước thần vũ điện bên trong vậy ngang trời xuất thế là diệt minh thú liền cùng cái này nhất tộc có chút liên lạc.
trong này dây dưa dễ má, Ôn Thanh Sơn đoán được ba lượng phút. Ta muốn đi trước thành Thiên Phong. Mới vừa quyết định chú ý, mấy tên trưởng lão chính là vô cùng lo lắng báo lại, người lấy tới, chưa mở miệng, Thiên Phong các trung tâm bên trên, mây máu che khuất bầu trời. Âm ma thánh điện. Ôn Thanh Sơn mày kiếm đưa ngang một cái, nói quả thật là túy ông ý, lập tức khởi động hộ tông đại trận. Cùng lúc đó, trên bầu trời, màu máu trường bào ở Thiên Phong các phía trên yên tĩnh rủ xuống, nhìn dưới mắt tiệm khởi năng lượng màn sáng, âm ma thánh tổ năm ngón tay giương ra, ngang nhiên bổ ra. Ba đạo vết cào tiếp xúc tới màn sáng ngay tức thì tiêu tán, một hồi mạnh mẽ dư âm chợt nổi lên, đem mây máu thổi tan. Mặt trời nóng rực lần nữa bay lên tại Thiên Phong các bầu trời. Xem ra tình báo nói không giả, thiên gió bên trong chấn giữ, chính là tôn lão thiên tộc lão gia. Bất quá bàn về thực lực chiến đấu, hắn có thể không đủ phong độ. Tôn linh thiên tộc từ xưa tới nay chiến đấu liền không được. Âm ma thánh tổ nhất kích dưới, chính là suy đoán ra nơi đây tình huống. Thần vũ điện thái thượng trưởng lão con ngươi đông lại một cái. Nhưng là tôn linh thiên tộc cái này một món bắt thiên cơ bản lãnh, lại như vậy khủng bố. Nếu như cái này Ôn Thanh Sơn chấn giữ Thiên Phong các, chúng ta. Âm ma thánh tổ trong mắt thoáng qua một chút khác thường, nhưng chợt mở miệng nói, hừ, cho dù là Ôn Thanh Sơn ở chỗ này, cũng không cách nào ngăn trở ta bước chân. Một giây kế tiếp, khí tức quanh người nhanh chóng bạo tăng, Thiên Phong các bên trên, tấc tấc không gian bắt đầu vỡ nát. Cùng lúc đó, hai bóng người một trước một sau hướng thành Thiên Phong cấp tốc lao đi. Thiên Tuyết Tâm nhưng là nhìn trước mắt Diệp Thần, suy nghĩ xuất thần. Một màn trí nhớ vang vọng ở nàng đầu óc bên trong, liền nàng cũng là không cách nào phá vỡ Thái Thần Sơn phong ấn bị tùy tiện giải khai. Thái Thần hai đại đệ tử ngăn trở đường đi, bị hắn một trưởng quát lui. Thậm chí liền Thái Thần cái loại này truyền thuyết cường giả nhất kích, đều là bị hắn miễn cưỡng ngăn lại. Thái Thần Đế Hợi Sán trước kia nhất kích, nói là khảo nghiệm, nhưng không tiếp nổi vậy vẫn là khó thoát khỏi cái chết kết quả. Liên liên thân ở hiện trường nàng đều là không có sức đối mặt cái này cùng thiên quân cường giả nhất kích, nhưng là bị trước mắt cái này bất quá trăm giả cảnh tiểu tử tiếp. Đến, một tiếng khẽ quát cắt đứt Thiên Tuyết Tâm suy nghĩ, vào mắt dưới, thành Thiên Phong bao phủ ở một phiến hôi vụ bên trong. U minh sương mù, Diệp Thần rõ ràng đánh hơi được mùi trong đó. Tôn lão hơi thở còn ở, nhưng tình huống không quá lạc quan. Thân trong lòng cổ độc thần mạch Diệp Thần, tự nhiên đoán được cái gì. Xem ra âm ma thánh điện chộp được tôn lão nhược điểm. Tôn lão vốn cũng không thiện giải chiến đấu, nếu là lại tăng thêm cái này khắc chế hiệu quả, thực lực phỏng đoán cũng chỉ trăm giả cảnh trung hậu kỳ, rất khó đối phó cục thế trước mắt. Thử rồi. Tôn lão thân hình từ thành Thiên Phong bầu trời rơi xuống, một cái lộn khó khăn phục lập. Nhìn phía trên hôi vụ bao phủ ý định giết người, hắn nhìn một chút quanh thân từng đạo nhàn nhạt dấu vết, bốn chuôi dính hủy diệt đạo vận lưỡi dao sắc bén xuất quỷ nhập thần, liền hắn cũng khó phòng. Mạnh như vậy độ kịch chiến, nếu như chỉ hoãn nữa, u minh sương mù độc tố giờ phút này đã ảnh hưởng bộ phận thần trí, tôn lão phán đoán vậy xuất hiện sai lệch, lưỡi dao sắc bén bắt đầu ở mình trên thân thể lao qua. May là lấy hắn thân thể, như vậy chỉ hoãn nữa. Phá vỡ phòng ngự của mình chỉ là vấn đề thời gian. Từng tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, u minh sương mù chặn lại thú triều hành tung cùng hơi thở, thành Thiên Phong tiền tuyến phòng vệ đã xé ra một đạo lỗ hổng lớn, thời khắc này tình huống trong thành cũng là vô cùng là không ổn. Đáng ghét, liền trì hoãn cũng không làm được. Tôn lão thời khắc này tình huống đã là nỏ hết đà, bất quá u minh thú muốn tiêu diệt tôn lão là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu là lại như vậy đi xuống, nơi đây sợ rằng thật muốn thất thủ. Ngay tại lúc này, sương hoa kiếm chi đạo, băng lam hơi thở tựa hồ đem không gian miễn cưỡng đông, cả tòa thành Thiên Phong bên trên, năm sừng trạng mảng lớn hoa tuyết rơi xuống. Trận tường bên trên, màu xanh kiếm mang ngất trời. Xuất thủ dĩ nhiên là Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần vậy từ trong hư không đi ra, hắn diễn cảm có chút cổ quái. U minh thú vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, hắn hồi tưởng lại là Diệt Minh thú hình dáng. Ngươi là Diệp Thần, chính là ngươi giết chúng ta tổ tiên. Một tiếng gầm lên chấn triệt chân trời, rất hiển nhiên, ngoài thành hai con u minh thú cũng là nghe được lão tam gầm lên. Hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Xác định người trước mắt chính là Diệp Thần tin tức, u minh thú giận dữ lên,
thân hình tiêu tán ở sương mù dày đặc bên trong, ý định giết người chết phục. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Dẫu sao lần này U Minh Thú công kích Thành Thiên Phong, chính là bởi vì Diệp Thần hai chữ. Diệp Thần nhìn một cái thương khung, rời đi Thái Thần Sơn, nếu như vận dụng cường đại võ đạo, có thể sẽ bị Vũ Hoàng phát hiện. Nhưng đối mặt những thứ này tồn tại, căn bản không cần vang trời kiếm và cửu thiên thần thuật. Diệp Thần sử dụng một thanh kiếm, tùy ý chém xuống một kiếm. Cố nhiên không phải chỉ thủy, cũng không phải vĩnh hằng kiếm đạo, nhưng kiếm ý nhưng là cực kỳ khủng bố. Kiếm mang xé ra sương mù, hung hăng bổ vào U Minh Thú hai lưỡi bên trên, hắn dẫn lấy làm hãnh diện sát khí trong phút chốc nổ tung. Hống! Nháy mắt tức thì chân thân hiện ra, nhưng như cũng không làm nên chuyện gì. Trăm trượng thú thân thể đặt chân mặt đất ngay tức thì, kiếm mang đem sắc bén hai cây răng nanh miễn cưỡng cắt đứt, một tiếng kêu rên chợt nổi lên. U Minh Thú trọng thương thân hình nhanh chóng bỏ chạy, Diệp Thần cũng không có đuổi theo. Không có U Minh sương mù tác dụng, thế cục dần dần bị ban trở về. Thiên Tuyết Tâm cùng Tôn Lão hai người cường giả liên thủ, còn dư lại hai con U Minh Thú phòng tuyến trong phút chốc bị xé ra. U Minh sương mù bị phá, duy nhất bằng thân thủ đoạn không tạo tác dụng, chỉ bằng vào tu vi mà nói, cho dù là hai con U Minh Thú liên thủ, cũng không phải Tôn Lão cùng Thiên Tuyết Tâm trong đó bất kỳ người nào đối thủ. Thiên Tuyết Tâm một kiếm xương hoa, cũng là làm được vạn thú thần phục. Diệp Thần bóng người xuất hiện ở Thành Thiên Phong trận tường bên trên, lãnh đạm gương mặt bên trên, không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Vừa là như vậy, muốn giết muốn cạo, tùy theo ngươi. Ba con U Minh Thú cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, dưới mắt Thành Thiên Phong thú triều nguy hiểm đã giải khai, bọn họ tự biết đã mất con đường sống. U Minh Thú. Diệp Thần lẩm bẩm mở miệng nói, là Diệt Minh Thú tiền bối, tại ta có ân. Ba con U Minh Thú bị Diệp Thần cái này một lời, nói được có chút không rõ cho nên. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem là Diệt Minh Thú nội đan thu hồi trong lòng bàn tay, nhàn nhạt màu xám cho ánh sáng lưu chuyển. Đây là... Cảm nhận được vậy thuần túy nhất hơi thở, ba con U Minh Thú đột nhiên trợn to hai tròng mắt. Không phải ngươi giết tộc ta tổ tiên. U Minh Thú lão đại kinh hãi lên tiếng, rất hiển nhiên, giờ khắc này bọn họ mới biết rõ, bị người lợi dụng. Không nghi ngờ chút nào, yêu thú nội đan, nhất là cái thời đại kia yêu thú nội đan, cơ hồ ẩn chứa cả đời toàn bộ tu vi kết tinh. Nếu là bị giết, là tuyệt sẽ không lưu lại nội đan mặc cho người hút lấy. Duy nhất có thể chính là, báo ân. Nếu tổ tiên nội đan ở Diệp Thần bên trên, vậy liền nói rõ là Diệt Minh Thú là tự nguyện giao cho Diệp Thần mình nội đan. Hô! Thô trọng tiếng thở dốc từ ba đầu U Minh Thú trong miệng truyền ra. Tương truyền cái này nhất tộc đến từ U Minh địa ngục, cho nên rất nhiều phương pháp tu luyện dùng không thích hợp chúng, đưa đến cái này nhất tộc thực lực cũng không mạnh mẽ. Thậm chí cả ngày quân cường giả đều không từng thai nghén ra. Nội đan, đưa các ngươi. Ở ba con U Minh Thú ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần đem là Diệt Minh Thú nội đan đưa cho U Minh Thú lão đại. Viên nội đan này, ta giữ lại cũng không có ích lợi gì, cho dù là luyện hóa, ta không các ngươi tộc loại. Vậy không đạt tới hiệu quả tốt nhất. Diệp Thần mở miệng nói. Ba con U Minh Thú im lặng, Diệp Thần nói mặc dù không giả, nhưng nếu như hắn lựa chọn hấp thu nội đan, tu vi khẳng định có thể cao hơn một tầng lầu. U Minh Thú nhất tộc bị tổ tiên từ U Minh địa ngục mang ra khỏi, sau đó là Diệt Minh Thú bị phong ấn, cái này nhất tộc truyền thừa chính là vết nứt, thiếu thiếu hệ thống tu luyện, cái này nhất tộc lại là vạn năm chưa từng có cường giả xuất thế. Đời này U Minh nhất tộc, vậy chỉ có bọn họ ba người tu vi mạnh mẽ, đương kim tuyệt điên. Cái này nội đan tương đương với ban cho bọn họ truyền thừa, trải xây con đường phía trước. Diệp tiên sinh. Diệp Thần hành động này, hoàn toàn thuyết phục ba con U Minh Thú, đối với Diệp Thần gọi đều có liền vi diệu biến hóa. Là Diệt Minh Thú tiền bối, vì che chở ta, chết tại âm ma thánh tổ tay, trước mắt lấy ta thực lực, đều là làm sao hắn không được. U Minh nhất tộc truyền thừa. Cũng hẳn do các ngươi tới thừa kế. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía ba con U Minh Thú mở miệng nói, có lẽ chúng ta tới giữa lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta có cùng chung địch nhân. Diệp Thần tỏ ý Thiên Tuyết Tâm thu tay lại. Cảm nhận được liền Diệp Thần ánh mắt, Thiên Tuyết Tâm trong tay sương hoa kiếm ý định giết người liếm hết sức. Ba con U Minh Thú hướng về phía Diệp Thần cúi người chào thật sâu, chợt mở miệng nói, Diệp Thần tiên sinh, tộc ta thiếu ngươi một cái ân huệ.
ta chờ mấy năm sống, vậy do mở miệng. Lưu lại một lời, ba con U Minh thú lúc này rời đi. U Minh nhất tộc, Diệp tiểu tử, để cho chạy bọn họ là hung là họa, ta cũng không thấy rõ. Tôn lão lắc đầu thở dài, Diệp thần quyết định hắn không cách nào can thiệp, nhưng cùng U Minh nhất tộc kết làm nhân quả, cát hung không biết trước. Muốn thành việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, Diệp thần ngược lại cũng là muốn mở ra, cùng thái thần cũng dính liền nhân quả, chính là U Minh nhất tộc, không hại đến đại thể. Vị này chính là Diệp thần tiểu huynh đệ đi. Chuyện chỗ này, thành Thiên Phong bên trên, Thiên Phong các trưởng lão hướng về phía Diệp thần cười nói. Lúc trước vậy kinh vi thiên nhân một kiếm liền đem U Minh thú trọng thương, Diệp thần như vậy thiên tư yêu nghiệt, làm những lão gia hỏa này cũng là không thể không hạ xuống dáng vẻ, lấy đồng bối giao nhau. Báo, Thiên Phong các trung tâm truyền tới kịch liệt chập chờn. Diệp thần chăm chú nhìn, nói, xem ra âm ma thánh tổ cái tên kia đã bắt đầu hành động. Trong tay hắn lộn, một cái có chút bát quái thiên đan mùi thơm hộp ném cho Thiên Phong các trưởng lão. Đây là tự ta luyện chế một ít đan dược, đối với thương thế có hiệu quả. Dưới mắt vì chống lại thú triều, người bị thương đếm không hết, Diệp thần đan dược, biết lửa xém lông mày. Chúng ta vậy thì kiểm kê chiến tổn, lập tức hồi viên Thiên Phong các. Diệp thần quyết định thật nhanh nói. Thiên cung thần giáo bi kịch, tuyệt không thể lần nữa diễn ra. Thiên Tuyết Tâm nhưng là liếc mắt một cái Diệp thần, như thế nào đi nữa, Diệp thần bất quá là quá chân cảnh, hơn nữa nhận chịu thái thần nhất kích, trạng thái không tính là quá tốt. Ta không sao. Tựa hồ là cảm nhận được liền Thiên Tuyết Tâm đầu quăng tới ánh mắt, Diệp thần nhẹ giọng mở miệng đáp lại. Người trạng thái bây giờ, đã không thể lại chiến đấu. Thái thần sơn đối mặt thái thần nhất kích, đã dao động căn bản, lần nữa cưỡng ép ra tay, Diệp thần thời khắc này tình huống thân thể, rất gay gâu. Diệp thần gật đầu một cái, nói, bắt đầu từ bây giờ, ta không động thủ nữa. Chỉ muốn chạy đến Thiên Phong các, tin tưởng thái thần lão nhân ra ông ta, sẽ ra mặt. Âm ma thánh tổ thủ đoạn nhiều vô số kể, nếu là không có 10 phần chắc chắn, hắn tuyệt sẽ không ở biết được Ôn Thanh Sơn chấn giữ dưới tình huống, như cũ lựa chọn tiến công Thiên Phong các. Không kịp nghỉ dưỡng sức đám người, ở Diệp thần theo đề nghị, đã chuẩn bị lập tức hồi viên Thiên Phong các. Cùng lúc đó, Ôn Thanh Sơn không do dự nữa, thúc giục hộ tông đại trận, âm ma thánh tổ thế công, bị toàn bộ ngăn cản đi. Nhưng thời khắc này hắn, già nua sắc mặt bên trên, thấm ra một chút tái mét. Các chủ, lấy tự thân tinh khí ngự trận, tiêu hao rất lớn, để cho chúng ta đi ra ngoài, cùng lão nhân kia liều mạng. Mấy tên trưởng lão lo lắng đi qua đi lại. Cuối cùng thành Thiên Phong tin tức truyền đến, vậy thật là không ổn, hôm nay Thiên Phong các bị kẹt, chúng ta làm sao có thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Ôn Thanh Sơn cũng là quay đầu lại nhìn một chút bên người những người này, không nói. Các chủ, bọn họ đều ở đây thành Thiên Phong bên trong đẫm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta những thứ này lão bất tử, lại có sợ gì? Thề cùng Thiên Phong các cùng chết sống. Đại trận bị phá, chẳng qua là vấn đề thời gian, đến lúc đó tái chiến sẽ trễ. Đại trưởng lão giờ phút này còng lưng thân thể cũng là thẳng tắp, chiến ý dồi dào. Ôn Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, như là bị trước mắt nhiệt huyết ảnh hưởng, cũng được, chúng ta mấy cái ông cụ này tử là càng sống càng mơ hồ, kéo dài nữa, chính là chút nào chuyển cơ không có. Đã như vậy, chiến. Ôn Thanh Sơn mày kiếm đưa ngang một cái, chợt trầm giọng nói. Lòng hắn bên trong rất rõ ràng, đại trận vừa vỡ, mình lấy khí ngự trận, nhất định trọng thương, đối mặt âm ma thánh điện vây quét, liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại đánh giết, còn có một đường sinh cơ. Ừ, âm ma thánh tổ tà mị cười một tiếng, dưới mắt năng lượng màn sáng tiêu tán, màu máu trường bào rơi thẳng vào Thiên Phong các trên giáo trường. Ôn Thanh Sơn, xem ra ngươi là không dự định chống cự. Thanh âm khàn khàn vang lên, ở sau lưng. Vô số cường giả lá lập, kém nhất đều là trăm giả cảnh cường giả. Âm ma thánh điện, không thèm chú ý đến liên minh quy tắc, thật là to gan. Một bộ xanh sam, trạng thái như long trung cụ già nhưng là chậm rãi bước ra, ở sau lưng, Thiên Phong các tất cả cao tầng tịnh lập. Ngươi những người này, vậy đi theo ngươi hơn nửa đời người, quay đầu lại cuối cùng không tránh được thân tử đạo tiêu kết quả, nếu như ngươi chịu đứng ở ta bên này, có lẽ kết quả sẽ không như vậy thảm. Thanh âm khàn khàn chưa nói xong, màu xanh giết mang chính là từ trước mắt vạch qua, âm ma thánh tổ nhẹ nhàng nghiêng đầu,
mặt sừng một chút đỏ thẫm tràn ra. Lè lưỡi liếm liếm, hắn con ngươi dần dần âm trầm xuống, xem ra các ngươi những thứ này lão già kia, đã làm xong không vâng lời bổn tọa ý định. Ôn Thanh Sơn tay áo vung tay lên, chợt cất cao giọng nói, Thiên Phong các trên hết xuống, tử chiến. Khặc khặc, lão già kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lại là một tiếng châm chọc truyền tới, huyết ma tông huyết ma lão nhân hiện thân, mèo khóc chuột giả từ bi ánh mắt nhìn về Thiên Phong các đám người, giả mù sa mưa lắc đầu một cái. La Thành, ngươi nói sao? Thanh âm khàn khàn mở miệng, trên hư không, cao hơn lớn to lớn nam tử ở âm ma thánh tổ hài hước trong tiếng hiện thân, chính là lúc trước Phong Diệp Thai trên, cùng Thiên Tuyết Tâm đánh một trận tu La Tông tông chủ, huyết tu La La Thành. Thiên Phong các không thèm chú ý đến liên minh quy, cùng Thiên Cung thần giáo cùng phe với nhau, cái trước đã đền tội, hôm nay không cần nhiều lời, giết. So sánh với huyết ma lão nhân cùng thần vũ điện thái thượng trưởng lão các người mà nói, La Thành lệ khí vô cùng ngưng trọng. Kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Âm ma thánh tổ thương hại ánh mắt lắc đầu một cái, tựa như ở thương tiếc Thiên Phong các tự đoạn con đường phía trước, mấy thế lực lớn rối rít đổ mâu hướng âm ma thánh điện, cái này sau lưng bàn tay, đối với Thiên Phong các, sớm đã là thế ở tất được. Các chủ, hạ lệnh đi. Thiên Phong các vị trưởng lão ở thấy huyết ma tông cùng tu La Tông các người lúc đó, cũng đã là làm xong liều chết chuẩn bị. Phong Diệp Thai đánh một trận, Thiên Cung thần giáo Thiên Tuyết Tâm cùng âm ma thánh điện vậy thảm thiết đánh một trận, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, dưới mắt ngày xưa cảnh tượng lại đến, mỗi người trong lòng đều là ôm phải chết tín niệm. Âm ma thánh tổ một khối cường giả cực kỳ nhiều, cái này nhóm thế lực dõi mắt Thiên Cung chi địa, không người có thể ngăn. Ôn Thanh Sơn, ngươi sức một mình không đổi được trước mắt cục diện. Màu máu trường bào đong đưa theo gió, tung lên tí tí rung động, đối với cục diện dưới mắt, hắn sớm đã là nắm chắc phần thắng. Tiếc nuối lắc đầu một cái, tựa hồ ở là Thiên Phong các kết cục thương tiếc, nhưng thần tình kia trên mừng như điên, nhưng là che giấu không dưới. Đã như vậy, vậy các ngươi những thứ này ngoan cố lão gia, liền cùng lên đường đi. Thanh âm lạnh như băng xuống cuối cùng thẩm phán. Không thèm chú ý đến nhìn phía dưới áo xanh cụ già, chỉ cần hắn chết, Thiên Phong các chính là trên thớt mặc cho người làm thịt thịt cá. Đầy trời mưa máu, âm ma thánh tổ cũng không dự định trì hoãn, vừa lên tới chính là thúc giục mình mạnh nhất võ đạo, ngày xưa chính là dựa vào một chiêu này, tổn thương nặng Tôn Linh Thiên tộc Tôn lão. Thoáng qua tới giữa, cực lớn áp lực đến Ôn Thanh Sơn trên đầu, một chiêu này nếu là để cho do hắn rơi xuống, Thiên Phong các rất nhiều cường giả. Sợ là sẽ trong phút chốc hòa tan ở mưa máu bên trong. Hào khí trường sinh. Một tiếng quát chói tai, Ôn Thanh Sơn nhìn như thân thể gầy yếu dưới, đột nhiên trao đổi một chút thiên địa ý chí, Thanh Huy đem Thiên Phong các thủ phủ toàn bộ che lồng đi, xua tan trong đó răng đầy mây máu. Trên bầu trời đổ ánh ra một tòa sừng sững không ngã Thanh Sơn, chính là Ôn Thanh Sơn căn nguyên phòng ngự lực. Cũng chỉ là phí công mà thôi. Âm ma thánh tổ ở mưa máu lực ra chỉ xuống. Khí tức quanh người bạo tăng, đối mặt trước mắt Thanh Sơn áp đính thế, trong mắt vẻ đạm mạc không thay đổi. Nhìn như mặt mũi tái nhợt bên trên, tràn đầy một số gần như điên điên mừng như điên. Chỉ là một trường từ trước ngực nhẹ nhàng vạch qua, Thiên Phong các bầu trời đổ ánh ra vạn trượng thanh phong, chính là miễn cưỡng bị lột bỏ vậy. Oanh! Thanh phong từ sườn núi lên tiếng đáp lại mà đoạn, màu máu trường bào một góc đều là chưa từng dính phân nửa dương trần. Một bên huyết ma tông huyết ma lão nhân cùng tu La Tông La Thành đều là thu hồi lúc trước một bộ ỷ mình tôn lớn hình dáng, ngược lại là có một loại cảm giác không rét mà run. Vậy nhìn như hời hợt một trường, lại là đem một vị Thiên Cung chi địa cao cấp tông môn tông chủ toàn lực phòng ngự, trong phút chốc làm tan rã mở. Ha 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 ha. Khàn khàn tiếng cười truyền tới, lên tiếng đáp lại mà phán đoán Thanh Phong giữa eo, lau một cái màu máu phún ra ngoài, Ôn Thanh Sơn một tiếng kêu đau. Thân hình đổ bay ra. Ở âm ma thánh tổ sau lưng, vạn trượng hư không giống như bị mổ bụng con mồi vậy, ở hắn tiếng cười điên cuồng bên trong, liên tiếp thiên tế thanh phong tiêu tán, thời không nuốt hận, chảy máu từ 9 tầng trời tuột xuống. Hắn cảnh giới. Ôn Thanh Sơn hoảng sợ, giật mình nhìn trước mắt âm ma thánh tổ, liền trao đổi thiên phong các thiên địa ý chí thanh phong đều là tiện tay bổ ra, tên này cùng trước kia so sánh, tu vi lại là bộc phát kinh khủng. Không có ai biết, thời khắc này âm ma thánh tổ cực hạn ở nơi nào. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, vậy đến đây chấm dứt.
mắt nhìn xuống ánh mắt xét xử Thiên Phong các muôn vàn tu giả, vậy từ đám người trong lòng xông ra thật sâu cảm giác vô lực, dẫn động tới từ trên xuống dưới tất cả mọi người tim, liền được gọi là thiên cung chi địa phòng ngự mạnh nhất Ôn Thanh Sơn, đều là không ngăn được kẻ địch nhất kích. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Màu xanh thẳm kiếm mang chớp mắt, mây máu ngưng kết, liền âm ma thánh tổ sau lưng chảy máu màn sáng, đều là sống sinh cắt ra, giờ khắc này, thiên địa ngừng. Xương hoa kiếm. Thanh âm khàn khàn mở miệng, âm ma thánh tổ quay đầu nhìn lại hư không một góc, thiên tuyết tâm, người vẫn là lựa chọn đi tìm cái chết. Đáng chết là ngươi. Vừa dứt lời, một cái sán màu vàng kim hồ lô đột nhiên trở nên lớn, từ âm ma thánh tổ đỉnh đầu treo rơi xuống. Hư không chập chờn, màu máu trường bào nghiêng người biến dạng hư không mà tránh. Âm. To lớn hồ lô trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, ở đó lấp lánh rực rỡ ánh sáng màu vàng tiêu tán sau đó, miệng hồ lô trên, Tôn lão cùng Diệp thần bóng người chậm rãi hiện ra. Ngay sau đó, là ùn ùn kéo đến mà đến lên án oai. Dám can đảm xúc phạm Thiên Phong các. Tôn lão còn chưa mở miệng, ở sau lưng, từng đạo bóng người liền quyết tới, thành Thiên Phong đánh lui thú triều muôn vàn võ giả, giờ phút này tề tụ Thiên Phong các. Bái kiến các chủ. Bái kiến các chủ. Trọng thương Ôn Thanh Sơn chăm chú nhìn nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy là hồ lô kia trên nam tử thân hình, ở sau lưng, muôn vàn nhân tâm đồng loạt ngưng tụ. Tốt, tốt, tốt. Lão lệ tung hoành Ôn Thanh Sơn thấy vậy, gần đây không nhiều nói hắn đều là khóe mắt hơi dâng lên lau một cái đỏ thắm vẻ. Ôn lão, tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Diệp thần nhẹ giọng nói. Ngươi chính là luân hồi chi chủ Diệp thần. Ôn Thanh Sơn đối với Diệp thần tên, một chút cũng không xa lạ gì, cái này làm được âm ma thánh điện mấy lần sát vũ về người tuổi trẻ, quả thực bất phàm. Mặc dù chỉ có quá chân cảnh tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, cao ngất thân hình giờ phút này ngạo nghễ, chính là cho người một loại an lòng cảm giác. Phong Diệp thai trước, Thiên Tuyết Tâm đến chết đều không từng mở miệng nói hắn rơi xuống, Thiên Cung thần giáo tất cả trưởng lão không tiếc bỏ mình đều che chở người đàn ông, giờ phút này liền đứng ở mình trước mắt. Trong một cái chớp mắt này, như mộng như ảo. Diệp thần. Âm ma thánh tổ thanh âm cắt đứt đám người, thanh âm khàn khàn bên trong, lại là có tí ti run rẩy. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đó cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Lão gia, người đối thủ là ta. Màu xanh thẳm kiếm mang lần nữa vạch qua, Thiên Tuyết Tâm con người chỗ sâu, vô cùng sát ý xông lên trời không. Còn có ta. Tôn lão thân hình tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm âm ma thánh tổ, nhìn cái này gần như đem mình chém giết tồn tại, lần này, hắn không có nửa điểm khinh thường. Là cái gì cho các ngươi ầm ĩ dũng khí? Vẫn như cũ là bộ kia nhìn kỹ bá tánh trong mắt, màu máu trường bào vạt áo rủ xuống, nhìn Diệp thần các người sau lưng muôn vàn tu giả. Một đám phế vật, cũng dám nhìn thẳng bổn tọa. Nháy mắt tới giữa, lệ khí bạo tán ra, chỉ là một đạo tiếng quát, Thiên Phong các chữ Ôn Thanh Sơn bên ngoài tất cả người, tất cả đều màng nhĩ biến dạng, đôi mắt một hồi choáng váng, thực lực thấp kém trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, lại là thẳng hai đầu gối quỳ xuống đất thần phục, thật lâu không thể tự lập. Trong nháy mắt, sợ hãi tâm trạng bắt đầu lan tràn. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng như vậy tồn tại? Thần, thần lực lượng. Nhìn vậy cao cao tại thượng âm ma thánh tổ, vô số người hiện ra kinh hoàng ý, liền liền cầm đầu Diệp thần, đều là chau mày. Mỗi một lần gặp mặt, hắn tu vi đều là sâu hơn mấy phần. Cùng lúc trước lần đầu tiên thánh cổ di tích mở lúc gặp mặt, mạnh không biết mấy cái cấp bậc. Thiên Tuyết Tâm trong tay xương hoa kiếm. Đều là không khỏi lần nữa dùng sức nắm chặt. Diệp thần, tên này thực lực, sợ là chúng ta cũng không đủ cách. Thiên Tuyết Tâm truyền âm nói. Trừ thái thần, thiên cung chi địa, phỏng đoán không người có thể dung chuyển. Diệp thần con người đông lại một cái, vẫn là nói, tin tưởng tiền bối, hắn nếu cam kết, liền nhất định sẽ xuất thủ. Võ đạo của mình luân hồi đồ bên trong, phòng ấn có thái thần chỉ một cái lực, nếu như lợi dụng một kích này, có thể hay không đem cái này âm ma thánh tổ đánh chết. Diệp thần trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm, nếu quả thật chuyện không thể là, thì nhất định phải dùng cái này một sát chiêu bức lui âm ma thánh điện người. Uyên thiên ma kiếm, âm ma thiên thạch, còn có ngươi luân hồi huyết mạch. Âm ma thánh tổ tự lẩm bẩm, Diệp thần, ngươi thật đúng là ta ngôi sao may mắn. Diệp thần mỗi một hạng lá bài tẩy, đối với âm ma thánh tổ mà nói, đều là hỏi thăm tìm cả đời muốn lấy được chí bảo.
hôm nay đang ở trước mắt, làm sao có thể không kích động. Thiên Tuyết Tâm, người đối thủ là ta. Một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Phong Diệp Thai đánh một trận không có kết quả, hôm nay biết rõ. Huyết Tu La La Thành một súng vung ra, hướng về phía Thiên Tuyết Tâm trầm giọng nói. Đã như vậy, người tới làm ta đối thủ đi. Huyết Ma Tông Huyết Ma Lão Nhân thân hình chớp mắt, chắn Tôn Lão trước mặt, đối với Tôn Linh Thiên Tộc, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, nhưng dưới mắt, cũng chỉ có đem ngăn lại, là Âm Ma Thánh Tổ kéo dài thời gian. Lão gia, Ôn Thanh Sơn cùng Thiên Phong Các, liền giao cho ngươi. Âm Ma Thánh Tổ không kềm chế được thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa, Thiên Tuyết Tâm cùng Tôn Lão bị Huyết Ma Tông cùng Tu La Tông Tông chủ cuốn lấy, một cái trọng thương Ôn Thanh Sơn cùng Thiên Phong Các, Thần Vũ Điện Lão gia giàu gì, cũng có thể đem chém chết. Tình cảnh phơi bày một bên ngã thế cục. Diệp Thần, hôm nay ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Âm Ma Thánh Tổ con mắt gắt gao khóa lại Diệp Thần, cái này nhiều lần làm hắn sát vũ về người tuổi trẻ, hôm nay, phải giết. Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm nơi tay, kính lao thẳng về phía trong hư không gầm thét người nọ, không lâu lắm, phiến mảnh màu máu vảy rụng. Tôn Lão Càn Khôn Hồ Lô thoáng hiện, bóng người cùng Huyết Ma Tông Huyết Ma Lão Nhân cùng tiêu tán, Diệp Thần biết được, Tôn Lão dự định lợi dụng Hồ Lô Càn Khôn thế giới, đối phó tên âm hồn bất tán này. Thần Vũ Điện Lão gia trong con người khác thường chớp mắt rồi biến mất, chợt gật đầu, hướng Ôn Thanh Sơn tập sát đi, chỉ cần có thể ngăn cái lão gia hỏa này, Thiên Phong Các những người còn lại chờ, không đánh tự thua. Ôn Thanh Sơn, để mạng lại. Một tiếng quát chói tai, Thần Vũ Điện Lão gia liều chết xung phong đi, Ôn Thanh Sơn lau đi khóe miệng lau một cái đỏ thấm, đứng dậy lần nữa nghênh chiến. Mà Diệp Thần không dự định vận dụng thiên kiếm và cửu thiên thần thuật. Trực tiếp cho gọi ra tám bộ phù đồ khí và xích trần thần mạch, Phật quang và hoàng kim chiến giáp hộ thể, đến gần vô địch trạng thái ngay tức thì khởi động. Đồng thời, Diệp Thần còn vận dụng một chút âm ma thiên thạch lực lượng, bởi vì Hoang Lão cho biết, đối phó âm ma thánh tôn, âm ma thiên thạch lực lượng là mấu chốt. Âm ma thiên thạch lực lượng, người nắm trong tay còn kém xa. Chỉ là liếc một cái, âm ma thánh tổ chính là lãnh đạm mở miệng, thân hình chớp mắt tới Diệp Thần trước mắt. Tay phải nhìn như nhẹ vỗ nhẹ vào hắn trên lồng ngực. Hai cổ cực hạn lực lượng va chạm, Diệp Thần thân thể ngay tức thì đánh vỡ hư không, sau lưng sơn hà khoảnh khắc nghiền. Thậm chí Diệp Thần cảm giác bên trong đan điền một hồi đau nhức, âm ma thiên thạch phát ra một tiếng rên rỉ, tí tí nước mắt lan tràn ra, nếu không phải Diệp Thần luân hồi huyết mạch gia trì, một kích này dưới, âm ma thiên thạch liền sẽ nổ tung. Bất quá một kích này, Diệp Thần vậy phát hiện âm ma thánh tổ và thái thần tới giữa chênh lệch to lớn. Mấu chốt lúc đó, vận dụng thái thần một kích kia, có lẽ có thể giải quyết này cục. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không muốn động dùng. Nhưng hôm nay tựa hồ đã đến mấu chốt thời gian. Phát giác Diệp Thần thời khắc này khác thường, âm ma thánh tổ trong mắt đông lại một cái, mới chợt hiểu ra mở miệng nói, thì ra là như vậy, âm ma thiên thạch linh đã bị lần nữa thai nghén. Xem ra nó theo ngươi lần nữa trưởng thành. Trăm gia cảnh dưới, có thể ai ta một trưởng không chết, ngươi là người thứ nhất. Âm ma thánh tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Thời khắc này Diệp Thần là thịt cá, hắn là dao thớt, âm ma thánh tổ cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này thắng lợi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lấy mình trước mắt trạng thái, không dùng tới cửu thiên thần thuật và thiên kiếm, duy nhất lá bài tẩy chính là võ đạo luân hồi đồ. Hư bia, phong. Trong nháy mắt, đủ để vặn vẹo thời không mạnh đại phong ấn lực từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra, ở hắn quanh thân, từng đạo vết rách cắn nát không gian, tí tí gió bão chảy loạn xông ra, đem hắn thân hình ẩn núp trong đó. Âm ma thánh tổ liếc mắt nhìn hết thảy trước mắt, nói ý tưởng tốt, mặc dù không gian chảy loạn lực lượng mạnh mẽ, nhưng người ta tới giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Âm thầm Diệp Thần một chỉ điểm ra. Mấy đạo kẹp theo gió bão chảy loạn lực vặn cổ mang hướng âm ma thánh tổ tấn công tới. Nhưng mà, người trước mặt ảnh mặt không đổi sắc, chỉ là đưa lên cánh tay phải, nhẹ nhàng vung lên, thắt cổ chảy loạn lực bị toàn bộ đánh tan. Diệt! Sau lưng muôn vàn thế giới vỡ nhỏ, hóa thành quang vũ tiêu tán. Âm ma thánh tổ nhìn ra liền Diệp Thần thời khắc này trạng thái, lần nữa giơ tay lên, trưởng thứ ba, liền muốn lấy hắn tánh mạng. Thái thần tiền bối! Xin hiện thân vừa gặp. Diệp Thần đem hết toàn lực gào thét nói. Âm ma thánh tổ thân hình nghe vậy một lần, chợt cười to, ha ha ha. Thái thần, đại thế đã qua,
gửi hy vọng vào hư không mờ mịt truyền thuyết. Nhịp bước lần nữa nhắc tới, hướng Diệp Thần tập sát tới. Diệp Thần nhìn âm ma thánh tổ đánh tới trưởng thứ ba, nhìn như không có ẩn chứa đạo lực nhất kích, nhưng là đủ rồi xé nát thương khung. Đối mặt âm ma thánh tổ một kích này, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cháy, một đạo tinh quang bao trùm quanh thân. Đồng thời, trong nháy mắt, Diệp Thần hạo hàn hồn lực khuynh tiết ra, lúc trước ở Thái Thần Sơn trải qua ngân hà đại trận lịch luyện, gặp vạn thế luân hồi khó khăn nơi chế tạo hạo hàn thức hải ngay tức thì nghiêng vẩy. Âm ma thánh tổ hiện ra một chút bất an, ở một chớp mắt kia, hắn thấy được muôn vàn tiên thần chém giết khủng bố hình ảnh. Thần như heo chó, máu nhuộm mái vòm. Một tôn cái thế đại ma ngang trời ra, trong tay nửa cần tàn cờ huy động, cao nhất sức mạnh to lớn đem cả tòa chiến trường che đậy. Cờ xí bên trên, tia máu diệu thế. À, một tiếng già nua kêu gọi đem âm ma thánh tổ suy nghĩ kéo hồi thực tế, hắn lúc này mới chú ý tới, Diệp Thần hai tròng mắt ứ máu đến trình độ cao nhất. Người nào? Vậy một tiếng thở dài, lại là liền hắn cũng không có phát hiện lúc nào có người ở chỗ này theo dõi. Yên tĩnh. Một chữ vang vọng ở giữa thiên địa, như thiên địa đạo tắc lệnh. Ngay tức thì trên hư không hư ảnh lên tiếng đáp lại nổ tung, thiên tuyết tâm một đạo màu xanh đậm kiếm mang vung ra, cũng là tựa như bị có ý chí thiên địa tước đoạt, tàn giã hậu thế gian. La Thành cùng thiên tuyết tâm hai người quanh thân linh lực ngay tức thì động lại, nơi đan điền giống như chết yên lặng, ngay cả động làm đều là bị không gian phong tỏa đi. Chỉ có vậy cuồn cuộn chuyển động con ngươi, ở thổi phồng trước loại nào đó kinh hãi tâm trạng. Sán màu vàng hồ lô cũng là bởi vì vậy một chữ làm, nháy mắt tức thì mất đi ánh sáng, càn khôn thế giới bị một chữ hét ra lệnh chóc ra, tôn lão cùng huyết ma lão nhân thân hình đập rơi xuống đất, tràn đầy chật vật. Mới vừa muốn đứng lên, nhưng là kinh hãi phát hiện, vô luận như thế nào, đều là không ngẩng nổi hai tròng mắt, nhìn thẳng đạo thanh âm kia ngọn nguồn. Chỉ là khẽ than một tiếng, thì có kinh khủng như vậy uy năng, chẳng lẽ? Trong lòng nổi lên thì thầm huyết ma lão nhân. Nghĩ tới vậy một cái lâu đời chuyện thần thoại xưa. À, cùng lúc đó, một hồi tê tâm liệt phế kêu rên tiếng vang lên, đang hướng Ôn Thanh Sơn và Thiên Phong các điên cuồng tấn công thần Vũ Điện lão ra, một chữ hét ra lệnh dưới, nửa bên thân thể đột nhiên nổ tung. Còn sót nửa cái tàn thân, cũng là hóa thành mấy cây xương khô, khó khăn chống đỡ. Xương trắng bên trên, tí thi thi khí bốc hơi lên tiêu tán, hóa thành bụi bặm mất đi. Cùng ngược lại. Tu vi không cao người, nhưng là chút nào không chịu thiên địa ý chí ảnh hưởng, Thiên Phong các trẻ tuổi đồng lứa thả trong môn quá chân cảnh trưởng lão, đều là trợn to con ngươi nhìn trước mắt cái này khó tin một màn. Là thần linh dáng thế. Không biết là ai kinh hô thành tiếng, mọi người lúc này mới theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trên hư không, một tóc bạc mặt hồng hào, mão vương miện nam tử đứng gần. Thái thần. Lúc đầu Thái thần thật tồn tại thế gian. Lúc trước Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm đi Thái Thần Sơn, tôn lão là biết được, nhưng thành Thiên Phong một kiếp, hắn vậy không có nói ra, không nghĩ tới, lại là thật có thể dẫn được vị này xuống thế. Mở. Thân hình rơi vào vũng bùn giống vậy âm ma thánh tổ nhiều lần vùng vẫy, màu máu trường bào tránh thoát một chữ làm trói buộc, ngay tức thì kéo ra khoảng cách, cũng không quay đầu lại chật vật vọt đi. Hắn biết mình không phải là Thái Thần đối thủ, như không rời đi, đại cuộc sẽ bị phá hủy. Mặc dù Thái Thần không thể nào tùy ý xóa bỏ mình, dẫu sao càng đến nơi này cái cấp bậc, càng để ý nhân quả. Thái Thần thấy vậy, không làm ngăn trở, vẫn do hắn biến mất ở mình trong tầm mắt. Thì ra là như vậy. Thái Thần ánh mắt, từ đầu chí cuối đều ở đây Diệp Thần trên mình, lúc trước vậy đạo khảo nghiệm, chỉ là vì khảo sát Diệp Thần, hắn nếu là thật ngăn cản không dưới, cũng sẽ không lấy hắn tánh mạng. Nhưng Diệp Thần thức hải bên trong tồn tại. Nhưng là đem mình chỉ một cái xuyên qua thiên địa lực lượng, thu vào cờ xí bên trong, cái này làm được Thái Thần thực là kinh hãi. Hôm nay hắn thật ra thì đã sớm tới đây, cuối cùng mới ra tay, bất quá là vì lần nữa kiểm chứng trong lòng phỏng đoán thôi. Ta sáng lập liên minh sơ tâm, chính là thất lạc nhân tộc lập tim, để vạn tộc xâm nhập. Vạn năm từng bước xâm chiếm, thế sự biến đổi bản là nhân quả, nhưng chuyện này bởi vì ta dạy, vậy làm bởi vì ta rõ ràng. Chữ chữ lời nói, vang vọng ở trong lòng mọi người. Thân là tông môn cao tầng Thiên Tuyết Tâm các người, nhưng là giữa trán chén lớn mồ hôi hột bắt đầu nhỏ xuống, Thái Thần ý niệm, trao đổi thiên địa ý chí, cái này cùng uy áp, mỗi nuốt nhả một chữ, mình các người chính là một hồi lòng rung động.
Luân hồi chuyện thượng tiếp theo, liên minh hơi thở vượt quá, mong ngươi cùng có thể trọng tố chủ tâm, giúp nhau canh gác, như vi phạm thiên địa sơ tâm, thì làm vẫn diệt. Vẫn diệt. Vẫn diệt. Cái này hai chữ hung hăng đè ở đám người trong lòng, làm được tại chỗ cường giả đều là thần hồn nửa vẫn, hơi thở uể oải. Đây coi như là một loại kỳ vọng, cũng là một loại chấn nhiếp. Phục. Trên hư không Mão Vương miệng nam tử lại là một chữ mở miệng, khổng lồ thiên địa uy áp ngay tức thì tiêu tán ở vô hình. Huyết ma lão nhân cùng La Thành các người, lúc này mới khó khăn ngước mắt nhìn lại, trên đó mái tóc dài như thủy bộc dâng trào, tử sam bên trên, tinh huy lưu chuyển. Giữa lông mày anh khí mười phần, tóc mai gian không gặp chút nào vẻ lo lắng, vạt áo bên trên màu vàng kim rồng thần đồ đằng tản ra thần khí tức, lúc trước La Thành võ đạo, cũng là bị áp chế bạo mất. Cần tuân thái thần làm. Mấy người rối rít tỏ thái độ, làm trò đùa, đây chính là nói chuyện là có thể mất đi mọi người tồn tại, hắn mệnh ai dám cãi lại. Thần Vũ Điện lão gia cũng là bởi vì thái thần một chữ phục làm, được tàn xuyễn mà tồn tại, cường giả như vậy ánh mắt chỉ là liếc một cái, chưa từng lời nói mở miệng. Nửa cái tàn thân hơi thở uể oải, tùy thời đều có vẫn diệt có thể. Thiên Phong các đám người lại là kích động vạn phần. Ôn Thanh Sơn trong lòng giống như đá lớn tạc ngực, rất chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm hai người có thể dọn tới Thái Thần áp trận. Thời khắc này Diệp Thần bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao khôi phục mấy phần, nhìn trên hư không bóng người, mở miệng nói cảm ơn tiền bối giải vây. Bốn mắt tuần mong dưới, mới phát hiện âm ma thánh tổ bóng người, đã sớm không gặp. Người cùng hắn nhân quả, từ rõ ràng, ta cái này cấp bậc không thể quá nhiều dính nhân quả. Thái thần chỉ là hời hợt một câu, hướng về phía Diệp thần nói. Muốn đến cũng vậy, hết thảy các thứ này đều là bởi vì âm ma thiên thạch lên, thái thần thành tựu thời kỳ viễn cổ tồn tại, nếu như ra tay can dự, cái này vượt qua thời không nhân quả, tin tưởng cho dù là hắn cũng không muốn chịu đựng. Nhâm tiền bối hồi nào không phải như vậy. Ta bị Thiên Tuyết Tâm cùng Diệp thần nơi nhờ, chuyện hôm nay đã xong, liên minh đúc lại, tu người cùng đỉnh tim hết sức. Thái thần mặc dù không có bên ngoài bên trên thiên vị, nhưng trong đó dưới mắt ý không cần nói cũng biết, bị Diệp thần cùng Thiên Tuyết Tâm nơi nhờ. Những lời này, tại chỗ mấy thế lực lớn chủ nhân, làm sao có thể không rõ. Nhìn về Thiên Tuyết Tâm con mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp, lúc trước tham dự nhìn trời cung thần giáo vây quét, nếu như Thiên Tuyết Tâm chuyện xưa nặng sách, sau lưng lại có thái thần cường giả loại này chấn giữ, há chẳng phải là đại biểu mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, La Thành cùng huyết ma lão nhân trong lòng căm ghét âm ma thánh điện. Thiên trưởng giáo. Hai người đắng chát mở miệng, muốn nói gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Thiên Tuyết Tâm thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, xây lại liên minh là một, mong hai vị tốn nhiều tim. Mắt gặp Thiên Tuyết Tâm không chứa sát ý, La Thành cùng huyết ma lão nhân lúc này mới yên lòng. Thật ra thì lúc trước Thái Thần Sơn một nhóm, Thái Thần đối với Thiên Tuyết Tâm hỏi một chút. Cũng đã là kết luận nàng sẽ không đem thù riêng lạm dụng. Diệp thần, ta có là một muốn nhờ. Thái thần ánh mắt chuyển hướng Diệp thần, phun ra làm đám người mở rộng tầm mắt một câu nói, đường đường cái loại này thời đại viễn cổ đại năng, còn có việc muốn nhờ. Thái thần một lời ra, lại là không người dám can đảm lớn tiếng thở dốc, tên này muốn làm cái gì. Cái này Diệp thần rốt cuộc thân phận gì, đúng là làm được cái này nhóm cường giả như vậy muốn nhờ. Chẳng lẽ người này có cái gì phía sau đài? Thảo nào âm ma thánh điện nhiều lần bị nhục, lúc đầu Diệp thần sau lưng lại có cái này nhóm cường giả chấn giữ. Người này phải giao hảo. Một cái chớp mắt tới giữa, tại chỗ tất cả người đối Diệp thần cái nhìn có biến hóa long trời lở đất. Lúc trước cho dù là hắn thanh danh vang lên, cũng bất quá là một quá chân cảnh tiểu tử mà thôi, khó khăn bước lên nơi thanh nhã, hôm nay có thái thần cái này nhóm cường giả chỗ dựa. Hết thảy liền đổi được tế nhị đứng lên. Huyết ma tông cùng Tu La tông các người nhìn về Diệp thần con mắt, đều có liền mấy phần nóng bỏng vẻ. Vãn bối không dám làm, tiền bối cứ mở miệng chính là, tùy ý sai khiến. Diệp thần vội vàng cung kính nói. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Đây là Diệp thần xưa nay làm việc phong cách, huống chi, thái thần đối với Diệp thần chỉ điểm không thiếu, vậy sánh vai thần linh hồn lực. Cũng là được thua thiệt tại Ngân Hà Luân hồi trận lịch luyện. Lại càng không sách liên minh chuyện, hắn nguyện ý ra mặt điều đình. Về tình về lý, Diệp thần cũng không có lý do cự tuyệt. Người có thể nguyện làm đệ tử ta.
Thái thần một lời, đám người ngay tức thì hóa đá. Thu học trò. Cái này cùng cơ hội tốt, nếu là có thái thần cường giả loại này chỉ điểm, ngày khác du ngoạn thiên quân là tất nhiên, này cùng cơ duyên, liền Thiên Tuyết Tâm đều là không nhịn được ánh mắt đổi được nhiệt lạc. Thiên Phong các đám người lại là trợn mắt hốc mồm. Tiền bối ý tốt, vãn bối tâm lĩnh. Diệp Thần khom người mở miệng nói. Cái gì? Diệp Thần lựa chọn cự tuyệt. Thằng nhóc này, thật là không biết điều. Liền liền gần đây trầm ổn Ôn Thanh Sơn đều là không nhịn được nghĩ muốn tức miệng mắng to, một bên Thiên Tuyết Tâm cũng là ném tới ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Thái Thần biết rõ trong đó ý muốn vì sao là, cũng không làm tiếp khuyên can, chợt cười lên tiếng, đã như vậy, lão phu liền nói rõ. Ta đã xuất thế, nơi đây nhân quả coi là dính mấy phần, đại thế sau tới, ta truyền thừa không thể đoạn. Linh cực vô cực tuy thiên tư thông minh, nhưng thuở nhỏ đi theo tại ta, bất tiện ra đời ngươi ngu ta gạt. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù không biết Thái Thần vì sao làm như vậy, nhưng hiển nhiên, cái này cấp cường giả khác ánh mắt, tuyệt không tức thì. Nếu tiền bối nói rõ, chắc hẳn trong lòng sớm đã có thiên tuyển người, liền không cầm vãn bối nói giỡn. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, gãi đầu một cái cười một tiếng, nhẹ giọng đáp lại. Không sai, người này ngươi vậy quen biết. Thái Thần cũng là khó khăn được lộ ra một nụ cười. Âu, Diệp Thần nghi ngờ, chẳng lẽ còn thật là mình quen biết đã lâu. Chu Uyên, Thái Thần lúc này mở miệng nói. Diệp Thần văn được hai chữ, tâm thần chấn động mạnh một cái, đầu óc bên trong một màn trí nhớ mảnh vỡ lần nữa gây dựng lại. Công tử, võ đạo cuối là vì sao? Công tử, có thể hay không cùng ta cắt nữa tha? Năm đó võ si Chu Uyên, cùng Diệp Thần quen biết, vì truy tìm cực hạn võ đạo, thậm chí không tiếc đi theo Diệp Thần phía sau cái mông, một hơi một cái công tử kêu, chỉ là giải thích nghi hoặc. Đáng tiếc Chu Uyên còn ở trong thập kiếp thần ma tháp. Hôm nay Diệp Thần thực lực, hẳn đủ để cứu ra Chu Uyên và Bạch Liên. Năm xưa người nọ lợi dụng thập kiếp thần ma tháp đè người, chính là người này chúng mục tiêu có này một kiếp, hôm nay trải qua cướp sóng, quay về đếm đã tới, người tu vi tuy cùng vị kia có kém, nhưng lấy người có thể, phá thập kiếp thần ma tháp có hy vọng. Đem Chu Uyên mang đến gặp ta, coi là lão phu thừa ngươi một tình. Thái Thần trịnh trọng mở miệng nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói ta coi Chu Uyên là tay chân, phá thập kiếp thần ma tháp đương kim Diệp Thần bổn phận, tiền bối nói quá lời. Chu Uyên nếu như biết được tiền bối cố ý thu hắn làm đồ đệ, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, vãn bối ổn thỏa không chịu nơi nhờ, mang Chu Uyên tới. Diệp Thần trịnh trọng nói. Như vậy, chính là làm phiền. Thái Thần nhẹ khẽ gật đầu đáp lại, chợt hướng về phía Thiên Phong các ở chỗ này ngàn vạn tu giả trầm giọng nói, thế sự không âm, ta không muốn xuống trần. Nhưng đại thế tiệm khởi, ít ngày nữa, Thái Thần Sơn cửa rộng mở, năm đỉnh bên trong, người có duyên có thể được gặp ta chân thân. Nói xong, thân hình chớp mắt, chậm rãi tiêu tán. Màu tím trường sam dung vào hư không, Mão Vương miệng tách ra ra một vạch kim quang, lại cũng không gặp. Cái gì, cái này cùng kinh khủng cường giả, hôm nay tới đây chỉ là phân thân. Nguyên lấy là trao đổi thiên địa quy luật lực liền đủ rồi ngao du vực ngoại. Nhưng đang nắm giữ liền thiên địa ý chí cái loại này cấp bậc thiên quân cường giả trước mặt, chúng ta là không chịu được như vậy, thậm chí liền hắn phân thân, đều là như vậy khủng bố. Diệp huynh đệ, lúc trước có nhiều hiểu lầm, ta Huyết Ma Tông nguyện ý hết sức tương trợ, giúp Chu Uyên tiểu huynh đệ thoát khốn. Thời gian đầu tiên, Huyết Ma Tông Huyết Ma lão nhân dâng lên nụ cười xu nịnh, nét mặt già nua trên rất miễn cưỡng gạt bỏ một đóa khó coi hoa cúc. Tu La Tông La Thành hướng về phía Diệp Thần liền ôm quyền, cũng là đối với lần này biểu đạt có lòng tốt, mặc dù không thiện lời nói, cũng là biết được Diệp Thần là không thể đắc tội người. Diệp Tiểu Hữu, ta cùng ngươi mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hôm nay hành động này, Thiên Phong các cảm ơn ngươi làm hết thảy. Ôn Thanh Sơn hướng về phía Diệp Thần cúi người chào thật sâu. Ngày khác nếu là có cần, ta Thiên Phong các trên dưới, núi đao biển lửa, tùy ý sai khiến. Cụ già đại biểu Thiên Phong các, cho Diệp Thần một cái lớn nhất cam kết. Diệp Thần, nha không, Diệp huynh đệ, cái đó. Thần Vũ Điện lão ra nửa phó thân thể không lành lặn nhảy nhót đến Diệp Thần trước mắt, thật là hèn mọn. Tôn lão trước đây tại ta đã nói qua, lúc trước thành Thiên Phong sự việc, vậy may mà tình báo của ngươi. Trước đây Tôn lão thật ra thì cùng Thần Vũ Điện vị kia câu thông qua,
đây cũng là người này đối âm ma thánh tổ giấu giếm một phần chia chuyện nguyên do. Dĩ nhiên, hắn là vì lợi ích của mình, nhưng về tình về lý, Diệp Thần cũng biết bất quá là một cái con rối mà thôi. Diệp Thần trong tây thần chữ làm lộn, lau một cái lưu quang đốt lão ra còn thừa lại nửa phó thân thể không lành lặn. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Giữa trường khép mở, một cổ lực lượng vô danh điều động thần chữ làm năng lượng, hồng mông hơi thở lưu chuyển, là lão ra lần nữa núp một bộ thân thể. Bất quá hắn tu vi nhưng là rớt xuống rất nhiều. Cái này hồng mông hơi thở ngưng núp thân xác, người khỏe sinh thích ứng, tu vi mặc dù rơi xuống, nhưng sau này có thể gần hơn một bước. Người tự do. Diệp Thần mở miệng nói, lúc trước thần võ tù mất bên trong tháp, hắn cố ý giữ lại lão ra một mạng, mới đổi lấy thành thiên phong thú triều người thứ nhất tin tức, hôm nay được cái mình muốn, cũng nên chia tay liền. Diệp Thần, để cho ta đi theo bên người ngươi đi. Thần vũ điện lão ra mở miệng nói, ta thừa nhận ngươi thiên phú khủng bố, lại có thái thần chỉ điểm, tương lai nhất định là bước lên thái thượng thế giới và vũ hoàng cổ đế sánh vai. Hôm nay liên minh xây lại, cần đại lượng sức người vật lực, âm ma thánh điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bên người ngươi cần một cái hộ đạo giả, ta tánh mạng ở tay ngươi, ta bất quá thích hợp nhất. Lập tức dậy, ta liền giải tán thần vũ điện, thối lui ra liên minh, cùng ngươi cùng đi thập kiếp thần ma tháp. Thần vũ điện lão ra vì đi theo Diệp Thần, cũng là không đếm xỉa đến, cam nguyện bỏ qua thần vũ điện ở liên minh một chỗ ngồi. Ngươi là sợ âm ma lão ra tìm ngươi phiền toái chứ? Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt, dửng dưng mở miệng nói. Thần vũ điện lão ra sắc mặt xoẹt một đỏ. Tựa hồ bị Diệp Thần nói trúng chỗ hiểm, ấp úng mở miệng nói, vậy không hoàn toàn là. Một bên Diệp Thần nhưng là khoát tay một cái, suy tính chốc lát, nói, ba ngày sau lên đường, đến lúc đó ngươi đến tìm ta. Nói xong chính là cũng không quay đầu lại, thẳng rời đi. Chào từ biệt liền thiên phong các, thiên tuyết tâm con mắt vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đáp ứng cái tên kia. Thiên tuyết tâm liếc mắt nhìn Diệp Thần, người trẻ tuổi trước mặt này, gần đây không thích dựa theo lẽ thường ra bài. Tôn lão và nhâm tiền bối cũng không khả năng thời thời khắc khắc ở ta cỡ đó, trước mắt liên minh trật tự đối mặt gây dựng lại, người phải lưu lại chủ trì đại cuộc, âm ma thánh điện vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch tối ta sáng, cái này cũng bất quá là muốn bảo vệ tánh mạng thôi. Hơn nữa hắn thực lực, đối với ta hữu dụng. Diệp Thần mở miệng đáp lại, đem hắn mang đi, người bên này cũng không cần cố kỵ thần vũ điện. Audio điện tử võ tấn bền. Thiên tuyết tâm nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu không nhiều lời nữa, Diệp Thần có chính hắn cân nhắc, hơn nữa lần này liên minh xây lại, cần đại lượng tinh lực đưa vào, dẫu sao âm ma thánh điện vạn năm tới từng bước xâm chiếm, cũng không phải là tốt như vậy tan rã. Ít đi thần vũ điện từ trong cản trở, đối nàng mà nói, cũng là một lớn chuyện may mắn. Thái thần sơn cửa mở toang ra, vô số tu giả nghe nói thiên phong các sự tình phát sinh, gần đây tới đều là rối rít đi gặp. Nhưng không một không phải sát vũ mà về. Thiên tuyết tâm quay lại nói cái khác, nói, ngươi Diệp Thần đại danh, nhưng mà hoàn toàn ở thiên cung chi địa truyền khắp. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn, bối cảnh của ngươi nội tình không đơn giản, liền thái thần cũng thì nguyện ý thừa ngươi tình. Diệp Thần đối với lần này ngược lại là dửng dưng một tiếng, nói, những thứ này hài hước, không muốn cũng được. Đứng càng cao, ném càng ác, ta đây là tình nguyện mình không biết tên một ít. Cái này phủng sát thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Nói không chừng đều là âm ma thánh điện trong bóng tối dở trò quỷ. Thiên tuyết tâm tiếp tục hỏi, thập kiếp thần ma tháp một nhóm, nhất định phải chú ý. Diệp Thần gật đầu một cái, ta vậy thì lên đường. Ngươi không phải nói ba ngày sau, thiên tuyết tâm mở to mắt mâu hỏi. Chậm thì xanh biến, ta nói ba ngày, cũng bất quá là một cờ hiệu thôi, trước mắt ta ở thiên cung chi địa sự tích truyền sôi sùng sục. Hiện tại biến mất yên lặng một đoạn thời gian, bất quá thích hợp nhất. Táng thiên biển, thần uyên. Một đạo tựa như áp đảo thiên địa nam tử bóng người xuất hiện ở lối vào. Thần uyên chủ tự nhiên thời gian đầu tiên cảm giác được cái gì, đi tới lối vào, nhưng thấy đâm đầu đi tới Diệp Thần và thần vũ điện cụ già. Thần uyên chủ con ngươi hơi co giúp một cái, rồi sau đó chắp tay nói, thật lâu không gặp. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không quá nhiều hàn huyên. Mà là thẳng hướng một phương hướng đi. Nhưng là lúc đầu thập kiếp thần ma tháp vị trí, lại biến mất.
có thể Diệp Thần chân chân thiết thiết cảm nhận được Bạch Liên và Chu Huyên đang ở phụ cận. Hắn tiếp tục hơi cảm thụ, phát hiện Bạch Liên và Chu Huyên sinh mệnh lực ở hắn phun trào, thở ra một cái thở dài. Thập kiếp thần ma tháp đoạn thời gian này tới một mực đang biến hóa, tựa như cảm giác được sự tồn tại của ngươi, trên đó cổ xưa phù văn phun trào, trước mắt cảnh tượng biến đổi, ngươi chỉ cần đi về trước nữa một bước, liền có thể đi vào thập kiếp thần ma tháp biến thành thế giới. Thần Uyên chủ đột nhiên giải thích. Diệp Thần con ngươi híp lại, bước ra một bước, chung quanh cảnh tượng ngay tức thì biến hóa. Tựa như không có ở đây Thần Uyên, mà là ở một phiến cánh đồng hoang vu. Trên cánh đồng hoang vu, tràn đầy mong vô tận bạch sa, thỉnh thoảng mấy cây khô đà thân cắm rễ nơi này, trên đó đều là phân bố phong ngân. Cái này ảo cảnh không đơn giản, liền gió đều là như vậy bạo ngược. Mà trong miệng ngươi tòa kia tháp đúng là ẩn núp, có thể là sợ ngươi. Thần Vũ Điện lão gia đi theo Diệp Thần cùng nhau, nhích tới gần cái này thập kiếp thần ma tháp vùng lân cận. Chỉ là trong lời nói hành gian, hai người vạt áo một góc. Chính là bị cái này bạo ngược gió lớn mổ ra tới. Cái này thập kiếp thần ma tháp, rốt cuộc ở địa phương nào? Nơi này một phiến hoang vu, chúng ta cho dù là cứu người, cũng không có phương hướng à. Thần Vũ Điện lão ra cảnh giới cảm giác mở hết, không lâu lắm cũng là lắc đầu một cái, ở hắn bao trùm dưới, trong xung quanh trăm dặm, đều là không có chút nào dị thường. Nhìn về Diệp Thần con mắt, thậm chí cũng đang hoài nghi hắn mang lầm đường. Dù là hóa thành cho, ta cũng nhớ nơi này phát sinh hết thảy. Mặc dù ảo cảnh che giấu, nhưng Diệp Thần cảm giác sẽ không ra sai. Chúng ta có lẽ, đã chỗ thân ở thập kiếp thần ma tháp bên trong. Là ở bên kia sao? Hắn con mắt, không khỏi được nhìn về chân trời hướng đông nam vị, tỏ ý lão gia đuổi theo, mình nhịp bước dẫn đầu hoa dậy. Ta trời, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiên cung chi địa chưa từng nghe. Có cái này cùng kỳ diệu chi địa, đi theo Diệp Thần nhịp bước một đường tới, dẫn nhập mi mắt, là một tòa thẳng đến vân tiêu cao lớn miếu thờ, phong cách cổ xưa hơi thở lượn lờ, nhưng lại cho người một loại suy bại cảm giác. Xem ra những năm này, vậy thập kiếp thần ma tháp vị kia thực lực vậy mạnh hơn. Lại có thể xây dựng như vậy ý cảnh, Diệp Thần như là mà không phải là nhìn về trước mặt miếu thờ, sâu cửa vững vàng đóng chặt, trên đó đồng dỉ xét bác, năm tháng dấu vết rõ ràng. Ở hắn bên, cây già cổ đằng vần quanh hắn ngàn trượng cửa, không gặp căn nguyên, điều điều cổ đằng đem miếu thờ tầng tầng bọc, ước chừng lưu một chút đường danh loáng thoáng nhận. Nơi đây có quỷ gì? Thần Vũ Điện lão ra thời gian đầu tiên nhắc nhở Diệp Thần, ở cánh đồng hoang vu này bên trong triều đình chỗ sâu, hắn cảm nhận được liền một chút bất an. Phải biết, lão này hôm nay trạng thái cho dù không bằng thiên tuyết tâm tôn lão các loại, nhưng như cũ cũng là một khối cường giả, xem ra bọn họ tìm đúng chỗ. Lúc trước cái này thập kiếp thần ma tháp tình cảnh, chính là như vậy. Diệp Thần nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, khi đó ta, thực lực nhỏ, nó vẫn là tháp hình dáng, hiện tại ngược lại có chút mờ mịt, xem ra mạnh lớn không ít, không biết và Chu Huyên có không có quan hệ. Bỏ mặc, đi vào trước xem nói sau, có miếu thì có hòa thượng, hỏi một chút nói sau. Lão gia không cùng Diệp Thần phân phó, chính là một cái bước nhanh về phía trước. Hướng về phía trước mặt rễ khô quấn quanh ngàn trượng cự môn hung hăng sao động. Không có nghĩ xem bên trong như vậy thuận lợi, từng tiếng rên quanh quẩn ở hai người bên tai, chợt Diệp Thần chính là cảm thấy trong lòng run lên. Kỳ quái, chút nào không có dấu người dáng vẻ. Lão ra mắt gặp bên trong không người trả lời, ngang nhiên mang trưởng, khí tức kinh khủng lộ ra không bỏ sót, hung hăng vỗ xuống. Oanh! Đi qua Diệp Thần hồng mông hơi thở đúc lại sau đó. Lão gia thân xác hiển lộ ra tơ tia tử khí, trong lòng bàn tay chập chờn trong phút chốc biến dạng trên cửa lớn rễ khô, kết kết thật thật in ở khắc kia trước không biết tên minh văn phong cách cổ xưa trên cửa. Một tiếng vang thật lớn sau này, ngàn trượng cự môn lên tiếng đáp lại ầm ầm nổ tung. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão gia thân hình chớp mắt, dẫn đầu bước vào triều đình bên trong, Diệp Thần theo sát phía sau, ở hai người trước mắt. Đá xanh cấp trải xây vô biên sân đang ở trước mắt, một bước đạp, vô số lá rơi niễn lạc thành bùn. Ở đó trên đại điện, ta cảm nhận được có vật gì ở sao động, xem là muốn phá phong ra. Diệp Thần hướng về phía lão gia nhẹ giọng nói, cường đại tinh thần lực ngưng nhìn phương xa, nhưng là phát hiện một cái bóng đen nhốn nháo, chợt mình cảm giác bị cắn nát. Lão gia dõi mắt nhìn lại, nhưng là không gặp chút nào dị thường,
ở hắn xem có thể đạt được cuối, đèn đuốc sáng rực, hương khói lượn lờ. Ta cũng không phát hiện không ổn, cứng rắn nói là tới, bất quá chỉ là Phật khí tràn ngập, nhưng không gặp người hành động thôi. Đối với Diệp Thần, lão gia mặc dù nặng coi, nhưng lại không để ở trong lòng, dẫu sao một cái quá chân cảnh tiểu tử, cảm giác có thể mạnh hơn mình. Ôm trong ngực độc thuộc về mình kiêu ngạo, lão gia dẫn đầu dậm chân, hướng cách đó không xa đại điện đi. Chờ một tí. Diệp Thần vội vàng gọi, mặc dù có lòng bất an, nhưng một chớp mắt kia rồi biến mất cảm giác, vậy làm chính hắn đoán được phát hiện sai lệch, vội vàng đuổi theo lão gia nhịp bước. Từng bước một bước ra, lá rơi dưới chân phiến phiến thành bùn, từng cái dấu chân kéo dài hướng đại điện chỗ sâu, đột nhiên sau lưng dấu chân chợt nổi lên đạo đạo vàng rực, lúc trước thưa thất phiến phiến lá khô tiêu tán, một giọng già nua vang vọng ở lão gia bên tai. Phật môn thánh địa, không kinh triệu hoán, không được bước vào. Thần Vũ Điện lão gia nghe vậy, thân hình run lên, ở hắn cảm giác bên trong, nơi đây đoạn là chút nào không có dấu người mới lạ, theo tiếng quay đầu nhìn lại đi, một màn trước mắt hoàn toàn để cho hắn không nói ra lời. Từng ngọn tượng Phật bằng đá, chẳng biết lúc nào, sừng sững ở phía sau mình hai bên, chắp tay hành lễ, trước mắt từ bi vẻ đầy. Lão gia trong lòng ngầm thán, chợt dậm chân đi vòng vèo đi, được tới phụ cận cẩn thận nhìn mong, lúc này mới phát hiện, mỗi tượng Phật ngồi 11 chỉ, có chắp tay chạng hai tay bên trong, cổ tay lúc đó, viên cái đầu người xương trắng chuỗi thành vòng tay mang trang sức. Ha ha ha! Một hồi cười to vang lên, cho không được lão gia làm ra bất luận phản ứng gì, vậy trước mắt từ bi vẻ tượng Phật con mắt chớp mắt, khóe miệng dâng lên lau một cái lạnh lùng nụ cười, một cái Phật ma tay đã gắt gao bấu vào Thần Vũ Điện lão gia nơi cổ, làm hắn nhúc nhích không được. Tiếng xé gió theo sát tới, hắn bên người hai hàng 10 cửu tôn Phật ma tượng đá cũng là phát ra tiếng cười quái dị, đưa ra cánh tay đem Thần Vũ Điện lão gia quanh thân trói buộc. Chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, mình quanh thân linh lực đang nhanh chóng trôi qua, giờ khắc này, lão gia trợn to tròng mắt. Diệp! Hắn muốn lớn tiếng kêu lên Diệp Thần, giữa cổ họng nhưng chỉ là tóe ra nhỏ không thể ngửi nổi nhẵn nhụi tiếng, mà cách đó không xa Diệp Thần, đối với hắn kêu lên, nhưng là làm như không nghe, thậm chí vậy bước vào đại điện nhịp bước, đều là chưa từng có nửa khắc dừng lại. Ừ! Chỉ là một bước vào cao đường sáng ngời trên đại điện, Diệp Thần chính là cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt. Rõ ràng là hương khói lượn lờ, nhưng là làm hắn như lâm vực sâu vậy, cả người lông tơ ngay tức thì chợt nổi lên. Oanh! Trên đỉnh đầu, một tòa to lớn quan tài đồng xanh hung hăng rớt xuống. Thử lạp lạp! To lớn xích sắt huy động tiếng truyền tới, trên đại điện tám tượng Phật lớn trong miệng ấp úng đồng xanh quấn liên, từ tám cái phương vị níu lại vậy rơi xuống đồng xanh đổ sổ quan, cách một mét chỗ, lại nữa hạ rơi xuống. Trước điện khói dày đặc tràn ngập. Vậy lửa đốt mục đích hương khói ánh sáng, chẳng biết lúc nào đại chán, Diệp Thần chỉ là con ngươi đông lại một cái thời gian, lại là phơi bầy mực đen vẻ, ngay tức thì đại điện lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Tám tượng Phật lớn trừng mắt hoành coi quan tài đồng xanh, ngay tại Diệp Thần kinh ngạc để gặp, một tiếng giòn giã từ bên trong truyền tới. Đinh! Đó là trường kiếm vạch qua quan vách đá giòn vang. Công tử là ngươi sao? Nghe được cái này quen thuộc nhất lại kích động thanh âm. Diệp Thần lâm vào đờ đẫn. Chu Uyên. Chu Uyên chẳng biết tại sao lại bị trấn áp tại cái này trong quan tài đồng xanh. Ban đầu ta và vậy tà hồn tiến hành một bàn võ đạo cờ, cuối cùng ta thất bại, vậy tà hồn một mực mưu toan chấp chưởng ta không ngừng cự tuyệt, cuối cùng ta bị vậy tà hồn trấn áp tại này, cái này vách sắt không biết vì sao vật liệu làm bằng, vô cùng vững chắc. Quan tài đồng xanh bên trong một hồi thanh âm mơ hồ truyền tới, nhưng lần này Diệp Thần nghe rõ ràng, đích xác là Chu Uyên. Đây là một tòa quan tài đồng xanh, ta muốn cùng vậy tám tượng Phật lớn trong miệng đồng xanh quấn liên có liên quan, ta cái này thì phá vỡ, giúp ngươi một tay. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, nơi này có cường đại quy tắc hạn chế, cực kỳ cổ quái. Chu Uyên thanh âm truyền tới. Nhưng Diệp Thần mơ hồ cảm giác, cái này Chu Uyên có chút không giống. Diệp Thần bốn phía nhìn vòng quanh, muốn vận dụng thiên kiếm. Nhưng phát hiện mình và thiên kiếm câu thông lại ngăn cách. Chắc hẳn trong thập kiếp thần ma tháp quy tắc ngăn cách mình và thiên kiếm tới giữa liên lạc. Cũng may Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm còn có phản ứng. Một giây kế tiếp, Uyên Thiên Hồng Mông Kiếm lên tiếng đáp lại ra, một tiếng kiếm minh, rung động hoàn vũ, trên đại điện, Phật môn pháp khí một hồi ông minh. Mặc dù kinh ngạc,
nhưng dưới mắt giải cứu Chu Huyên muốn chặt, cho không được ngẫm nghĩ, chính là tụ lực một kiếm vung ra. Một kiếm này, vĩnh hằng. Diệp Thần cũng không sử dụng chỉ thủy một kiếm và đại thiên trọng lâu trưởng, bởi vì cái này cũng có thể làm bị thương Chu Huyên. Mà lúc này, vĩnh hằng kiếm đạo hiển nhiên thích hợp nhất. Ngay lập tức tới giữa, hư không chập chờn, màu tím kiếm mang văng lên, tám sợi đồng xanh quấn liên lên tiếng đáp lại mà vết nứt. Oanh! Mất đi thác lực, quan tài đồng xanh trùng trùng rơi xuống đất. Ở trên đại điện, đập ra một cổ vô hình đường vân, màu đen dị mang chớp mắt rồi biến mất. Công tử! Công tử! Nghe được bên trong truyền tới một chút kêu rên, Diệp Thần nói tiếp, ta cái này thì phá vỡ quan tài đồng xanh, cứu ngươi đi ra. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, hung hăng một chưởng đánh vào nắp quan tài bên trên. Một tiếng rên, Dâu Ria không nhúc nhích. Cố nhiên Diệp Thần không có dùng cực mạnh võ đạo, nhưng một chưởng này uy lực, trăm già cảnh trung hậu kỳ đều có thể tổn thương nặng. Tiếp liền ba chưởng, chỉ tiếc Diệp Thần lực lượng, không cách nào dung chuyển hắn phân nửa. Cổ quái! Công tử, quan bên trong truyền đến Chu Huyên thanh âm. Diệp Thần con ngươi híp lại. Chẳng lẽ nơi này thiên địa ý chí có thể yếu bớt mình lực lượng? Ngươi chờ một tí, ta đi tìm người trợ giúp. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, bên ngoài còn có một thần vũ điện thái thượng trưởng lão, mặc dù hắn hôm nay thực lực giảm bớt nhiều, nhưng cảnh giới hơn mình xa, có hắn ở đây, nhất định có thể giúp Chu Huyên thoát khốn. Công tử, ngươi chờ một tí, ta thật giống như tìm được biện pháp. Quan bên trong thanh âm vội vàng truyền tới, vội vàng gọi lại Diệp Thần. Biện pháp gì, theo bản năng Diệp Thần quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp đại điện da xanh trên thềm đá, thần vũ điện lão gia đưa lưng về phía hắn, không nói một lời. Lão gia, Diệp Thần lên tiếng la lên, vậy cách đó không xa bóng người nhưng là làm như không nghe, liền thân đều không chuyển. Diệp Thần ý thức được cái gì, chợt xoay người hướng đại điện đi ra ngoài. Công tử, không cần đi. Chu Huyên thanh âm truyền tới, nhưng là lại bị lực lượng nào đó che giấu. Diệp Thần lần nữa quay đầu lại nhìn một mắt quan tài đồng xanh, tiếp tục hướng thần vũ điện lão ra đi tới. Ngươi tên này làm cái gì? Nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào thần vũ điện lão ra đầu vai, Diệp Thần cũng là liếc thấy một màn này, không kịp né tránh, hắn cũng là trong phút chốc, bị Phật ma tượng đá đưa ra cánh tay vững vàng khóa lại quanh thân. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một giây kế tiếp hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân, hư linh thần mạch và hư bia lực lượng phun trào. Chung quanh không gian mơ hồ vết rách. Không gian chi lực ngay tức thì ở Diệp Thần quanh thân tràn ngập, từng đạo gió bão chảy loạn lực đem Phật ma tượng đá cánh tay cắt đứt, Diệp Thần kéo lão ra chính là rút người ra đi. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Kéo kẹt. Một tiếng rên, ngàn trượng cự môn từ từ mở ra. Bên trong từng tên một hòa thượng chạy ra, ước chừng 19 đám người, ở riêng Diệp Thần các người hai bên đứng. Vốn cho là bàn cờ này sẽ rất không thú vị, ngược lại là đưa tới luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đáng tiếc các ngươi đã vào trận. Một bộ cà sa trong người, giữa lông mày Chu Sa tô điểm, một cái hòa thượng trẻ tuổi dậm chân ra. Diệp Thần thấy người này, hơi ngẩn ra. Hòa thượng này lại là cạo đi tóc Chu Huyên. Cơ hồ giống nhau như đúc. Chu Huyên, Diệp Thần nhướng mày một cái, đây rốt cuộc là tình huống gì? Liền liền một bên thần vũ điện lão ra đều là trợn to tròng mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi cái gì. Chúng ta người muốn tìm, là hòa thượng này. Cái gì người muốn tìm? Vậy Chu Huyên trước mắt nghi ngờ, nhìn thần vũ điện lão ra, trước mặt người làm bộ liền muốn mở miệng, lại bị Diệp Thần cản lại. Không việc gì, khi đó biệt ly, lấy vì ngươi bị trấn áp nơi này, hôm nay tu vi tiến nhiều, không kịp chờ đợi tới tìm ngươi. Diệp Thần sững sốt cười một tiếng, giải thích. Không có thuyết minh ý đồ, nhưng Diệp Thần lần này lời nói, cũng thuộc về thực, lão gia thấy vậy, mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm cái gì, vậy là theo chân gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, là chúng ta hiểu lầm. Công tử, ta đã từng muốn theo đuổi võ đạo cuối, mới bị cái này thập kiếp thần ma tháp khó khăn, ở chỗ này tu tập hồi lâu, cũng coi là tu được viên mãn. Chu Huyên lúc này mới lên tiếng giải thích, hai tay còn không quên chắp tay, cười nói. Thần vũ điện lão gia thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng chợt lại khôi phục bình thường, Chu Huyên lúc này mới lên tiếng hỏi nói, đây là bạn ngươi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Chu Huyên, ta lần này tới, không là cái khác,
chính là muốn mang ngươi rời đi. Diệp Thần cười nhìn về Chu Uyên, mở miệng nói. Trước mặt Chu Uyên quỷ dị cười một tiếng, công tử, ta không dự định rời đi. Coi là thật không theo ta cùng rời đi. Diệp Thần truy hỏi nói. Người xuất gia không nói dối, xác thực là không thể. Chu Uyên quả quyết cự tuyệt nói. Cũng được, ta chuyến này tới, bất quá buồn tim, nếu gặp nhau, vậy liền không tiếc, lúc này từ biệt, Chu Uyên. Diệp Thần gật đầu hỏi thăm, nhịp bước chậm rãi lui về phía sau, làm bộ liền muốn rời đi. Trước mặt Chu Uyên cười chúm chím mà đợi, thẳng đến Diệp Thần thân hình đi xa, hắn tài xoay người, chưa từng dòm ngó hắn cho. Thử! Chu Uyên xoay người ngay tức thì, một cái bàn tay gầy guộc từ hắn chỗ ngực xuyên qua ra, trẻ tuổi hòa thượng vẻ mặt ngay tức thì cứng ngắc. Vậy Chu Uyên trước ngực xuyên qua ra bàn tay, chính là Thần Vũ Điện lão gia, hắn ở Diệp Thần bày mưu đặt kế dưới, cố ý để cho hắn buông xuống phòng bị, dò xét tính nhất kích. Đúng như dự đoán, trước mặt Chu Uyên trước người không gặp nửa điểm đỏ tươi, thậm chí một trường kia, đều là bổ vào không khí bên trong. Ngươi dò xét ta. Vậy Chu Uyên chậm rãi quay đầu, giữa lông mày đã sớm không có trước kia ấm áp, thay vào đó là vô tận tức giận. Quả nhiên, hết thảy các thứ này đều là hư ảo, thậm chí trước mắt ngươi, cũng là như vậy. Lúc trước chậm rãi rời đi Diệp Thần, chẳng biết lúc nào, đã cùng Thần Vũ Điện lão gia sóng vai dựng thân tại Chu Uyên cách đó không xa đứng yên. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng tuyệt không phải Chu Uyên. Ngươi nói chuyện cảm giác cũng cùng Chu Uyên hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần chăm chú nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt ảnh, chậm rãi mở miệng nói, lúc trước ở trên đại điện, ta liền kỳ quái, Chu Uyên vì sao sẽ bị khóa ở trong quan tài đồng xanh. Nhưng ngươi vẫn là thành công lừa gạt ta, cho đến ngươi ngăn trở ta cứu lão gia thời điểm, ta tài tin chắc, quan người trong, cũng không phải là chân chính Chu Uyên. Hơn nữa, chân chính Chu Uyên, tuyệt không phải là cái ánh mắt này. Hắn trong ánh mắt trong suốt, là ngươi bắt trước không ra. Diệp Thần cái này mới chậm rãi mở miệng, hướng về phía trước mặt Chu Uyên trầm giọng nói. Ha ha ha! Xem ra, ngươi thật đúng là một người thông minh, so cái thằng nhóc đó mạnh hơn nhiều. Nếu đã bị đoán được, trước mặt Chu Uyên cũng sẽ không che giấu thân phận, cả xa bên trên, một đoàn hắc vụ trào hiện ra, che lồng liền toàn thân. Hừ, ở trước mặt lão phu còn dám đùa bỡn thủ đoạn. Thần Vũ Điện lão ra lắc người một cái tiến lên. Một trưởng ngang nhiên đánh ra, trước mắt bóng đen biến mất không gặp. Chuyện gì xảy ra? Một trưởng kia rõ ràng đánh tới mới là. Thần Vũ Điện lão ra kinh hô thành tiếng, một bên Diệp Thần cái này tài mở miệng giải thích, cái này thập kiếp thần ma tháp bên trong, còn sót lại liền một món cổ thần hồn, Chu Uyên chính là bị hắn lợi dụng chân áp. Cái này tà hồn thân xác đã sớm tiêu tán, bất quá là bằng dựa vào thần ma tháp lực tàn xuyễn mà thôi. Chỉ có hồn lực công kích mới có thể hoàn toàn đem chém chết. Diệp Thần phân tích nói. Nên làm gì bây giờ? Thần Vũ Điện lão ra vậy phạm vào khó khăn, cả người tu vi long trời lở đất, nhưng là cầm cái này thần hồn không có biện pháp chút nào. Ta bây giờ biết, tại sao Thái Thần tiền bối nói ta có thể cứu ra Chu Uyên. Rất hiển nhiên, Thái Thần Sơn một nhóm, Thái Thần Ngân Hà Luân hồi trận, để cho Diệp Thần tinh thần lực và hồn lực đã có thể so với trăm giả cảnh đỉnh cấp. Mà chém cái này tà hồn, yêu cầu chính là cường đại tinh thần lực. Oanh! Trong nháy mắt, hạo hàn hơi thở từ Diệp Thần bên người bạo tán, lão gia chỉ gặp trước mặt lãnh đạm người đàn ông hai tròng mắt đóng chặt, nháy mắt quang cảnh, dưới chân đá xanh cấp, cũng đã rơi đầy tàn lá. Chính là lúc trước phá cửa mà vào lúc cảnh tượng. Mười cửu tôn Phật ma tượng đá lại xuất hiện, hướng về phía Thần Vũ Điện lão gia đồng loạt ra tay. Lần này có phòng bị, lão gia toàn thân chăm chú. Cùng vậy mười cửu tôn Phật ma tượng đá chiến đấu chung một chỗ. Một đạo giết mang vạch qua, một tiếng thét kinh hãi từ bên trong đại điện truyền ra. Làm sao có thể, hồn lực ngưng tụ. Vậy đoàn bóng đen tàn hồn chậm rãi ngưng tụ, ở đó quan tài đồng xanh đỉnh bên trên, một cái cùng Diệp Thần dung mạo vô cùng tương tự người đàn ông đồ đen vểnh lên bên chân mục. Ở hắn trên mặt mũi, một đạo sắc bén chỗ rách chảy ra tí tí hắc hành động. Hiển nhiên chính là lúc trước Diệp Thần nhất kích cho hắn tạo thành tổn thương. Bất quá là quá chân cảnh, tinh thần lực lại kinh khủng như vậy, xem ra ngươi có đại cơ duyên. Người đàn ông đồ đen chăm chú nhìn, đối với Diệp Thần, nhưng là chút nào không sợ. Ngồi xuống quan tài đồng xanh tách ra một chút quỷ dị hắc mang, nam tử đưa lên tay phải,
đầu ngón tay vẽ tròn thẳng điểm ra. Hống! Mười cửu tôn Phật ma tượng đá phát ra một tiếng khàn khàn quát chói tai, công kích thần vũ điện lão gia sát phạt thủ đoạn càng mãnh liệt. Bất quá ngay lập tức tới giữa, lão gia trên mình liền là bị tổn thương, cũng may hắn người không chết vốn là Diệp Thần làm bằng, lúc này mới ngăn cản ở. Một tôn tay cầm cự nhận Phật ma tượng đá lập phách nhi hạ, đem thần vũ điện lão gia chia làm hai, máu nhuộm Phật đường bên trên, mây tía lượn lờ chỗ, lão gia lần nữa vùng vẫy đứng dậy. Xí, Diệp Thần, nhanh chóng nghĩ biện pháp phá cuộc, ta mau không chịu nổi. Vậy còn ở giao chiến thần vũ điện lão gia, cho dù hôm nay còn có trăm giả cảnh bên trong hậu kỳ lực lượng, nhưng đối mặt mười cửu tôn không có cảm tình sát phạt máy móc, cũng là tràn vào lộ vẻ mệt mỏi. Thật không nghĩ tới, người có thể chặt đứt tám sợi đồng xanh quấn liên, nếu như lúc trước, ta có thể thượng sợ hãi 30 phút, hôm nay, cho dù ngươi tinh thần lực ngưng tụ, cũng không cách nào tổn thương ta chút nào. Nam tử một hồi cười quái dị, ngồi xuống quan tài đồng xanh hắc mang cường thịnh phân nửa. Xem ra ngươi chính là vậy chân chính bị trấn áp tại này tà hồn. Diệp Thần giờ phút này ý thức được mình đã gây họa, lúc trước bị tên này lấy Chu Uyên thân phận dẫn dụ, đánh nát quan tài đồng xanh phong ấn. Là lúc đã chậm. Người đàn ông đồ đen một cái bước dài về phía trước, Diệp Thần hồng mông đại tinh không ngay tức thì mở, một quyền toàn lực đánh ra, tinh sắc quyền mang nhưng là thẳng xuyên thấu qua tà hồn thân thể, đập vào đại điện tượng Phật bên trên. Đông. Một hồi vang lớn, đá xanh cấp bên ngoài mười cửu tôn Phật ma tượng đá hành động rõ ràng chậm chạp phân nửa, ngoài điện thần vũ điện lão ra bắt cơ hội. Một cái triển thân hung hăng vặn xuống trong đó một cái tượng đá đầu lâu. Trong nháy mắt, huyết quang trùng tiêu. Những thứ này tượng đá hay sống người. Thần vũ điện lão ra lắc người một cái, tránh ra còn thừa lại Phật ma tượng đá nhất kích. Diệp Thần, người không phải muốn tìm Chu Uyên sao? Nói không chừng mới vừa rồi vặn xuống đầu lâu, chính là hắn đâu. Một hồi hài hước thanh âm vang vọng ở trên đại điện. Người đàn ông đồ đen hai tay thua lập đứng yên tại quan tài đồng xanh đỉnh, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần. Hồng mông đại tinh không dưới trạng thái Diệp Thần, lần nữa đứng dậy một quyền đánh tới, không ra ngoài dự liệu, lần nữa xuyên thấu qua chàng trai thân thể, trùng trùng nện ở dưới chân quan đỉnh bên trên. Một tiếng rên, đồng xanh đồ sộ quan nhưng là dâu ria không nhúc nhích. Xem ra là thật, người quả nhiên có thể câu thông cái này quan tài đồng xanh. Lại là từng tia hắc mang xông ra, nam tử trong mắt khó nén cuồng nhiệt vẻ, đã bao nhiêu năm, lại có người có thể để cho cái này cự bảo thoáng qua một chút chập chờn. Không tốt, hồng mông hơi thở và luân hồi huyết mạch, sẽ dẫn động cái này đồ sộ quan tà khí. Diệp Thần cũng là ý thức được vấn đề, lúc trước tám sợi đồng xanh quấn liên mặc dù bị hắn tùy tiện cắt đứt, nhất định là uyên thiên hồng mông kiếm hơi thở. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần chợt giải trừ hồng mông đại tinh không. Đã như vậy, ta càng không thể thả ngươi rời đi. Nam tử mắt gặp Diệp Thần trần chờ, chợt biến dạng hư không, thẳng hướng Diệp Thần vào tới. Giải trừ hồng mông đại tinh không trạng thái Diệp Thần bàn tay phải làm quyền hung hăng hướng tà hồn đầu của nam tử đánh giết đi. Một lực từ nam tử đầu lâu chỗ xuyên qua ra, đánh vào không khí bên trong. Tên này, chính là thật hư không? Diệp Thần than thầm một tiếng khó dây dưa. Cho dù hắn giờ phút này tinh thần lực và hồn lực chăn tới trăm giả cảnh, thế nhưng ngưng thực sát chiêu, cũng là 10 phần hao tổn thần hồn, lúc trước một kích kia, quả thật đối tà hồn tạo thành tổn thương, nhưng không đủ để có thể chết người. Hôm nay tên này có phòng bị, lại là khó lại càng khó hơn. Người phân tâm, tà hồn u mị thanh âm vang vọng ở Diệp Thần bên tai, cho không được hắn phản ứng, nam tử đã là cướp tới phụ cận, cổ tay phải bấu vào Diệp Thần nơi cổ họng. Chính là hiện tại. Tên này mặc dù có thể đem thân thể hư hóa, nhưng giờ phút này nắm mình thời điểm, chính là cơ hội. Võ đạo luân hồi đồ, vặn cổ. Trong nháy mắt cắt kim loại lực từ Diệp Thần quanh thân nổi lên, đen nhánh dao ánh sáng kể cả quanh người hắn không gian vỡ ra tới, tà hồn cánh tay phải trong phút chốc hóa thành bụi bặm. Đáng chết! Bất ngờ không kịp đề phòng một cái không gian vặn cổ, làm rối loạn tà hồn trận cước, Diệp Thần thấy vậy, chợt kinh khủng biển tinh thần uy áp lần nữa phóng thích. Ở hắn nơi mi tâm, một đạo tinh mang tách ra ra. Thử! Ngay lập tức tới giữa, gần như cực hạn tinh thần lực giết mang lại xuất hiện, thẳng xuyên qua tà hồn ngực. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trên đại điện, tám tượng Phật lớn trong mắt lóe lên một chút thần mang,
ngoài điện cùng thần vũ điện lão gia chém giết còn thừa lại 18 tôn Phật ma tượng đá, cũng là dừng lại công kích. Tà hồn nhìn như trùng trùng đập vào quan tài đồng xanh bên trên, nhưng là không có phát ra nửa điểm mà tiếng vang. Cái này tên giảo hoạt, lại bắt đầu. Diệp thần một kích này, đủ rồi đem trọng thương, cái này hợp lại lên mình toàn bộ tinh thần lực một cái xuyên qua, tên này chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Khắc khắc, Diệp thần, người thật đúng là ta ngôi sao may mắn. Lúc trước vẫn là trọng thương tà hồn, thong thả đứng dậy, lần nữa đứng yên tại quan tài đồng xanh bên trên, hắn hơi thở, như cũ vững vàng như nước thủy triều. Làm sao có thể, tên này lại sống đến giờ. Diệp thần khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, tà hồn nam tử nụ cười tàn nhẫn treo lên, nói ta cũng để cho ngươi nhận thức một tí, cảm giác tử vong. Trên đại điện, dâng lên tí tì hắc vụ, hóa thành từng cái cánh tay, đem Diệp thần xít sao khốn khóa. Theo tròng mắt nhìn lại, là vậy quan tài đồng xanh tản ra ánh sáng màu đen, để cho cái này tà hồn nhặt trở về một cái mạng. Đại điện này, bị tà hồn bố trí trận pháp, có thể hấp thu cái này quan tài đồng xanh lực lượng. Ta lúc trước chặt đứt 8 sợi đồng xanh quấn liên, để cho cái này quan tài đồng xanh lực lượng tiết ra ngoài nghiêm trọng hơn. Trong nháy mắt, Diệp thần nhìn thấu trong đó đầu mối. Đáng ghét, phải nghĩ biện pháp phá trận. Dưới mắt mình, đều là tức nước vỡ bờ, kia còn có cái gì thời gian cho hắn tới điều nghiên cái này tà môn trận pháp, dù là trận tự quyết, ở nơi này độc thành không gian địa phương vậy không thể thực hiện được, chỉ là trong nháy mắt, Diệp thần chính là bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm. Đã như vậy, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem đại trận này lấy man lực hoàn toàn đánh nát. Lực lượng. Vậy đem hắn gắt gao quấn quanh màu đen cánh tay, không ngừng đang hút lấy Diệp thần tinh khí cùng linh lực, hắn bây giờ liền ý thức đều có chút mơ hồ. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu không chết, liền coi là ngươi thông qua khảo nghiệm. Thái thần nói bên tai bạn vang lên, Diệp thần sau cùng ý niệm nghĩ tới vậy phong ấn ở võ đạo luân hồi đồ bên trong trí cường lực. Một cánh tay hung hăng vùng ở thần vũ điện lão gia sau lưng, đem toàn bộ thân xác rút ra tán, lão gia ý thức vậy bắt đầu mơ hồ, mặc dù là người không chết, nhưng không đại biểu thần hồn sẽ không vỡ vụn. Oanh! Thần vũ điện lão gia sau cùng ánh mắt nhìn về Diệp thần, vậy bị hắn ký thác toàn bộ hy vọng phương hướng, cuối cùng hình ảnh định cách trong nháy mắt, Diệp thần sau lưng một cán tàn cờ phóng lên cao, cuốn lên liên thiên sát phạt ý, nháy mắt quang cảnh, cửu tiêu một hồi, lên tiếng đáp lại vỡ nhỏ. Đây là cái đồ gì? Tà hồn ở đó nửa cuốn tàn cờ cuốn lên ngay tức thì, chính là cảm thấy linh hồn chỗ sâu sợ hãi, đó là bổn nguyên áp chế. Phải biết, hắn nhiều năm như vậy bố trí, coi như là thiên quân vậy không nhất định có thể chạy khỏi. Ông! Trên đại điện quan tài đồng xanh phát ra một tiếng ông minh, tựa như ở nhảy cẫng hoan hô, vừa tựa như ở ảm đạm than thở. Màu đen năng lượng lại nữa xông ra, trận pháp lực chậm rãi tiêu tán. Vậy trói buộc được Diệp thần màu đen cánh tay biến mất, hết thảy quá bình tĩnh. Ngoài điện, xanh trên thềm đá còn thừa lại 18 tôn Phật ma tượng đá đứng yên, xem chút dưới, lại là rối rít bắt đầu run sợ đứng lên. Thời khắc này Diệp thần mở mắt ra, xem có thể đạt được chỗ, chỉ có thần vũ điện lão ra vậy cũng không dậy nổi thân hình, cùng với vo ve quan tài đồng xanh. Đường ngang ngõ tắt, tại sao có thể là ngươi? Một tiếng quát to chấn thiên hưởng. Là vậy tà hồn truyền ra sợ hãi tâm trạng, Diệp thần ý thức bắt đầu mơ hồ. Tà hồn tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ tồn tại, chợt nổi điên vậy gầm lên, đã sớm vẫn diệt tồn tại, dám ở diện tiền bổn tọa giả thần giả quỷ. Màu đen dị mang tách thả ra, tự hủy hoại hồn nam tử trong cơ thể phún ra ngoài, ngưng kết thành một chuôi vô phong nhận, cuốn lên hủy diệt quy luật lực, hướng nửa cuốn liên động tàn cờ hung hăng đâm tới. Nhưng thoáng qua, liền thất bại. Làm sao có thể, tàn hồn nam tử sụi lơ trên đất, lẩm bẩm nói. Lúc trước vậy bằng vào quan tài đồng xanh không thể một đời tà hồn đem toàn bộ thủ đoạn chút xuống ra, cuồng bạo màu đen dị đoan chập chờn một sóng điệp một sóng, trên đại điện, 8 tượng Phật lớn xem sừng sững, đá mặt bên trên, từng đạo vết nứt khuếch tán ra. Oanh! Nửa cần đã gãy cờ xí tách ra ra hào quang, tàn tạ tả tơi mấy cái lỗ lớn phân bố mặt cờ bên trên. Lại là nổi lên nhàn nhạt màu sắc rực rỡ rung động, đem tà hồn liên đới quan tài đồng xanh đánh sơ xác ra hắc mang toàn bộ liếm hết sức. Mất đi tà hồn lực lượng chống đỡ, ngoài điện đá xanh cấp bên trên còn thừa lại 18 tôn Phật ma xem đá ra bắt đầu từng cơn quân nứt ra, rụng xuống. Tướng mạo tràn vào lộ vẻ, nữ có nam có.
cầm đầu vậy cao lớn nhất Phật Ma xem hòn đá đổ bê tông ra thịt viên viên rụng, lộ ra thanh tú mặt mũi. À! Một tiếng nặng nề uống tiếng vang lên, trên đại điện, yên tĩnh chỗ, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Thông! Thông! Một đạo lãnh đạm thân hình từng bước một hướng quan tài đồng xanh đi tới, ước chừng là nặng nề bước chân tiếng truyền tới vậy quan tài đồng xanh như là cảm nhận được liền kinh sợ, tản ra một hồi dị động. Diệp! Diệp thần! Ngươi không nên giết ta. Tà hồn giờ phút này đối mặt vậy chậm rãi tới nam tử, hoảng sợ tâm trạng lan tràn ở cả tòa đại điện bên trên, chỉ gặp trước mắt Diệp thần đã sớm không có lúc trước như vậy trong suốt con mắt, cả người tản ra đậm đà màu ánh sáng màu đen, đáy mắt một phiến đen nhánh, thâm thúy đêm đến. Đối mặt tà hồn cầu xin tha thứ tiếng, Diệp thần không có bất kỳ đáp lại, vẫn như cũ là bước chân bình tĩnh bước lên quan tài đồng xanh thả trước tà hồn. Trong tay nửa cần tàn cờ óng ánh chấp động, nhưng cường đại năng lượng nhưng là làm được Diệp thần thân thể nhận chịu cực lớn áp lực. Cánh tay phải cầm cột cờ, trên đó huyết mạch đường vân khoảnh như vậy chợt nổi lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Tà hồn thấy vậy, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, lắc người một cái, trong tay bôi đen mang lóe lên, hướng Diệp thần đi. Ầm! Trong nháy mắt, nắm tàn cờ cánh tay phải nổ nát vụn, xương máu che đi tà hồn tầm mắt. Diệp thần đạn đại bác vậy bóng người bay ra, trùng trùng đập xuống đất, Diệp thần nhưng phảng phất là không cảm giác được bất kỳ cảm giác đau, lần nữa đứng dậy, hướng quan tài đồng xanh tới. Nửa cần tàn cờ rơi xuống đất ngay tức thì, Diệp thần sau lưng, một tôn thần ma hiện ra, sát khí ngút trời, dòm ngó không được mặt mũi. Từng cơn ma ý tản ra, ngừng kết thành một cái thâm thúy cánh tay, ngay tức thì dọc theo mấy trượng có thừa, đem vậy cờ xí vững vàng tiếp ở lòng bàn tay. Thần ma bóng người phù phiếm, nhưng là mở miệng tụng bí pháp nào đó, tà hồn cũng là không rõ ràng, chỉ gặp được Diệp thần cánh tay phải hung hăng nâng lên, bảy màu sáng bóng ngay tức thì tràn ngập ở trên đại điện, tám tượng Phật lớn cũng là mắt sáng nháy mắt, sống lại. Oanh! Đại điện sụp đổ, muôn vàn hương khói ngay tức thì tắt, ngói vụn bụi đất tung lên ngàn trượng sóng lớn, trên bầu trời từng trận tiếng vỡ vụn vang lên, thập kiếp thần ma tháp sáng tạo không gian đổi được vặn loạn. Diệp thần! Thần Vũ Điện lão gia cũng là bị cái này động trời nổ vang nổ tỉnh, nhìn trước mắt muôn vàn ngói vụn bụi bẩm, hắn cảm giác ngay tức thì mở ra. Ở bên kia, thân hình bay vút đi, không lâu lắm, lão gia ở phế tích dưới, nhảy ra khỏi rơi vào trạng thái nào đó Diệp thần. Ho ho! Không biết qua bao lâu, Diệp thần lúc này mới có phản ứng, ho ra miệng đầy bụi đất tiết, vùng vẫy đứng dậy. Hắn trong mắt khôi phục trong sạch. Trong con người cẩn thận hồi tưởng lúc trước phát sinh hết thảy, chỉ là loáng thoáng nhớ ở thời khắc tối hậu, vận dụng võ đạo luân hồi đồ bên trong, phòng ấn kia chí cường nhất kích. Như thế kinh khủng lực sát thương, mới vừa rồi nhất kích, vượt xa thiên quân. Diệp thần chừng đảo mắt nhìn một phen, bốn phía bụi bẫm nâng lên, chỉ có lão gia thân hình đứng, cả tòa đại điện san thành bình địa, tà hồn không thấy bóng dáng. Chu Uyên, đảo mắt nhìn dưới. Xanh trên thềm đá tán rơi xuống đất 18 tôn Phật ma xem đã bầy nhờ khống chế, tất cả đều khôi phục hình người. Diệp thần một mắt chính là nhận ra vậy khổ khổ tìm kiếm bóng người, Chu Uyên. Nhưng không được tự thân thương thế, vội vàng đem Chu Uyên ôm lấy, tìm tòi dưới, lúc này mới phát hiện, Chu Uyên thức hải, lại là một phiến chỗ trống. Thần hồn tiêu tán. Diệp thần trong lòng lộp bộp một tí, thần hồn một khi tiêu tán. Chính là ý nghĩa người trước mắt chỉ có thể là một cái xác biết đi, lại không khả năng trở về. Thần hồn của bọn họ, là mới vừa giật tán tại trong thiên địa, ta cũng không biết mới vừa tài đã xảy ra chuyện gì. Thần Vũ Điện lão gia trầm giọng nói. Ừ, từng luồng thần hồn ngưng kết, hóa thành đạo đạo hắc mang tại ngói vụn dưới bí mật đi, nếu không phải Diệp thần hồn lực mạnh mẽ, còn thật bị cái này tà hồn thừa cơ chui. Hồng mông đại tinh không, thần hồn tụ. Cường đại tinh không phún ra ngoài, cả tòa đại điện bên trên, muôn vàn đá vụn ngói vụn ngay tức thì bị Diệp thần kinh khủng ý niệm vê nhập bụi bẩm, tí ti hắc mang bại lộ tại trước mắt, chính là vậy kéo dài hơi tàn tà hồn. Tại Diệp thần kịch chiến tà hồn đã ở phía trước kinh khủng kia nhất kích dưới, hoàn toàn đánh mất ý thức, giờ phút này hóa thành một đoàn hắc vụ, ước chừng cất giữ duy nhất bản năng cầu sinh, mà vậy 18 tôn Phật ma giống thần hồn, tất cả đều bị cái này tà hồn đoạt đi. Đáng chết. Thần Vũ Điện lão gia cũng là ngay tức thì lên đường, hôm nay chăm giả cảnh tu vi dốc vào một đạo thần niệm trợ lực Diệp thần, đem vậy đoàn hắc vụ hoàn toàn vây khốn. Võ đạo luân hồi đồ, phong.
Cường đại biến dạng lực ngay tức thì sắp tối sương mù quanh thân không gian cắt nứt ra, Diệp Thần sau lưng, một bức tranh sơn thủy cuốn từ từ mở ra, tinh nguyệt cùng chiếu sáng, hải nạp bách xuyên. Lên! Chu Uyên thân xác bị Diệp Thần dắt, võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới tịnh hóa chi lực ngay tức thì sắp tối sương mù làm tan rã, 18 đạo tản ra óng ánh sáng bóng thần hồn lơ lửng. Trở về vị trí cũ. Diệp Thần khổng lồ tinh thần cảm giác ngay tức thì mở ra, chén lớn mồ hôi hột từ giữa trán nhỏ xuống, võ đạo luân hồi đồ phong ấn dẫn dắt giận dữ lực đem chỗ quanh thân không gian cắt nhỏ, từng đạo gió bão chảy loạn cắt kim loại ở Diệp Thần trên thân hình. Áo quần ngay tức thì cùng máu thịt ngưng kết nổ tung mở, chỉ là ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần cả người cũng đã là thêm trăm vết thương. Đạo đạo sâu thấy tới xương. Chu Uyên, cho ta tỉnh. Diệp Thần chợt quát một tiếng, 18 đạo thần hồn cực kỳ yếu ớt không chịu nổi, đã không cách nào tự đi trở về vị trí cũ, đành phải mượn võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực cưỡng ép dẫn dắt vào cơ thể, lại tìm cơ hội dung hợp. Trên hư không, áo xanh thiếu niên tựa hồ nghe được loại nào đó triệu hoán, lông mi mao hơi chớp động, ngón trỏ chỉ nhọn nhẹ nhàng run một cái. Thần Vũ Điện lão gia nhìn trên hư không tâm lực hội tụ Diệp Thần, trong mắt bên trong thoáng qua một chút dùng mình. Trong lòng bàn tay một đạo giết mang ngưng tụ, chỉ cần nhẹ nhàng ném ra, Diệp Thần là được cùng trước mắt Chu Uyên thân tử đạo tiêu. Lão gia, giúp ta giúp một tay. Trên hư không, Diệp Thần hét lớn một tiếng, Thần Vũ Điện lão gia phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, nhiều lần suy nghĩ sau đó chợt trong mắt sát ý tiêu tán. Nháy mắt tức thì, linh lực phun trào, che ở Diệp Thần quanh thân không gian lại nữa sụp đổ. Có Thần Vũ Điện lão gia tương trợ, Diệp Thần áp lực ngay tức thì giảm phân nửa, nhìn từng đạo thần hồn trở về vị trí cũ, Chu Uyên sắc mặt tiệm xu chuyển biến tốt, hắn lúc này mới thu tay lại. Diệp Thần, sau lưng của ngươi. Thần Vũ Điện lão gia giật mình nhìn trước mắt lãnh đạm nam tử, lúc trước võ đạo luân hồi đồ biến dạng lực, đem nam tử che thân áo quần toàn bộ biến dạng, giờ phút này máu thịt kia mơ hồ hậu bối bên trên, một bộ kinh khủng xăm hiện ra. Đó là một cái trận bàn, tựa hồ liên quan trước lục đạo luân hồi. Không chỉ như vậy, còn tăng thêm một cái cổ xưa dấu vết. Nếu như Diệp Thần giờ phút này có thể nhìn gặp, liền sẽ phát hiện, vậy tùy đại điện hóa là bụi bậm hết thảy, không hề bao gồm thần bí quan tài đồng xanh. Đen nhánh thần quan hóa thành một cái tối tăm cổ văn chữ, vững vàng khắc ở Diệp Thần trên lưng, Thần Vũ Điện lão gia chỉ là vội vã liếc một cái, một hồi mãnh liệt hoa mắt chính là truyền tới, ngay tức thì ho ra một ngụm máu tươi, thân hình đổ bay ra. Lão gia, ngươi thế nào? Diệp Thần thấy Thần Vũ Điện lão gia bỗng nhiên như bị tổn thương nặng, nghi ngờ xoay người nhìn lại, Chu Uyên không tỉnh, cái lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng tới đây. Thần Vũ Điện lão gia vội vàng khoát tay chặn lại Diệp Thần tiến lên, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng chết, chẳng lẽ là mới vừa sát ý bị vật này phát hiện. Trong lòng chỉ là ý niệm chớp mắt, lão gia mở miệng trầm giọng nói, ngươi sau lưng là thứ gì? Đồ. Diệp Thần rõ ràng sửng sốt một chút, mình sau lưng. Theo bản năng liếc mắt nhìn lại, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù chỉ là một góc, nhưng vậy phát hiện lục đạo luân hồi bàn đã xuất hiện ở sau lưng, đồng thời còn nhiều một cái chữ viết cổ xưa, đảo qua đến cái đó chữ viết, nhưng hiện ra vậy quan tài đồng xanh tướng mạo. Vật quỷ này làm sao đến trên người mình tới? Lúc trước mất đi đại điện, nhưng duy chỉ có không gặp quan tài đồng xanh, Diệp Thần nguyên lấy là vật này đã bị vậy chí cường nhất kích hủy diệt, hôm nay xem ra, vật này lại dây dưa mình. Ngươi không việc gì khó chịu chứ? Thần Vũ Điện lão gia đứng dậy, trên dưới nhìn Diệp Thần, dè đặt hỏi. Diệp Thần trong đan điền đảo mắt nhìn hồi lâu, vậy hỏi Hoang lão kỳ phút, Hoang lão cũng không biết cụ thể, coi như là hết thảy bình thường, nhưng đầu óc bí ẩn vẫn là vẫy không đi. Ta không có sao, dưới mắt vì sao chỉ có Chu Uyên, không có Bạch Liên. Diệp Thần vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là nghe được một hồi thanh âm quen thuộc. Công tử, cái này thanh âm quen thuộc. Chính là chậm rãi tỉnh lại Chu Uyên. Sắc mặt tái nhợt áo xanh thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, khô đét môi bên trên da thịt đều đã rạn nứt, mặc dù như vậy nhưng là như cũ không có che giấu xây đi chỗ đó thanh tú dung nhan, cùng với vậy theo đuổi võ đạo vô cùng ánh mắt trong suốt. Ừ, ta tự do. Chu Uyên nâng lên mình tay phải chừng nhìn xem, nóng rực ánh nắng xuyên thấu qua huyết mạch đường vân dâng lên một chút đỏ thắm, đầu ngón tay lau một cái bạch sa tuột xuống. Chẳng biết lúc nào, trước mắt thập kiếp thần ma tháp đã sớm tiêu tán,
mà vậy chọc trời quấn quanh Phật môn dễ khô, vậy không biết đi đâu phương nào. Thần Vũ Điện lão ra cùng Diệp Thần dưới chân, chính là lúc trước vậy trước mắt Bạch Sa cánh đồng hoang vu. Một bàn tay đưa tới Chu Uyên trước mắt, chưa tỉnh hồn lại Chu Uyên ngước mắt nhìn lại, tràn đầy kích động nói, công tử. Thật sự là ngươi. Một cái bước dài đứng dậy, vội vàng vỗ vỗ quanh thân bụi đất, hai bàn tay hung hãn nắm Diệp Thần, chừng bốn phía nhìn xem. Thật sự là công tử. Diệp Thần cười trả lời, làm sao, ta không thể xuất hiện ở nơi này. Không không không, ta không phải cái ý này, ta còn lấy là ta cả đời sẽ vây ở chỗ này. Chu Uyên không hổ là võ si, kinh ngạc hơn, không quên nhìn xem Diệp Thần cảnh giới, cái này một hỏi dò dưới, lại là hạo hàn vô tận. Là ngươi phá vỡ thập kiếp thần ma tháp, công tử ngươi hiện tại cũng đạt tới loại cảnh giới này. Một tiếng thét kinh hãi, truyền khắp cả tòa cánh đồng hoang vu. Cùng Chu Uyên cùng tỉnh lại còn thừa lại 17 người, lúc này mới rối rít nhìn về Diệp Thần, trong đó không thiếu một ít tu vi đã đạt quá chân cảnh, lại nhìn thấy Diệp Thần sau lưng Thần Vũ Điện lão ra sau đó, rối rít tiến lên cung kính nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ Diệp công tử, đa tạ tiền bối cứu giúp. Rất hiển nhiên, đám người kia cho là một bên hơn nữa sâu không lường được cụ già cứu bọn họ. Thần Vũ Điện lão ra khịt mũi coi thường, chợt đầu chuyển hướng một bên, những thứ đầu ngổn ngang này, giao cho Diệp Thần liền tốt, còn như hắn, không khai sát giới cũng không tệ. Đưa đi những người còn lại sau đó, Chu Uyên lúc này mới không kịp chờ đợi kéo Diệp Thần. Công tử, cái này biệt ly bao nhiêu? Ngươi liền thập kiếp thần ma tháp cũng có thể phá ra, khẳng định võ đạo đột phá quá mức mãnh. Cùng ta so tài một phen. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, so tài thời gian có chính là, những năm này, người ở đó trong tháp, rốt cuộc trải qua cái gì? Còn nữa, lần này vì sao không gặp Bạch Liên, mới vừa ta rõ ràng cảm giác được Bạch Liên sinh mạng hơi thở. Nhưng tiến vào thập kiếp thần ma tháp sau đó, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Bạch Liên. Diệp Thần không kịp chờ đợi muốn biết hai chuyện, thứ nhất chính là Bạch Liên rơi xuống, thứ hai, sau lưng mình quan tài đồng xanh thủy chung là cái mìn định giờ, vậy chí tà lực lượng, hắn nhưng mà lãnh giáo qua. Công tử, Bạch Liên ở mấy tháng trước, bị vậy tà hồn hư ảnh an bài một cái nhiệm vụ, sau đó rời đi thập kiếp thần ma tháp, cụ thể là nhiệm vụ gì ta không biết, hơn nữa vậy tà hồn còn luyện chế một đạo Bạch Liên hư ảnh phân thân, chỉ sợ xảy ra vấn đề, mới vừa rồi theo tà hồn tổn thương nặng, vậy đạo Bạch Liên phân thân vậy tiêu tán. Ở thập kiếp thần ma tháp trong cuộc sống, nếu là không có Bạch Liên trợ giúp, ta có thể đạo tâm đã sắp treo. Diệp Thần con ngươi híp lại, vậy tà hồn kết quả an bài Bạch Liên đi nơi nào? Hắn mưu toan dùng luân hồi thiên nhãn tra xem, nhưng phát hiện Bạch Liên quanh thân che lấp từng tầng một quỷ dị sương mù dày đặc. Không cách nào xác định Bạch Liên cụ thể rơi xuống. Năm đó ta bị hư ảnh kia thúc giục thập kiếp thần ma tháp nhốt, sau đó ta mới phát hiện, vậy thập kiếp thần ma tháp bản là vật vô chủ. Chẳng biết tại sao, chỉ là khốn khóa một tòa thật to đồng xanh thần quan. Quan tài đồng xanh. Thần Vũ Điện lão ra tròng mắt đông lại một cái, nhìn về Diệp Thần, dẫu sao hắn ở cái gọi là thập kiếp thần ma tháp bên trong, không có gặp qua miệng to quan tài đồng xanh, từ đầu chí cuối, đều không từng đặt chân đại điện. Nhưng Diệp Thần sau lưng thần bí chữ viết, nhưng là nhắc nhở Thần Vũ Điện lão ra cái gì. Diệp Thần không có để ý lão ra ánh mắt, tỏ ý Chu Uyên tiếp tục. Sau đó ta phát hiện, có rất nhiều người ở trước đó, cũng đã bị nhốt, vậy miếu thờ bên trong lão hòa thượng nói cho ta, trấn áp quan tài đồng xanh có đại ác, muốn cho ta hỗ trợ luyện hóa. Diệp Thần trao mày, từ Chu Uyên khẩu thuật tới xem, không có có giá trị gì đầu mối. Ta bị phong ấn bao lâu, ta tu vi cũng rơi xuống, công tử, người hiện tại sẽ tới chỉ điểm một chút ta đi. Vừa nhắc tới so tài, vậy mặt mũi tái nhợt bên trên, ngay tức thì tới hứng thú. Không che giấu được vẻ hưng phấn đầy, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cố nhiên lâu như vậy, Chu Uyên võ si vẫn không có thay đổi. Ngưng, ta lần này cứu ngươi đi ra, chính là cho ngươi tìm một cái rất lợi hại sư phụ, người bị kẹt tháp này, cũng là kiếp số. Hôm nay kiếp số đã hết, người hoang phế đoạn này thời gian, cũng có thể ở lão nhân gia ông ta vậy lần nữa nhặt lên. Diệp Thần cười nói. Đối với cái này năm đó đi theo mình phía sau cái mông vui vẻ mà kêu công tử huynh đệ, mới có thể có may mắn được thái thần thưởng thức, hắn là từ trong thâm tâm mừng rỡ. Hắn không dậy nổi Chu Uyên quá nhiều, dẫu sao hắn võ đạo là luân hồi một đạo, kết hợp huyết mạch mà thành. Mà thái thần,
hiển nhiên là thích hợp nhất sư phụ. Thật lợi hại. Chu Uyên trước mắt sáng lên, truy hỏi nói. Trước mắt, đánh bại ta, ước chừng cần chỉ một cái. Đối với trước mắt võ si, Diệp Thần cũng không có tường thuật, đối cái này đầu óc lớn cái Chu Uyên giải thích thái thần mạnh bao nhiêu, đó mới là có miệng không nói được. Thần bí, như thế lợi hại, Chu Uyên nhất thời hưng phấn, ở hắn trong ấn tượng, võ đạo trần nhà cũng chính là trước mắt Diệp Thần, bị kẹt phong thập kiếp thần ma tháp trước, hắn cũng cho là như vậy. Đi, ta mang ngươi đi gặp vị kia. Nếu thập kiếp thần ma tháp đã hủy, Bạch Liên tạm thời biến mất, nhưng hắn tin tưởng, Bạch Liên cảm giác được tà hồn xảy ra chuyện sau đó, tất nhiên sẽ đến tìm mình. Dưới mắt, vẫn là mang Chu Uyên đi tìm thái thần thì tốt hơn. Hư không chập chờn, Diệp Thần mượn hư bia, tiện tay biến dạng hư không, mang Chu Uyên hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, căn căn trúc xanh úc xanh, thái thần sơn gần đây tới, vô số tân khách phân tới, hỏi thăm tìm thần truyền thuyết, người bình thường nhà đều là kinh ngạc, cái này hương khói lại là năm trước không chỉ gấp mấy lần. Sư tôn, cái này thái thần sơn vậy không việc gì khác thường à? Thái thần quả thật cư ngụ ở nơi này. Trẻ tuổi tu giả hướng về phía trưởng giả mở miệng hỏi nói. Không được vô lễ, chọc giận thái thần. Trưởng giả lập tức phùng mang trợn mắt nói. Lão tiên sinh, tin đồn cái này lên núi mỗi một người, đều là gặp qua thái thần. Chỉ bất quá thân ở trong đó không tự biết thôi. Một đốn củi tiểu phu cõng một bó núi nhỏ vậy lương củi, bước chân bình phạt nói. Mà giờ khắc này thái thần sơn trên. Sư tôn gần đây tới thần bí hề hề, ngay cả chúng ta đều là không hiểu được hắn tung tích. Thúy Lâm chỗ sâu, một tiếng than phiền vang lên. Vô cực, ngươi nên không phải bởi vì sư tôn nói thu học trò, ghen tị chứ. Một bên Linh Cực mở miệng cười nói. Ngươi chọn lựa tới thiên tâm linh củi, cũng đánh cuộc không được ngươi miệng, làm xong việc. Vô cực liếc mắt một cái sân một góc chất đống linh củi, bất mãn nói. Cái này đại thế, liền sư tôn đều không từng nhìn thấu, giống như lúc trước tên kia kêu Diệp Thần tiểu tử vậy, quả thực rất quỷ dị. Linh cực lại là nhớ lại Thúy Lâm trước, vậy một đạo ý niệm sát phạt, đầy trời thần thánh như heo chó vậy bị tàn sát cảnh tượng. Vô cực cảm thụ nhất là sâu sắc, khi đó hắn lại rối loạn thần trí. Suy nghĩ lật bay để gặp, một đạo tử mang vạch qua, hai người vội vàng thu hồi chơi đời thái độ, cung kính thua lập. Sư tôn! Sư tôn! Vô cực cùng Linh cực vừa dứt lời, trước mắt hai người, Mão Vương Miện, tóc bạc mặt hồng hào nam tử chính là vô căn cứ xuất hiện, liền gió đều không từng kinh động phân nửa. Chính là lúc trước thiên phong các vậy xuống thế thần linh, thái thần đế hợi sán. Bẩm báo sư tôn! Gần đây tới Thái Thần Sơn thành phố đông như chảy hội, mặc dù chúng ta nháo bên trong lấy yên tĩnh, nhưng cũng là khó tránh khỏi ngắm nhìn một phen, cũng không tích chữ đời kinh tài. Vô cực hướng về phía trước mắt đế vương dung mạo nam tử nhẹ giọng mở miệng nói. Một bên Linh cực dù chưa từng lời nói, nhưng cái bên trong ánh mắt nghi hoặc như cũ, hắn vậy chân thực nghĩ không rõ lắm, rốt cuộc hạng kinh thế tài, có thể để cho thất lạc thời không chí cường coi như chân bảo. Giữa lông mày thần huy lưu chuyển, trong mắt ngân hà liếm hết sức, thái thần khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, tỉ mỉ tính ra, cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi có thể đem nắm chặt, người này tương lai là muốn thành vì các ngươi sư đệ, không tránh được thân cận tiếp xúc mới được. Cùng lúc đó, hư không chập chờn, Diệp Thần mang Chu Uyên đã đi tới Thái Thần Sơn. Công tử, đây là địa phương nào? Chu Uyên nhìn vòng quanh dưới, năm đỉnh bao bọc, khắp nơi là sán màu vàng kim thổ nhưỡng, cây cối không có nghĩ xem bên trong lá lập, dõi mắt nhìn lại, một phiến kim quang. Này sau này sẽ là ngươi chỗ tu luyện. Chu Uyên, ngươi thiên phú võ đạo ở một ít địa phương vượt qua ta, chờ ta du ngoạn thái thượng thế giới, trực diện vũ hoàng cổ đế, có lẽ còn cần ngươi giúp một tay. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, Chu Uyên thiên phú võ đạo là hết sức hắn kinh khủng. Nếu không cũng sẽ không bị nhiều người như vậy khẳng định. Nếu như trở thành thái thần học trò, nếu thời gian dài, tất nhiên vượt qua thái thần, thậm chí thành vì mình một đạo mạnh mẽ lá bài tẩy. Chu Uyên thiên phú võ đạo kinh người, còn có một chút, chính là và mình quấn cố định, khí vận tất nhiên vậy khủng bố. Cái loại này tồn tại, chỉ cần không chết hiểu, lại phối hợp một cái lương sư, cơ hồ vô địch. Chu Uyên tròng mắt trong suốt, nhìn Diệp Thần một mắt, ánh mắt kiên quyết, công tử, ai như động ngươi, ta liền giết ai,
bỏ mặc đối phương là Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn là ai, cho dù là Hồng Quân Lão Tổ, hắn như muốn giết ngươi, vậy phải từ ta Chu Huyên trên thi thể bước qua. Diệp Thần hơi ngẩn ra, có chút cảm động, hắn nhìn Chu Huyên ánh mắt, biết đây không phải là trò đùa. Chu Huyên là võ si không sai, nhưng là hắn tim so người bất kỳ cũng kiên quyết. Ta cũng không cho phép ngươi chết, ngươi quên ta nhưng mà luân hồi chi chủ, ai có thể ngăn ở ta trước mặt. Bàn cờ này, người gia công tử tất nhiên có thể thắng đạo đến cuối cùng, tốt lắm, đã đến Thái Thần Sơn địa giới, còn muốn mang ngươi đi bái sư, đợi hồi nhớ quy củ điểm. Diệp Thần dặn dò. Được, công tử, Chu Huyên trà sát lòng bàn tay, ngượng ngùng gãi đầu cười một tiếng, gọi là Thái Thần đúng không? Theo ở sau lưng Thần Vũ Điện lão gia nhìn trước mắt cái này rõ ràng đầu óc có chút vấn đề người, bĩu môi, Thái Thần làm sao sẽ vừa ý như vậy tiểu tử ngốc? Ha ha ha, sư tôn, đây có cái tiểu tử ngốc, nói phải đi gặp Thái Thần. Rất hiển nhiên, Chu Huyên thanh âm cũng không coi là nhỏ, đưa tới một bên hoa mặc áo gấm thiếu niên châm chọc. Ngươi như vậy ăn mày hình dáng, cũng muốn bái Thái Thần vi sư. Thiếu niên trong mắt vẻ trào phúng hiện ra hết, một đường phong trần tới, Chu Huyên áo xanh đã sớm hiện lên trắng, tóc chỉa chỉa xốc xếch, nhẹ nhàng một chụp, đều là có thể phủi xuống nửa tấc bụi bặm. Cánh rừng lớn, con chim gì đều có. Hoa mặc áo gấm thiếu niên bên cạnh ông già khinh thường một tiếng hừ lạnh, chỉ là dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần các người. Ừ, trăm già cảnh hậu kỳ. Diệp Thần ngay tức thì chính là cảm ứng được lão giả kia tu vi, xem ra những này qua tới nay, Thái Thần Sơn cũng không quá bình tĩnh. Ngươi là muốn cùng ta so tài sao? Chu Huyên đối với Diệp Thần đó là một mực cung kính, đều là một tấc tấc da thịt sống sờ sờ trùy luyện được. Hắn tuyệt không cho phép người bất kỳ làm nhục công tử. Ừ, ngươi cái này ăn mày dám như vậy đưa mắt nhìn tại ta. Rất hiển nhiên, thiếu niên đối với Chu Huyên ánh mắt cùng với giọng, khá là khó chịu. Quá chân cảnh hậu kỳ hơi thở ngay tức thì phun trào, thiếu niên sau lưng cụ già hài lòng cười một tiếng. Cái này cùng tuổi quá thật hậu kỳ, cũng coi là không tầm thường. Diệp Thần âm thầm gật đầu một cái, vừa vặn có thể kiểm tra một tí, trước mắt Chu Huyên có thể tới trình độ nào. Tới đi. Chu Huyên mắt gặp thiếu niên khí thế bung ra, đã làm xong ứng đối, một cái bước dài xông lên trước chính là hướng thiếu niên đánh chết đi. Nháy mắt tức thì, thiên địa quy luật mơ hồ chấn động. Chu Huyên mặc dù không có vận dụng quá nhiều linh lực, nhưng võ đạo cường đại đến tầng thứ nhất định là có thể ra tay liền dẫn động quy luật. Quyền thế uy mãnh, quyền kính cương liệt, nhưng mới vừa bên trong lại mang mềm, hơn nữa vô cùng cái cổ ý, thiên biến vạn hóa. Có thể gặp, Chu Huyên đã đem vô số cao cấp quyền pháp tu luyện đến thông hiểu đạo lý bước. Hai đạo thân ảnh mỗi người lui về phía sau mấy bước đứng yên. Hoa áo lót thiếu niên sau lưng cụ già trợn to con ngươi. Tu vi không bằng quá thật cảnh giới Chu Huyên, lại lấy một quyền lực ngạnh hám quá chân cảnh thiếu niên. Một trường tới giữa, cao thấp lập gặp. Diệp Thần con ngươi híp lại, xem ra ở thập kiếp thần ma tháp bên trong, Chu Huyên vậy không phóng khí tu luyện, thực lực tăng trưởng không thiếu. Đáng ghét, cái thằng nhóc này rõ ràng liền linh lực đều không từng đổi thành, linh lực lại không cách nào tổn thương hắn chút nào. Thiếu niên sau lưng cụ già nhìn ra liền đầu mối, liền đem thiếu niên bảo vệ ở sau lưng, cần phải bắt giữ Chu Huyên xem kết quả. Một trường bắt giữ, Chu Huyên lảo đảo né tránh, mang trường mà chống đỡ, thân hình trùng trùng đập xuống đất. Cảnh giới chênh lệch quá xa, Diệp Thần lắc đầu một cái, hướng về phía cụ già nhẹ giọng nói, cho ta huynh đệ nửa năm thời gian, đủ để nghiền ép ngươi. Thần Vũ Điện lão gia cũng là ở trong nháy mắt. Cảm nhận được liền Chu Huyên trong thân thể cất giấu vô tận bảo tàng, nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên, võ đạo nhưng lại như là này khủng bố, khó trách Thái Thần đều có thu học trò tâm tư. Miệng ra cuồng ngôn, lão người hét lớn một tiếng, trong mắt bên trong thoáng qua một chút dùng mình, liền là đối Chu Huyên lần nữa tấn công tới, sát chiêu. Lão gia, Diệp Thần làm sao có thể không nhìn ra lão này kìm nén xấu xa. Hắn không dự định ra tay, chợt nhẹ giọng quát một tiếng. Mình chính là nghiêng đầu đi đỡ một bên ngã lộn nhào Chu Huyên. Hi hi. Trong nháy mắt khí thế kinh khủng ngay tức thì chợt nổi lên, cụ già vậy đưa ra cánh tay không cách nào nữa tiến thêm, bị lão gia gắt gao bấu vào. Trước, tiền bối, chúng ta rốt nát, mong rằng tha thứ. Cụ già lời còn chưa dứt, Thần Vũ Điện lão gia vậy chộp vào hắn cánh tay lên năm ngón tay tốc độ ánh sáng hóa trưởng, tước hướng hắn cổ.
Một cái đầu lâu hướng trời bay lên, thần hồn tiêu vẫn. Cái gì bò ngựa cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Cuồng bạo khí thế ngay tức thì đưa tới vô số người tu giả chú ý. Đi! Diệp Thần nhẹ giọng phân phó, ba người thân hình thẳng hướng Thúy Lâm phương hướng đi. Có cường giả động thủ. Thái Thần Sơn Thúy Lâm ở giữa vô cực cùng linh cực, ngay tức thì cảm ứng được thần Vũ Điện lão gia tồn tại. Thì ra là như vậy, là tiểu sư đệ của chúng ta tới. Hơi cảm giác, linh cực mỉm cười cười một tiếng, vô cực cũng là chân mày căng thẳng, chợt giãn ra. Vừa vặn, sư tôn nói cầm nắm chặt đi. Hai đạo thần mang tại Thái Thần Sơn Thúy Lâm bên trong tách thả ra, năm đỉnh tụ lại tinh voi, đâm rách vân tiêu. Ở bên kia, trong chốc lát, nhiều ngày hỏi thăm tìm không kết quả thiên hạ tu giả, đều là hướng Thúy Lâm phương hướng đi. Tới, từng tiếng phá không, Thúy Lâm trước Mộc Lan chỗ, vô số tu giả đứng, trước nhất ba người, chính là Diệp Thần cùng Chu Uyên, còn có thần Vũ Điện lão gia. Trước kia hơi thở, hẳn chính là cái lão giả đó nơi lộ. Đám người bên trong, không thiếu một ít ẩn sĩ tu giả, âm thầm trực câu câu nhìn chằm chằm thần Vũ Điện lão gia. Ngươi nói sư tôn, ở chỗ này sao? Chu Uyên một bước bước ra, vượt qua Mộc Lan, quay đầu hướng về phía Diệp Thần hỏi. Ừ, giờ khắc này liền Diệp Thần cũng có chút buồn bực, lúc trước mặc dù có vô cực cùng linh cực hai đại cường giả chấn giữ, thiên tuyết tâm cũng đều không xông qua, cái này Mộc Lan trước ảo trận, vô cùng khủng bố. Giờ phút này nhưng là bị Chu Uyên tùy tiện bước qua. Diệp Thần không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp phải Chu Uyên, Huyền Hàn Ngọc đối Chu Uyên tiềm lực giải thích. Cái này sáng rực võ hồn, có thể nói thuộc về thể chất, cũng thuộc về tư chất một loại, cực kỳ hiếm thấy, cũng vô cùng nghịch thiên, tiềm lực không thể giới hạn, chỉ là ở đạo tâm phương diện này, liền cơ hồ đứng sau ngươi võ tổ đạo tâm, hơn nữa, sáng rực võ hồn chỗ tốt, xa vượt quá cái này một cái. Bất quá, cái này sáng rực võ hồn có cái tật xấu, chính là người có tư tưởng 10 phần đơn thuần, trừ võ đạo, những chuyện khác cơ hồ không thế nào để ý. Nếu là có thể, đem người này nhận lấy, hắn có đi theo ngươi tư cách. Sợ rằng có sáng rực võ hồn Chu Uyên, đối với một ít ảo cảnh cũng không úy kỵ. Tiểu tử từ đâu tới, can đảm dám đối với thái thần bất kính. Đám người bên trong, một vị quá chân cảnh 9 tầng trời cường giả làm bộ liền muốn vượt qua Mộc Lan, bắt Chu Uyên. Xích, thân thể mới vừa vượt qua Mộc Lan, chính là phát ra một hồi hòa tan thanh âm, máu thịt ngay tức thì bốc hơi lên, xương trắng phơi bày. Tay cầm quạt xếp nam tử một trưởng in ở hắn trên lồng ngực, đem vậy xương trắng đánh ra Mộc Lan ra, rồi mới miễn cưỡng cứu một mệnh, nhưng cái này tu vi, nhưng là mai kia tẫn tán. Sư tôn lánh đời chi địa, các ngươi tan đi. Vô cực tay cầm quạt xếp, nhẹ lay động mấy cái, nhẹ giọng mở miệng nói. Một màn trước mắt, sợ ngây người tất cả người. Sư tôn, là thái thần đệ tử. Đám người bên trong tiếng kinh hô truyền ra. Mấy tên bóng người từ âm thầm thối lui ra, rất hiển nhiên, vô cực cùng linh cực, hai người này tu vi sâu không lường được. Quả nhiên không sai, cái này thái thần đệ tử, tất cả đều là một khối cường giả, cái đó một mực không nhúc nhích người, so với kia tay cầm quạt xếp nam tử còn kinh khủng hơn, sợ rằng chu diệt chúng ta chỉ cần trong nhất niệm. Thanh âm khàn khàn vang lên, nón lá dưới, trầm giọng nói. Xem ra lão này, chuẩn bị xuất thế. Đỏ tươi trường bào đứng gần trên đất, ở người bên, một tên người thần bí thả sóng vai. Liên minh chuyện, lão này không đối người ra tay, muốn đến cũng là sợ vậy nhân quả dính, nhưng cái khó bảo. Vậy lặng lẽ thối lui hai người, chính là âm ma điện chủ của thánh điện bên người vậy một mực chưa từng lộ ra đội hình phó điện chủ. Xem ra cũng sắp ngồi không yên. Thất lạc thời không đại thế muốn tới, chúng ta lặng lẽ đợi, ngồi gió nổi lên. Thanh âm khàn khàn người nhẹ nhàng trở lui, không làm kinh động người bất kỳ. Diệp Thần, cái này Mộc Lan chỗ, phải có trận pháp. Thời khắc này Thúy Lâm bên, thần Vũ Điện lão ra hướng về phía Diệp Thần hỏi, rất hiển nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi, đều là chưa từng nhìn thấu trong đó con đường. Diệp Thần không nói, nếu có trận pháp, Chu Uyên là như thế nào yên ổn thông qua. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ để gặp, lại là một người không để ý vô cực ngăn trở. Người nhẹ nhàng nhập phần bố cáo, trong phút chốc, hóa thành lau một cái bụi bặm. Các ngươi xác phàm, mau thối lui. Vô cực trong tay quạt xếp đung đưa càng lúc càng chậm, rất hiển nhiên, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Đã như vậy,
ta tới thử một lần. Khí tức mạnh mẽ ngay tức thì bạo khởi, bất ngờ chính là trăm già cảnh hậu kỳ cường giả. Xem ra tới xem náo nhiệt còn có rất nhiều lánh đời tồn tại. Diệp Thần nhìn vậy xông về Mộc Lan thân hình, đã là máu thịt khô kiệt, đại hạn buông xuống là bác một đường cơ duyên cầu sinh cơ người. Bên kia một mực chưa từng mở miệng Linh Cực chỉ là than khẽ, à. Trong tay sáo ngọc hóa thành một chuôi dao cầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích một huyền, chỉ là ngay tức thì, vậy cường giả chính là như bị tổn thương nặng, thần hồn phá tán. Liền cái này cùng tồn tại đều không cách nào đặt chân Thúy Lâm. Đám người bên trong, mong mà than thở. Ngươi tên gọi là gì? Bốn bề vắng lặng còn dám xông trận, Linh Cực lúc này mới quay đầu lại nhìn về vậy thẳng chạy tới lại hoàn hảo không hao tổn thiếu niên. Đầy mặt bạch sa che mục, vốn là áo xanh cũng đều tả tơi, vạt áo hiện lên sáng chói, làm sao xem làm sao một bộ nghèo khổ vất vả hình dáng. Ta kêu Chu Uyên, Chu Uyên cất cao giọng nói. Diệp Thần giờ phút này mở miệng nói, hai vị tiền bối, Chu Uyên chính là Thái Thần tiền bối nơi nhờ người. Diệp Thần, là Diệp Thần, vốn là không rõ lắm dụ cho người nhìn chăm chú Diệp Thần vừa mở miệng, ngay tức thì đưa tới vô số tiếng nghị luận. Rất hiển nhiên, Thiên Phong các trên, chính là Thái Thần cùng Diệp Thần một đoạn giai thoại. Hôm nay Diệp Thần ở nơi này, như thế nói cái này thiếu niên chính là. Là Thái Thần tìm đệ tử. Đám người bên trong, một lời bàn luận. Dĩ nhiên, cái này cũng bị Linh Cực cùng Vô Cực hai người toàn bộ nghe đi. Chu Uyên. Vô Cực trong lòng bàn tay quạt xếp khép mở, nhìn trước mặt thiếu niên nỉ non. Chu Uyên, đây là ngươi sư huynh. Diệp Thần mở miệng nói. Âu, Chu Uyên trong đầu lúc này mới nhớ tới Diệp Thần nói muốn đàng hoàng tư thái, chợt một cung, mở miệng nói, hai vị sư huynh tốt. Linh Cực nhưng là khẽ mỉm cười. Nói đừng nói quá sớm, sư huynh này, cũng không tốt nhận.